Ở đó nhựa thấy lắm. Hello mấy chị, trời ơi mới lên thôi à, nó mới bắt tay nha mấy chị nha. Trời, mấy chị canh lên thằng bom đúng không? Hôm nay là Trang Linh, Trang chị bán thằng bom thôi nha. Mấy chị nhớ bấm theo dõi anh May mới dùm em nhé. Tại vì cái anh May xưởng may rồi Trang Phạm nó bị mất rồi, cho nên là mấy chị bấm theo dõi anh May mới dùm em nha. Để em ghim cái bên May mới ở dưới bài like mấy chị vô, mấy chị theo dõi anh May mới dùm em nhé. Rồi để em ghim lại nha, Trang ghim lại. Chúc chị ăn chồng năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe nha. Đây mấy chị theo dõi bên May mới dùm em nhé. Tâm sự với cái nào mấy chị bác? Trang Trang. Đó con ghi bình luận á. Rồi bây giờ chia sẻ like dùm em đi. Chia sẻ like rồi Trang lên hàng mới, à Trang lên hàng bom nha. Bom mà lần hai bao tải dễ sợ khủng khiếp. Em không biết cái này là những vấn đề này là mấy chị bom hay là lên giao hàng tiết kiệm nó giao không có kịp. À bộ lần sau là mẫu mới đó chị, nhưng mà đợi em một chút xíu nha. Rồi chia sẻ like lên dùm em Trang nha. Năm mới mấy chị có vui không? Bồ đông đặc là vải băng ngồi nha. Trời ơi, hàng là siêu đẹp. Trời ơi, mấy chị mua hàng nhà em là theo dõi anh May, nhà em là mua hàng với nhà em là mấy năm nay rồi. Mấy chị khỏi phải lo, chị làm khách mới mua giùm em hai bộ đi nha. Mình nhận hàng xong mình kiểm tra hàng đó ok thì mình phải mua nữa, chứ Trang không bắt buộc mấy chị phải mua nhiều đâu. Đã mua hai bộ thôi, mua về mặc thử đó mấy chị. Thật sự luôn, nó siêu đẹp luôn. Không chỉ là form đẹp, đứng dày, dài dài đứng dày. Rồi mấy chị nhớ bấm theo dõi anh May mới giùm em nhé. Tại vì cái may, sự may đó nó bị mất mục tiêu rồi mấy chị. Mấy chị thấy này, đó. Hàng nhà em là chuẩn shop, cam đoan 100% luôn. Không có cái nào mà hàng chợ hết. Đó mấy chị, qua từ form này, qua cái cưng quần này mấy chị. Đó, nè, thấy chưa. Đó, mà nhà em đặc biệt là giá tầm xưởng. Không qua lấy qua bất kỳ cái xưởng nào hết nha. Mẫu là tự may, vải là tự mua. Mấy chị theo dõi anh May lắm chị sẽ biết rồi. Sáng giờ em hai ngày hôm nay là cho nhập gần có nửa tỷ tiền vải, nó đều không có lọc bán hàng luôn đó. Mấy chị nghĩ thì vải mà mua như thế này là tất nhiên là mày rẻ hơn rồi đúng không mấy chị? Đó mấy chị quay này, bộ em đang mặc là hôm nay Trang bán giá tương tác, hôm nay Trang bán giá tương tác thôi là giá rất là rẻ luôn. Bộ này Trang vẫn bán như giá cũ không, mà đầu năm nha, đặc biệt lúc nào là giá nó vẫn là vải, lúc nào nó cũng lên hết mấy chị. Thực sự luôn, vải là ngày nào nó đầu năm lúc nào cái gì vậy? Đầu năm lúc nào vải nó cũng lên hết, nhưng mà bên nhà em đặc biệt năm nào cũng vậy, năm nào cũng vậy, không bao giờ lên hàng, lên vải, lên giá. Bộ em đang nặng 135.000, ai muốn mua thì mua nha, mua trong inbox thì 139.000 nha. Rồi, bây giờ khui hàng bom trước đi, ai muốn lấy bộ em đang nặng thì xíu nữa em bán cho 135.000. Vải mang gồ cho kiểm tra hàng trước khi nhận hàng luôn. Mấy chị vui lòng kiểm tra hàng trước khi nhận hàng dùm em. Mấy chị bấm theo dõi bánh may mới dùm em, cái mà Trang đang ghim đó. Mấy chị bấm qua bên đây để nhà Trang chốt hàng nó nhanh hơn nha. Tại vì cái bánh may kia nó bị mất. Mấy chị biết sao, đúng ngày 30 Tết luôn nó bị mất luôn mấy chị. Em chuẩn bị là em đăng lên em chúc Tết với chị, nhưng mà thật sự nó không vô được luôn. Trời ơi, cuối năm mất một cái bánh may giả mang thật sự luôn mấy chị. Rồi đưa dùm cái cây đi mấy chị ơi, chia sẻ giùm em nhé. Năm nay Trang bán rất là nhiều mặt hàng luôn, gắn với là đầm áo dài gì Trang cũng có bán hết. Trang may rất là nhiều lô pyjama gì cũng có hết, đặc biệt giá rất là rẻ. Rồi chị gắn cái bàn này. Rồi đâu rồi cái hàng bom ở trong kho đâu rồi, ngày hôm qua cui ra đâu, đem ra hết giùm em đi. Rồi mấy cái đó cui ngày hôm qua rồi thì đem ra băng trước, mấy cái này để sau. Được. Nhiều lắm á chị, hôm nay là bom 50, 60, 70 nha. Trang bán vừa tặng vừa bán lì xì cho mấy chị. Dạ hello mấy chị nha. Nói chung là đầu năm này thì em tại vì kẹt hàng của mấy chị, Trang không có thể mà like hàng sớm cho mấy chị được. Tại vì em là sĩ kinh khủng luôn. Năm nay em nói thật, đầu năm mà đã lọc nhiều rồi.
Mấy chị biết sao, đầu năm mà Sĩ mới đặt may là hơn có 500 triệu tiền hàng. Mà bây giờ là Trang không có vải để mà Trang may luôn. Trang mà sáng giờ Trang phải đi lùng vải đưa đây. Đưa đây vừa bán vừa tặng nha. Mấy chị nào mà mua được thì mua nha, mình dành được thì mình dành nha. Tại vì bây giờ là đầu năm này. Cái này là hàng bom nhà em hả? Ở Sammy, bỏ đi một chỗ đi. Đây bỏ đi một chỗ nè. Đây, lừa mẫu na bỏ đi một chỗ. Ai mua được thì rồi, mua nha. Cái bỏ này mình đi. Dạ em cảm ơn mấy chị nhiều lắm luôn á. Thật sự đầu năm em không có biết gì hết. Em chỉ chúc mấy chị là sức khỏe thật nhiều thôi. Mình có sức khỏe mình mới làm được tất cả, đúng không mấy chị? Chỉ cần mình sức khỏe thôi, đúng không mấy chị? Chứ còn chúc mấy chị này kia là nhớ dài dòng mà nó cũng không có được gì. Mình chúc sức khỏe là tất cả rồi. Em bây giờ em cũng vậy mấy chị. Thậm chí em cũng vậy, em là chỉ cần sức khỏe thôi là em chỉ là làm được mọi việc rồi. Chứ còn không có tiền tài vô như nước. Mình có sức khỏe mình mới làm mới được tiền tài, đúng không mấy chị? Cho nên em đầu năm nha, bây giờ em vừa bán vừa tặng cho mấy chị. Và chúc mấy chị sức khỏe thật nhiều nha. Sức khỏe thật nhiều. Đó. Rồi Bồi Trang đang bằng 135.000 nha. Rồi mấy chị ơi, ráng chia sẻ mạnh lên giùm em. Và mấy chị hãy bấm theo dõi bên bay mới giùm em. Em đang ghim cái bài trực tiếp đó, ghim ở dưới đó mấy chị bấm vô, mấy chị bấm theo dõi bên bay giùm em nha. Tại vì cái bay sửa may đồ bộ đó gần 20.000 người theo dõi của em, mã đã bị mất tiêu rồi. Bây giờ mấy chị vô cái bên bay mới này giùm em nha. Rồi bộ này em vừa bán lì xì cho mấy chị nha, 90.000. Bộ này em vừa bán vừa tặng lì xì cho mấy chị đầu năm, 90.000 giùm em. Bộ này mấy chị nào lấy giùm em là bộ này thì mấy chị comment là sơ mi vàng giùm em, nail vàng nhá. Sơ mi nail vàng 90k 40 em chốt cho 4 chị nha. Chị nào comment trước thì Trang hôm nay là Trang không có dùng máy in, tại vì hôm nay là máy in Trang bị hệ thống nó bằng bị lỗi rồi. Rồi mấy chị comment là sơ mi nail vàng 90 giùm em, lựa ra giùm em nha. Mẫu kèm số điện thoại nha mấy chị nha. Comment giùm em là sơ mi nail vàng 90 giùm em nhé, kèm số điện thoại. 55kg mặc vừa nha anh cộng ơi. Cái này là bộ này 61-62kg đổ lại mặc vừa giùm em nha. 60. Cái này là vàng ống tát giùm em nhé. Bộ này là quần ống mát, chị nào mà mua hàng nhà em bên sơ mi vàng cho số thoại mấy chị ơi, sơ mi neo vàng kèm số thoại giùm em nha. Em chốt cho 4 chị 90 4 chị nhá. Vừa bán vừa tặng. Rồi 4 bộ này, rồi tiếp theo đi. Đọc tên nha, nghe nhân viên cho đọc tên nhá. Nghe nhân viên cho đọc tên nha mấy chị nha. 90 giùm em. Đây Lý Thành Đạt nè. Lý Thành Đạt. Phương Nguyễn nè. Phương Nguyễn. Đây là 5 bộ. 90 giùm em nha. Mấy chị ráng giữ gìn sức khỏe nha, để mà còn mua hàng nhà Mai Trang. Lê nè. Mấy chị nghe nhân viên cho đọc tên nha. 90 Mai Lê có sơ mi neo vàng nha. Rồi hết chưa? Chia sẻ mới được mua nha. Chia sẻ Giang Bình. Giang Bình. Rồi thế thì đó. Rồi chốt giùm em neo vàng, neo trắng giùm em 4 chị luôn nha. 5 chị. 5 chị 90 lì xì nha. Lì xì 90 nha. 90 giùm em. Rồi sơ mi neo vàng, neo trắng giùm em 90 nha. 5 chị nè. Đọc tên lên đi nha. Sơ mi 90 màu trắng nha mấy chị nha. Neo trắng màu trắng, neo trắng 90. Cái vải này em đang về luôn nè. Cái vải này em mới mua hồi sáng luôn. Rồi sơ mi cái này cũng ổng bán nha, ổng loe nha. Trắng cho Tam. Cái này neo trắng Tam Phương nè. Tam Phương neo trắng 90. Đọc tên lên nha. Rồi. Tam Phương Thùy Đặng. Tam Phương Thùy Đặng thử cái tên em. Tam Vương Huy Đặng 90 giùm em nha. Nè Huy Đặng nè. Lê Dung Thi Nguyễn. Lê Dung Thi Nguyễn có cho neo trắng nha. Rồi hết chưa? Chưa, còn người nữa. Còn người nữa hả? Đây là Mai Lê. Mai Lê dùng Mai Lê dùng đơn giùm em. Mai Lê dùng đơn cho chị đi. Rồi neo đen giùm em luôn ha. Chia sẻ bài mới bực mua nha mấy chị ơi. Bấm theo cho bánh bay mới giùm em nha. Rồi tiếp theo neo đen giùm em 1, 2, 3, 4, 2, 4 5 giùm em nhá. Ông bác nha, 63kg đổ lại mặt vừa. Kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em nhá. Chia sẻ like mới được chốt nha. Rồi neo đen giùm em nha. 5 chị luôn. Neo đen cái hiền hiền. Rồi 5 chị nha. Nghe nhân viên cho đọc tên nhá. Sơ mi trắng ăn bát nha, mang băng gồ giùm em. Sơ mi đen Nguyễn Trang. Neo đen Tam Vương dồn đơn. Nguyễn Trang. Nguyễn Trang. Tam Vương dồn. Tam Vương. Lê Dung dồn đơn. Lê Dung dồn đơn. Lê Dung còn không? Còn một set nè. Còn một bộ đúng không? Vậy bây giờ em bộ này đi. Có thỏ trắng nè. Thỏ trắng nè. Thỏ trắng có neo đen nha. Chia sẻ bài mới chốt nha mấy chị ơi. Chia sẻ bài cho mấy chốt nha. Rồi tiếp theo mẫu gì đây? Nó cùng mẫu đúng không? Ôi, đang có neo đen 90 biết rồi. Cổ đang mặc từ 40kg đến 60kg vừa nha. Nè, mấy chị mới không? Cổ đang mặc 135.
Rồi bi cam giùm em 90 nha. Sami 90 đó. Sami trời ơi đẹp quá. Trời ơi siêu xinh luôn. Rồi bi cam 90 giùm em nha. Bi cam mấy bộ kìa, À 2 5 bộ. Chốt bên bên bay mới nha. Ai mà chốt bên bên bay mới là cha sẽ chốt rất là nhanh luôn. Mấy chị bấm theo giùm bên bay mới. Neo đen 80 hả? Hết rồi, hết rồi chị ơi. Bi cam 90. 90 nha. Tam phương 90 dùng. Tam phương 90 chốt cho khách mới mới nha. Đi chốt cho khách mới nha con. Phương Hương Nguyễn có neo trắng nha. Bi cam giùm em. Du Nguyễn bi cam. Du Nguyễn bi cam. Đang đi đơn từ 2 bộ nha. Chốt bên bên bay mới giùm em nha. Bên bay mới là dễ nhanh lắm mấy chị ơi. Rồi bi cam giùm em. 3 bộ Ngọc nữa. Lý Thanh Đàm vô đơn. Ngọc Bích. Ngọc Bích nè. Lý Thanh Đàm vô đơn. Lý Thanh Đàm. Thanh cao bi cam. Thanh cao bi cam. Đi cho em chốt khách mới nha con. Đi đợi đi. Chốt đi khách mới với nha. Không thôi là mấy chị mua không nên 90 đúng không? Ờ 90. Rồi bi đỏ giùm em nha. 90. Mình mai bi cam hết rồi nha. Ngưng. Ai mà chốt bên bên máy là trang dễ chốt lắm. Ủa thanh cao khách cũ phải không chị? Phải không? Đúng rồi thanh cao khách cũ. Rồi bi đen à bi đỏ giùm em nha. Bi đỏ 3 set. Bi đỏ 3 thôi. 90. 90 giùm em chia sẻ mới được giá 90 nha. Quỳnh Mai ơi, hết bi cam rồi nha, chị lấy bi đỏ giùm em đi. Rồi bi đỏ giùm em chị. Nếu đang mặc 135 ngàn cho Thúy Hằng. Thúy Hằng 135 đang mặc. Thúy Hằng 135. Rồi bi đỏ giùm em nha. Thanh cao bi đỏ kìa. Bi đỏ thanh cao. Nè, thanh cao một đơn nè. Hết bi cam rồi mấy chị ơi, hết bi đỏ giùm em nha. Không biết bi đỏ cho Lan Phương nè. Bi đỏ cho Lan Phương. Trang Thái bi đỏ. Trang Thái bi đỏ kèm số điện thoại. Kèm số điện thoại giùm em chị ơi. Hết bi đỏ rồi em hết rồi. Rồi ngừa đỏ 2 bộ nha. Mua đỏ 2 bộ. Phải mua 2 bộ cho nên bên em đi. Bao nhiêu lắm mấy chị ơi, không nên bao nhiêu lắm. Trang Thái kèm số điện thoại giùm em đi chị. Bi đỏ hết rồi, người đỏ giùm em nhé. Người đỏ 2 bộ này. Lan Hương có bi đỏ rồi chị. Trần Huệ bi đỏ hết rồi. Người đỏ giùm em nhé. Người đỏ mấy chị bấm theo giờ bên may mới giùm em nha. Cái bên may mà em đang Lan Huỳnh đang mặc nè. Ghi mới dưới á. Lan Huỳnh đang mặc. Rồi người đỏ 2 bộ này con ơi. Để cho mua rồi đi. Đang mặc cái phương vô đang mặc. 135 ngàn giùm em nhé. Bộ cho đang mặc 135 ngàn nhé. Bộ cho đang mặc đẹp lắm, xinh lắm. Rồi ngừa đỏ giùm em 90 giùm em nha. Ai chia sẻ bên mai em mới chốt nha. Ngọc Bích ngừa đỏ. Ngọc Bích ngừa đỏ. Đi Lê Hương có đỏ có đơn chưa chưa phải không? Rồi còn một người đỏ cho chị nào. Kim Hoa Nguyễn ngừa đỏ hết rồi. Rồi đưa giùm em bộ em đang mặc đi. Kim Hoa Nguyễn có ngừa đỏ. Rồi em lên bộ em đang mặc nè. Mấy chị hỏi nhiều quá cho lên nè. Rồi bộ em đang mặc. Kim Hoa cho lại số ngoài nha, cho có 9 số à chị. Cho số điện thoại đồng hoàng đi chị ơi. Kim Hoa Nguyễn cho lại số ngoài đi cho luôn nha. Cái móc béo của em đâu rồi nha. Chị Hồng ra ngồi kia lấy cái đơn đơn Du Nguyễn á, chị nhỏ em còn đang mặc. Đi ra ngồi kia lấy cái kim kim ngựa đỏ hết. Hết rồi, lấy ngựa đỏ kim kim đi đi. Đang lấy cho mình bóc béo về cho lại số ngoài đi Kim Hoa. Trời ơi, Kim Hoa nhà em đẹp cơ chú Hồng luôn nha. Chị Kim có ngựa đỏ nha. Mấy chị đi đâu mua cái bộ này với giá là 135 ngàn em tặng luôn, em xin thề luôn bộ này nha. Rồi mấy chị chốt giùm em bộ béo này nha, 135. Trâm Huệ ơi, có bi đỏ kèm số điện thoại giùm em đi chị. Mấy chị ơi, mã kèm số điện thoại. Mấy người có số điện thoại đi. Ai cũng có số điện thoại trang không chốt nha. Bên này không ai kèm số điện thoại chưa. Rồi, cái lúc có số ngoài đây chốt cho Kim Hoa Nguyễn đây nè. Rồi ai lấy beo chốt giùm em 135 ngàn nha. Mày mã mới đầu năm. Em mới may xong luôn. Beo ai lấy beo chốt giùm em beo 135 ngàn nha. Nhiều lắm. Trời ơi, hôm nay hàng có lắm nhiều luôn. Beo 135 đi đó. Beo đang mặc cho Hiền Hiền. Hiền Hiền đây. Ngọc Bích bộ beo. Ngọc Bích bộ beo dồn đơn nè. 135 ngàn xinh lắm, xinh kinh khủng luôn. Chốt không được nhiều lắm, cứ từ từ đi nha. Cứ từ từ rất là nhiều hàng rồi em một chút xíu tại vì mấy chị hỏi beo. Thanh cao beo kìa. Thanh cao beo 135 ngàn nha. Cờ đỏ cái bộ em đang mặc hả? Thanh cao. Là ngừa đỏ hả? Ngừa đỏ hả? Ngừa đỏ em hết rồi. Đưa cái kim kim khoan nguyện xả bộ bi đỏ ra đi. Cờ đỏ cái bộ em đang mặc Bích Loan Nguyễn thì em hết. Đây đây hết cờ nha. Bi đỏ cho em đi. Cờ đỏ đúng không? Cờ đen được không chị? Beo Mai Thưởng này, Mai Thưởng beo nè. Mai Thưởng beo. Đâu bi đỏ rồi. Dạ bộ trang đang mặc là 62 kg độ lại nha mấy chị nha. Võ Phùng bộ đang mặc nè. Võ Phùng nè. Mai Tưởng đi giùm em một ly nữa đi. Được. Võ Phùng bộ đang mặc đúng không? Xinh lắm, bộ này rất là xinh luôn. Mai Tưởng nè, beo nè. Nhiều lắm, hôm nay rất là nhiều hàng. Bi đỏ dùng đơn beo. Bi đỏ em hết rồi. Lý Thanh Đạt. Bộ trang đang mặc 62 kg độ lại nha. Bộ trang đang mặc 62 kg độ lại. Lý Thanh Đạt này, Trương Dương nè. Trương Dương beo nè. Chi kim beo dồn đơn. Chi kim beo. Cái này 65 kg đổ lại thôi nha. Số 2 số 3 thôi con ơi, số 2 số 3. Chi kim đổi qua. Rồi ai lấy beo một chút em beo nha. Dương Dương nè. Bộ em đã mặc 65 kg không vừa đâu.
Xuân Thủy Nguyễn Thị. Xuân Thủy Nguyễn Thị. Bộ vàng cho Xuân Thủy 135.000 nha chị. Bộ đăng vàng 135.000 à. Tầm ánh chị có lấy bộ đeo không chị ơi? Để ai lấy đeo chút đeo giùm em nha. Trương Dương có đeo đang mặc rồi nhé. Ờ. Có cờ đen á. Cờ đen 2 bộ. Cờ đen này 2 bộ thôi hả? Cờ đen này 3 bộ. Rồi cờ đen giùm em nhé, 2 bộ. Huy Hoàng đặt lại giùm em nhé. Nguyễn Thị Hồng Phương, mấy chị ơi, mã kèm số phải 1 Nguyễn Thị Hồng Phương đeo cần, cái mẹ thương mãi, Mai Hương dùng đơn đeo. Mai Hương đeo. Rồi cờ đen giùm em. Cờ đen giùm em nhé, 2 bộ thôi nha. Độ thanh loan beo, mấy chị ơi, mã kèm số ngoài giùm em. Hôm nay Trang không có dùng sử dụng hay phần chị mềm kim á. Chị Kim á, Chị Mai Hương ghi chưa? Rồi beo giùm em nha. À lộn, cờ đen, bộ em đang mặc 58-56kg/1m. Chà bao đẹp nha chị nha. Chị Hiền, em cao 1m55-69kg. Không vừa nha Hiền ơi. Cờ đen, phương, bình, thủy, kèm điện thoại giùm em đi. Sao mấy chị mua hàng không kèm số điện thoại với người ta? Lê Dung cờ đen kìa. Lê Dung cờ đen 135.000 nha. Hiền Hiền có đơn chưa? Hiền Hiền không có mua, 1m55-69kg lận. 61kg. Xả đơn Hiền Hiền ra. Chi Kim cờ đen. Cờ đen rồi. Rồi chi Kim chốt. Người nhỏ thôi thay phiên nhau nói xong rồi chị trỏ nhau nha. Đưa giùm em tiếp. Đứng đứng theo theo lên bộ chi đó. Chi Kim nè. Rồi Sơn Mi chữ trắng chữ đen 90 giùm em nha. Phương Hoàng 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 Phương Chữ neo đen hồi nãy ai lấy chưa có nè. Người đen hết rồi phải không? Ờ. Sơ mi chà neo đen hồi nãy ai chưa lấy chưa có nha. Cái này 63 kg đổ lại thôi nha, nghe rõ. Tất cả mẫu nhà em toàn bộ 63 kg đổ lại, cao 1m55 nha. Chị nào mà dưới 60 kg 1m5 thì mặc được. Sơ mi chữ đen tuyền hình. Tuyền hình sơ mi chữ đen. Chữ đen chữ trắng giùm em 90 nha. Còn một bộ neo đen ai lấy không? Cho em một bộ chị đang mặc cái kèm số điện thoại đi mấy chị ơi. Rồi đen hết rồi. Hiền không vừa đừng lựa nha. À, neo đen này, sơ mi neo đen lỏng bát nha. Sơ mi đen Hiền Hiền không vừa. Thôi thẳng đơn Lê Dung nó có sơ mi chữ neo đen. Neo đen cho Huỳnh Ngọc Thân nè. Cho Huỳnh Ngọc Thân. Bỏ neo bụng. Neo đen nè. Rồi chữ đen chữ trắng giùm em nhé. Sơ mi đen chi kim. Chi kim sơ mi đen là đơn mình đây. Bỏ bụng sơ mi đen kìa. Bỏ bụng sơ mi đen rồi còn trắng nha. Hết đen rồi Ngọc Tiên ơi, còn trắng được không chị? Còn trắng giùm em. Vô đơn chữ trắng kim hoa rồi á. Kim hoa rồi. Tám hứa nè. Tam hứa Kim Hoa Nguyễn. Rồi chữ trắng giùm em 90 nhé. Sơ mi đang cầm Trang Nguyễn. Trắng giùm em nhé. Kim rõ giùm em đi. Kim Hoa Nguyễn. Kim Hoa Nguyễn đơn chữ trắng này, Kim Hoa Nguyễn này rồi hết rồi nha. Con coi chữ trắng không sửa đi. Tôi xài một chi ra đó. Kim Hoa Nguyễn con mới đi lại rồi. Đi lại rồi à. Mình học thân. Rồi vét gấu vàng 90 giùm em luôn nha. Sơ mi hết rồi chị ơi. Vết gấu vàng 90 giùm em nè. Để đi xin đi ghi đây, xin đi ghi. Ống nhỏ giùm em nhé. Đây này bộ không? Ống nhỏ giùm em. Ống nhớ con ghi rồi mà. 54kg. Dạ hết rồi chị ơi, lấy giùm em nha. Ờ con bộ dai là. Vết gấu vàng giùm em nhé, 90. Chữ trắng cái phần. Chữ đen này, chữ 2. Ta mua là ta mua chữ trắng này. 5 bộ giùm em nhé. Vết gấu vàng 50-90 giùm em. 5 bộ. 5 bộ giùm em nha. 2 4 5. Mi neo đen nhất là Tuyền Huỳnh ơi. Vét chữ vét vàng, vét gấu vàng giùm em 90 nhé. Chị nào muốn mua bên em một bộ thì chọn thêm giùm em nha. Vét gấu vàng 90. Hoa Đoan này. Tên gì? Hoa Đoan. Hoa Đoan vét gấu này 90 giùm em nha. Vét gấu đẹp lắm đó chị, 90 giùm em. Nè, chúng tôi cho Hoa Đoan kìa. Nè. Thỏ trắng vét gấu này. Thỏ trắng dùng lên gấu vàng này. Ờ, tặng có đúng rồi. Hoa Đoan có rồi nha. À. Có chị biết cho Ly Hương kìa, có đơn Ly Hương. Chưa? Ly Hương, Ly Hương. Chưa có đơn. Mấy chị ơi, mã kèm số điện thoại giùm em nha. Mã chốt cho chị Yến Mỹ nè. Yến Mỹ nè. Yến Mỹ gấu vàng nha. Yến Mỹ đào gấu vàng. Rồi. Rồi hết rồi nha. Đưa giùm em nha. Hoặc chị nào mới mua bên em một bộ thì chọn thêm giùm em nha. Hồng. Hồng lăn cao có vết gấu vàng nha. Rồi chốt giùm em luôn. Cái bộ đằng sau rồi em một chút xíu nha, để em thay bộ này ra cái đã. Rồi chốt giùm em. Vết vết hoa mai, vết hoa mai nâu với vàng nha, 90 giùm em. Ai lấy nâu, ai lấy vàng giùm em nha. Và em có 2 set nâu, 3 set nha. Lý Hương ơi, em chị chốt khoảng 2 giùm em nha. Mấy chị ơi, mã kèm số điện thoại giùm em nha. Mấy chị bấm theo giùm em bay mới giùm em nha. Rồi, vết hoa mai nâu hoặc là hoa mai vàng giùm em 90 nha. Ai lấy màu nào comment giùm em. Em có 3 nâu, 2 vàng thôi nha. Hoa mai nâu giùm em sọc đằng sau 135.000 nha, đợi xíu cho mặt cho. Đồ sọng sau 135.000. Mai nâu khảm tiên 190. Mai nâu đây. Khảm tiên á, 1.1 90 nhá. Nâu với vàng nha. Nâu với vàng giùm em nhé.
quần ống nhỏ nha mấy chị ống nhỏ, nha. Vét là, nhỏ vét là ống nhỏ lại vét là ống nhỏ giùm em nhé. Rồi vét may nâu may vàng giùm em 90 chứ sẽ like mới bán chị ơi, nhiều hàng lắm. Không bấm hoa mai nâu cùng lên số điện thoại đi. Rồi hả? Hồng món kèm số điện thoại mấy mấy chị ơi, đầu năm đừng bom hàng nha. Phải nhớ canh điện thoại bắt máy giùm em nha. Hàng không có nhiều đâu mấy chị ơi. Hoa mai nâu 54 kg cho Tuyết Nguyễn này. Hoa mai nâu. Này hoa mai nâu Tuyết Nguyễn đưa giùm em cái quần nữa. Con một bộ đỏ này. Này vàng đen này. Thúy đằng vàng dùng đơn nè. Chị nào mới mua bên em một bộ chọn thêm giùm em nha. Bia cho Sơn Linh 58 kg, chị cao 1m như Bia cho Sơn Linh mới vô đúng không? Hoa vàng Nguyễn Thị Hạnh. Hoa vàng cho Nguyễn Thị Hạnh này. Rồi hết hoa mai. Em còn một đỏ rù thôi. Đỏ gì đây có? Nâu cho Nguyễn Phi nè. Nguyễn Phi. Đưa đây đây, chúng có đơn. Rồi chân còn hoa mai đỏ rù nhé. À, gì đây? Bia Sơn Linh chưa? Nè, nè, nè. Đây đang bán với Sơn Linh nè. Rồi 90 nha, vét hoa mai đỏ rùa. Đang mặc không chị? Rồi mấy chị comment là vét đỏ rùa giùm em nha. Hoa mai đỏ rùa chợ xinh quá. 58 kg vừa. Phạm Tiên còn đâu vét đỏ rùa 90. Phạm Tiên 90 rồi, hết tiền rồi. Phạm Tiên này. Phạm Tiên một bồ xíu rồi lên. Rồi để em lên mẫu khám nha. Đây chị Hoàng này. Đây Phạm Tiên kìa, Tiên vô nên 90 cho Phạm Tiên. Tiên có đỏ rùa em đang mặc không vậy? Có nha chị Tuyết Nguyễn ơi, lấy xin bộ beo nữa. Beo đúng không? Rồi cho thay bộ beo này ra nha. Thay beo. Em chất lượng chị ơi, em cao 1m55 60 kg hả? Vừa nha. Trời ơi, xuông xuông nè, xuông xuông ơi, hết rồi. Rồi lên mã mới nha mấy chị nha. Hôm nay nhiều hàng lắm. Cao 1m55 45 kg thôi. Hoa đỏ dùng đơn, hoa đỏ hết rồi. Cần mẫu khác cho em nha chị Hạnh ơi. Bi cam hết rồi chị ơi, bi cam hết rồi. Bi cam đợi em xíu đi, còn cái cục hàng bom to lắm. Đợi em xíu nha mấy chị canh nha. Mấy chị canh đi mấy chị ơi, nhiều hàng bom. Bi can rất là còn rất là nhiều nhưng mà đợi em chút xíu nha. Mã kèm số phần dòng giùm em nha. Bình ngọc hâm sơ mi cờ đen có không chị? Dùng đơn hết rồi. Còn sơ mi khác thôi được không chị? Rồi lên giùm em mã nha nha. Chúc em cao số điện thoại. Rồi mấy chị em. Rồi ok đơn. Này chị Nguyễn Thị Mỹ Đào nè. Chiếu cho số tài khoản nha. Rồi chốt giùm em mã quốc nha. Nước hoa đi. Nước hoa này em có hai màu, 135 ngàn, đen và trắng. Ủa xinh quá à. Ủa kinh khủng, bộ này xinh kinh khủng luôn. 135 nha. 135 giùm em. Bộ ống nọc số 3 ký đổ lại bằng vừa. Số 3 ký đổ lại giùm em nha. Hiên hiên lựa lại nha, đơn đâu hồi nãy xả đơn ra mất tiêu rồi. Rồi đen và trắng giùm em nhé. Đen và trắng hình trang ha. Rồi hiên hiên cái lại số phải 135. Siêu đẹp. Siêu đẹp nha. 135. Nước hoa, mấy chị comment nước hoa đen và trắng giùm em. Đỏ. Sao ai lấy được ghế đi đâu đi. Rồi đen và trắng giùm em nhé, nước hoa. Mấy chị cần mang số hồi giùm em, mã kèm số hồi một dòng giùm em nha. Rồi tình yêu không để đó giùm em. Ai lấy nước hoa thì chốt giùm em nhé. Hai màu, trời xinh quá. 135 ngàn một set, hàng đầu năm mới may xong không gì, không có vải nha. Bộ này ai lấy chốt giùm em, nước hoa giùm em, hai màu đen và trắng giùm em này. Rồi tình yêu nào lấy chốt giùm em nha. Hai màu nha mấy chị. Hai màu nước hoa, đen cho Tố Mi. Rồi đen cho Tố Mi nè. À, em có đen. Có nha Hiền ơi. Có nha. Mã kèm số ngoài là Hiền ơi cho đẹp số ngoài đi Hiền nha. Hai màu, màu này xinh lắm. Mẫu này rất là xinh luôn, 135 ngàn một trang nha. Thúy Đặng dùng đơn đen nè. Thúy Đặng dùng đơn đen. Vỏ phụng đen luôn. Vỏ phụng đen. Nguyễn Thị Hồng Phương hoa hồng màu đen dùng. Bộ này mấy chị mua ít đi khoảng 200 mấy. Vỏ phụng nước hoa đen. Vỏ phụng nước hoa đen dạng 135 ngàn chị. Không ở đâu ai bán, trang thề luôn. Nguyễn Thị Hồng Phương đen ok chị. Anh cho anh Phạm. Anh Phạm nước hoa trắng. Xinh lắm. Bộ này rất là xinh, trang thề luôn. Nhưng mà hàng mà phong không đẹp, trang xin tặng nha. Đen trắng hai màu giùm em nha. Trắng cho anh Phạm này. Trắng cho anh Phạm. Chốt lẹ lên đi cho em mã mới nha. Hai màu nha. Xinh quá, bộ này xinh quá mấy chị ơi. Rất là xinh luôn. Rồi chân mặt Fendi nha. Ai chốt lẹ lên nha. Nước hoa đen cho đủ Thanh Loan kìa. Chốt lẹ lên đi cho em mã Fendi. Siêu xinh luôn. Hai màu. Người yêu cưới cô đứa hả? Chốt lẹ lên đi mấy chị. Kêu cưới cho cô đơn kia. À bên đây bên đây chiếc phương đó. Cương hả? Cương hả? Chốt lẹ lên đi. Còn máy bộ xanh lắm. Máy 8 cửa. Xong chưa? Nước hoa chốt lẹ lên chưa? Xong chưa mấy chị? Có. Dạ không chị ơi, bên nhà em không không Hiền Hiền mới có một bộ thôi em ơi. Mai Hương dùng đơn trắng kìa. Nước hoa trắng, trang uyên, nước hoa đen đẹp lắm. Bộ không phi ship nha. Hai màu nha. Mấy chị chốt bên mai mới đi.
nhân viên mình lam đen cộng trắng hai màu. Đây. Xinh lắm, bộ này mà không mặc thì thôi luôn, rất là đẹp nha, hai màu. 55.000 nha mấy chị. Đầm hả? Đầm trăng còn có mấy cái à? Đen. Tại vì trăng chưa may đầm xong, đầm đó là sỉ may nhưng mà nó còn sót một hai bộ thôi. Ai muốn lấy đầm thì để trăng lấy cho. La hai màu đen này. Đầm mà trăng còn một hai cái lẻ lẻ thôi, mấy chị muốn mua thì trăng like luôn cho. Cái gì trắng hả? Cái gì ạ? Trăng xíu đi, rồi trăng xíu đi chị ơi. Rồi trăng khoảng cách trắng nè. Nước hoa nha, ai lấy nước hoa giùm em, 135.000. Mấy thảo trắng này. Mấy chị đợi trăng xíu nha, đầm đúng không? Đầm để trăng vô kho lấy đã, đợi xíu đi. Nước hoa trắng đi mẹ. Rồi trăng hoa mẫu nha. Ngày nước hoa trắng 135.000 nha. Vậy thì ông Phương chưa ghi hả? Trắng đen giùm em hai màu. Kim chi nước hoa đen dùng được. Đây, nước hoa đen. Rồi lên phân đi nha. Siêu xinh luôn, trời ơi. Tầm ngày hôm qua trăng mặc mà trăng đăng hình mấy chị hỏi quá trời luôn nhưng mà chưa có nha. Đời khoảng tầm vài hôm nữa là có nha mấy chị ơi. Thì đầu năm này chưa có hàng đâu. Ai chị? Ủa Hiền Hiền ơi, hai bộ sơ mi nào? Của chị là một bộ bi trắng đang mặc với là một bộ bi đỏ đúng không? Bi đỏ em gửi cho chị kia rồi, bây giờ còn bi trắng chị lấy không? Bi trắng đen được không? Hồng Rương cho chị hai bộ đen với trắng 24kg vừa nha. Trời ơi đẹp lắm luôn chị Hồng. 55.000 nha. Cho chị thích bộ chờ neo trắng hả? Mai hoa nước hoa trắng. Chờ neo trắng trang năm mây nha. Rồi về hôn nữa đi nha. Mấy chị ơi, đợi vài hôm nữa được không mấy chị? Tại vì hàng bây giờ Tết hờ em nó ngày 16 nó mới bắt đầu vô nha. Nhưng mà bây giờ trang đang tuyển hờ mới rất là nhanh luôn. May kịp Tết cho mấy chị cái bộ này cho mấy chị mặc. Trời ơi, thấy cực khổ lắm mấy chị, thật sự luôn. Em rất là mệt mỏi hờ em luôn mấy chị. Mệt mỏi với cái thằng hờ đó lắm luôn. Nhưng em không có hai bộ đó nha. Bây giờ chị chốt lại giùm em nha. 125 giùm em nha. Mai hoa rồi nha, chi kim nè. Em cam đoan mấy chị luôn. Chi kim gì? Mấy chị đi đâu tức mấy chị đi đâu nước hoa đen vừa nha chị. Mấy chị đi đâu không bao giờ có những cái mặt hàng này với giá 135.000, trang cam đoan 1.000/1.000 luôn nha. Rồi bồ trang đang mặc nha, Fendi trắng với đen giùm em hai màu nha, xinh chưa? 63kg đổ lại mặc vừa giùm em, cao 1m7 mặt không hề ngắn nha. Đó, cho mấy chị quay rõ từng cảnh luôn nè, xinh chưa? Đó, 135 nha. Rồi kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm cho em Trang. Mà mi Trang không canh mặt nhưng mà là hàng không đẹp nha. Trang tặng luôn nha. Rồi hai màu rồi chốt lại. 63 kg đổ lại mặc vừa, cao 1m6 nha, eo 85 đổ lại. Rồi hai màu cho Trang nha. Đen trắng giùm em hai màu. Đầm đời trắng xíu đi, đầm em còn mỗi thứ có một bộ, hai bộ thôi chị. Một set hai set là không có nhiều. Rồi Fendi giùm em 135.000. Chị nghe nói chốt rồi mà nhiều. Thôi là chị nói số kỳ cao quá. Quá cái sợ đó. Thế hả? Không là năng của anh, chứ sự kiện luôn. Nhưng mà em chốt cho người khác rồi chị ơi. Tại vì hồi nãy chị nói mấy 55 và 69kg lận. Cho nên em chốt cho người khác rồi. Rồi Fendi giùm em nhé, 135 trắng bộ và đen. Bộ đen vào thương hơn là 135.000. Trắng và đen giùm em hai màu nha, siêu xinh luôn. Kim đào, đen. Chi kim đen là mặc dùng đơn. Kim để đào lao nè. Chi kim đen đang mặc ok chị. Cầm đeo Barbie đơn còn không? Giáo vị đang mặc đen dồn đơn. Tinh lắm. Giáo, trời giáo ơi. Giáo vị đen. Giáo vị đen. 60kg bao vừa nha. 60kg bao vừa. Barbie đơn không? Đen và trắng đang bận cho vỏ phụng. Yến Mỹ đen, đen đang mặc mấy chị ơi, mã kèm số điện thoại giùm em nhé. Sọc vàng với Fendi đen tô thảo. Trời còn ơi. Bé trắng. Bộ này mấy chị nhận hàng nó thật luôn. Đen với trắng siêu đẹp. Trắng cam đo 1.000 luôn nha. Đen và Barbie đơn nữa. Tô thảo này, sọc vàng với là Fendi đen này. Yến Mỹ chưa? Đen đang mặc. Ni Yến Mỹ chưa? Rồi. Mấy chị nghe nhân viên cho đọc tên nha. Cho chị một bộ đăng mặc 60kg. Chị khách của dạ cảm ơn chị Linh Huệ An nha. Thùy Trang đen đang sọc vàng Fendi đen. Sọc vàng này phải không? Ừ. Bill nào? Đen chứ. Yến Vĩ có đen, đen chưa? Rồi. Giang Bình đen đang mặc. Đen. Đen đang mặc dùng đôi Hương Nguyễn đi chốt quá trời luôn. Rồi chốt rồi. Sọc vàng cho Tam Hứa kìa. Đây. Linh Huệ An chưa? Linh Huệ An bộ trang đang mặc. Ok chị Linh Huệ An này. Đang đang mặc nè. Giang Bình cho số điện thoại đi, Giang Bình ơi cho số điện thoại đi. Đen 35 hết rồi nha. Đen cho Như Hiếu nè. Như Hiếu cho số điện thoại chị ơi. Tất Thị Hồng đen nè. Lý Hương đen nè. Trời quá trời. Lý Hương nè. Ở đẹp không chị ha? Này có đứng đấy đấy. Đây là Hương vị có chưa? Đi Hương này. Rồi. Rồi. Chốt đi. Quá trời luôn. Đen chứ Huệ Chi Trần nè. Nghe nhân viên đọc tên nha, đọc to lên. Lý Hương Mỹ đó. Đầu năm đừng rỉ quạo. Đi. Sọc vàng cho Huỳnh Lan dùng. Rồi Huỳnh Lan gọi luôn. Rồi em lấy sọc vàng đây. Rồi đen trắng ai chốt chốt thì lấy nha. Xinh lắm 135.000. Giang Bình nè.
Giang Bình đen này. Thùy Trang đen ăn mặc chưa? Giang Bình có đơn rồi. Thùy Trang đen ăn mặc chưa? Thùy Trang rồi. Phước Dũng một bộ nước hoa trắng thì giúp Phương Dũng kìa. Giang Bình là 213. Đi đâu không có giá này nha. Rồi đâu mà nè. Vô nhớ. Vô một đen. Tôi lấy sọc vàng cho. Đi lấy một sọc vàng đặng đồ hoa có. Đi Bình. Đi Bình. Phương Dũng. Phương Dũng. Mẹ nội con tao muốn đi thì nó lai nó không dặn ghê. Lan Lan Khương này chị không? Rồi em lên sọc vàng nha. Có chị hỏi sọc vàng nha, lên sọc vàng nha. Đen ra mặt cho Trịnh Lệ. Có chị ơi đi đơn từ hai bộ nha, một bộ trang không có đi đơn nha. Nè Trịnh Lệ đen nè. Một bộ trang không đi đơn nha. Thủy Phương sọc vàng. Là con căn mặt cho chị nha. Để hỏi Lan Khương, Lan Khương. 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 Về đó Lan Khương. À đen. Đang quá hình, đen đang mặc kèm số điện thoại giùm em. Châu Đoàn. Sọc vàng với Fendi đang mặc thì kèm số điện thoại giùm em đi chứ chị. Rồi, cho ba kèm số điện thoại giùm em đi. Sọc vàng rồi. Không có số điện thoại là bên nhà trang không chốt được mấy chị ơi. Hương Hương Nguyễn em đang mặc chung đâu chứ Hương. Không có số điện thoại làm sao mà chốt được. Khổ mấy nàng quá. Ôi đen vàng đẹp quá. Fendi trắng với Fendi đen mẹ con có hai bộ đi. Rồi. Đóng em đi. 135 nhé. Này cái này đen này. Có cái trắng này. Mai chị hoa đen đang mặc. Mai hoa dùng đơn phải đen á. Rồi mai hoa. Lại cái cây em buộc thêm đen nữa luôn. Sọc vàng đi Giang Bình dùng kìa. Giang Bình dùng nó sọc vàng. Sọc vàng Giang Bình. Mã kèm số là một dòng giùm em nha chị nha. Sọc vàng cho Thùy Phương rồi nha. Bấm theo dõi bên bay giùm em. Mình theo dõi bên bay mới mấy chị. Chốt bên bay mới chốt với nhau. Tại vì bên bay mới là chưa có một ai theo dõi hết nha. Mẹ chi chân sọc vàng dùng đơn. Châu Đoan kèm số điện thoại giùm em nha chị. Mã kèm số là một dòng giùm Trang nha. Đầu năm hàng mới đẹp ha. Đặc biệt cái xưởng này là Phương Hoài có sọc vàng nha. 135 ngàn. Chị nào mới chọn anh em một bộ chọn thêm giùm em nha. Phương Hoài có sọc vàng 135 giùm em nhé. Đồ đẹp lắm dạ, cảm ơn chị Giang Bình nha. Sọc vàng cho Đỗ Thùy. Ôi xinh quá, chắc phải lấy bộ này mặc quá mấy chị ơi. Đẹp, siêu đẹp. Sọc vàng này không có vải đâu mấy chị ơi. Còn nha Vân ơi, sọc vàng cho chị Quách Thị Hồng. Quách Thị Hồng có được. Quách Thị Hồng này. 135 ngàn, kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em. 135 ngàn là cho bán lấy tương tác nó, chứ còn không có giá này đâu mấy chị. Quách Thị Hồng có dừng dừng, có dừng dừng. Ai Đỗ Thùy nè. Thi Nguyễn, sọc vàng. Chi Nguyễn sọc vàng, xong không có số 7 ký nha. Số 7 ký không vừa đâu. Nguyễn Ngôn Bốt này sọc vàng luôn. Mấy chị ơi nhớ giùm em phải canh điện thoại nhìn hàng giùm em nha. Đừng bom hàng giùm em mấy chị ơi. Hàng đầu năm đừng bom giùm em. Quay đơn Thi Nguyễn có đơn chưa? Thi Nguyễn có đơn. Phương Dũng sọc vàng dồn đơn. Hồng Chi tặng sọc vàng có đơn chưa? Chưa có đơn. Chi Nguyễn có đơn rồi. Quá vô. Sọc vàng đó. Nè Nguyễn Ngôn Bốt này. Chi Kim sọc vàng. Rồi qua cho Lan Anh khoảng cách nè. Rồi chị Lan Mì Ai lấy một chốt nha. Lan Mì Ai lấy một chốt. Út Hàng Phan. Phan Thị Tiến sọc vàng 60kg. 60kg thì cao mét nhiêu chị ơi? Chị em vừa sọc vàng. Mã kèm số ngoài mấy chị theo dõi. Từ từ được chọn bằng hoài nha chị. Mấy chị bấm bên 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 bay mới đi mấy chị. Đang ở trên giường đó sọc vàng kìa. Rồi đang kìa. Đang bên bên đây còn đây. Mã số điện thoại rõ ràng nha mấy chị nha. Rồi cho lên mã mới bộ nha. Bộ đen cầm sọc vàng là Fendi đen phải không? Ờ Fendi đen đó. Cho Tứ Quý này bộ đen có sọc vàng nè. Đây, luôn. Hôm nay Trang không có dùng phần mềm in đơn cho nên mấy chị dễ chốt lắm. Đi. Ai có số điện thoại là bên nhà Trang rất là dễ chốt. Đi đây đây. Đi đây gọi đó. Chị hai bộ. 135 nha. Đi ở đâu ai bán bộ này 135 cho em tặng nha. Đặt hàng bên em thì kèm mã số điện thoại giùm em nha. Mã số điện thoại đi mấy chị, không có số điện thoại là không thấy nào ở nhà Trang chốt được hết á nha. Sọc vàng với bộ phải đi đen này, hai bộ Quốc Thị Hồng này. Rồi chốt giùm em bộ này nhé. Đeo. Dạ ok chị. Dạ. Đã vô lấy thêm. Mấy chị cứ canh điện thoại là có nhân viên Trang chốt nha. Nè, tặng sọc vàng nè. Rồi bên em đang mặc nha. Mấy chị ơi nhớ bấm theo dõi bên bay mới giùm em nha. Rồi bên em đang mặc 135 ngàn luôn.
Trang ơi, chị là khách của chị đặt một bộ em nhớ gọi dạ. Linh Huệ An, Linh Huệ An, Linh Huệ An nhớ ghi khách cũ đó chị. Nè Linh Huệ An. Ghi khách cũ đi. Ghi khách cũ đi, chị mua nhiều quá rồi. Rồi bê cho năng nặng nha, 125 xinh chưa? Quần áo rộng em nha, xinh quá. Vô kho lấy mấy cái quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Chi kim beo đang mặc dùng đơn. Chi kim beo xinh lắm, bộ chân beo xinh, rất là xinh luôn. 135 nha. Đẹp quá. Cô lấy thêm đi Trang ơi, không có đủ đâu. Beo nhá, 135 ngàn. Beo đang mặc cho Ly Trần nè. Ly Trần hả? Nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em nha mấy chị ơi. Cô bấm mày cái rí luôn đó đi. Kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em nhé. Chị đối ngoái. Anh Phạm dồn đơn beo chị Anh Phạm. Đây đây Anh Phạm đây. Chị nào một bộ rắn lựa chung em cho đủ đơn nha. Chuẩn bị lên thằng bom nha. Chuẩn bị lên thằng bom. Đầm em còn có mấy cái thôi. Mấy chị hỏi đầm hoài vậy. Đầm em chưa có may xong. Nhưng mà bây giờ là cầm thì còn mỗi có quần ống bát. Đeo mi sơ mi đó chị. Sơ mi là có quần ống bát nha. Hoàn hảnh chứ. 135 ngàn. Nhớ là phải kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nha mấy chị ơi. Kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em nha. Đeo mi kim kèm số thoại mới chốt được đơn. Đưa giùm em cái đeo vàng đó đi. Beo đang mặc mi kim cho số khoản mới chốt được. Số khoản mi kim ơi. Tại thì cái một bộ đang mặc bụng bộ 60kg không? 1m56 vừa không? Vừa. Vừa nha chị. Dạ dạ ok chị. Vừa. Beo đang mặc. Ok chị. Rồi, cho qua mẫu nha. Lấy một bộ sọc vàng, một cái này vét hết à? Từ từ. Vét. Dạ vét đi, đằng sau là quần ống rộng. Lấy cho chị một bộ sọc vàng, một bộ sọc trang là sọc sọc vàng sọc trắng hả? Là Fendi trắng hả là? Đúng rồi đó. Là Fendi trắng mới là sọc vàng. Cái là sọc vàng. Dạ đúng rồi, Fendi trắng là quần ống rộng nhưng như mẫu con canh mặt nó mới chịu. Cao hơn này mấy năm ta nặng mới 52kg. Chi trương nè. Cảm ơn chị Lệ Hàng An nha. Năm hai cái cao một mét. Rồi ok. 50 vừa không em? Rồi vét nha chị Chi Kim ơi. Vét neo vàng 99 giùm em nha. Em mua ở Sóc Sát bán. Đúng rồi. Đúng rồi chị Ly ơi, chị Ly nhận hàng đi có thử là nó đúng y chang vải nhau không nha. Trang bị mất nhiều bên bay là do vấn đề là giá bán rẻ đó, cho nên bị mất bên bay là ok mai tưởng nha. Là do là như vậy đó mấy chị chứ không gì hết trơn á. Bộ ren canh bao nhiêu ký? Dạ 63kg lại mặc vừa nha chị Ly. Rồi bộ neo vàng, bia neo vàng vé giùm em nha, 90. Đây là hàng đầu năm nha, hàng trong năm hàng bom cho nên là ai mà thả mặt dừng mặt đỏ giờ đừng có thả tim thả like gì giùm em nha, em đang like. Ai mà cứ thả 49kg bao đẹp nha, 49kg bằng rồi vét neo vàng giùm em 90 nha. Vét neo vàng cho Trang 90. Chấm mi anh còn mã kia về anh một chút xíu thôi. Rồi neo vàng 90 giùm em, vét neo vàng 90 nha. Dạ cảm ơn chị. Rồi vét neo vàng em còn mấy bộ đây? Giang Bình ơi, để em gọi chốt lên Giang Bình nha. 4 bộ giùm em nha, vét neo vàng 90, 4 bộ giùm em nha, 4 quần ống nhỏ nha mấy chị. Quần ống nhỏ giùm em, vét neo vàng 90 nè. Hàng bom về nha. Đeo sọc và đeo sau. Dạ 135. Rồi vét neo vàng 90 giùm em 2. 1, 2 này, 3 này, 4 bộ này. Nghe nhân viên cho đọc tên nha, 90 giùm em nha. 90, rồi bây giờ em 90 giùm em nha. Kim đào lao này, vét vàng dùng đơn này. 90 thôi mấy chị ơi, 90. Kim đào lao. Kim đào gì dùng đơn. Kim đào lao này, ok chị. Rồi cho qua mẫu nha. Cái vét là tầm 63kg đổ lại nha. Kim đào lao này. 90 thôi mấy chị ơi, vét vàng 90 giùm em nha. Vét Chanel vàng 90, mấy chị theo dõi bánh bay mới giùm em nha. Rồi chân lên mã này, trời ơi mã này xinh chưa này mấy chị. Ôi đẹp quá. Rồi chấm bi giùm em mã mới nha. Sọc vàng Hồng Chi tặng. Hồng Chi tặng hả? Có đơn sọc vàng à, Huỳnh Ngọc Thân. Vét neo vàng dùng đơn. Huỳnh Ngọc Thân có đơn. Đây cẩm hồng bán 65-58kg vừa nha chị. Cẩm hồng nha, bao đẹp luôn. Lấy bộ sâu lưng hả? Rồi chờ xíu. Ôi xinh quá mấy chị ơi, trời ơi mặc cái bộ này lên là nó đúng tay luôn. 135 giùm em nha. 135 giùm Trang nha. Ôi xinh quá, công nhận bộ này lên đúng tay luôn mấy chị. Rồi 135 giùm em nha chị. Kim bi dùng đơn. Bi đưa giùm em một bi này đi. Bi này mã mới đó chị ơi. Bi này không có vải. 135 nha chị Chi Kim ơi. Chị Kim mua nhiều. Chị Kim mua nhiều cọc cạc giùm em nha. Vé vàng cho chị quay áo. Vé vàng còn không? Nè. Bi vàng đang mặc dùng đơn cho Nguyễn Thị Mỹ Đào. Nguyễn Thị Mỹ Đào hả? Đây ở đây. Nguyễn Thị Mỹ Đào.
ơi, bếp nhà em nói gì khỏi lo nha. Mấy chị ơi, mấy chị mua từ 2 set cho em nha. Bán không biết bao nhiêu lô đang bếp luôn. Đang mặc cho chị Giang Bình dùng đơn. Em nói thật, bán không biết bao nhiêu lô bếp luôn, mấy chị yên tâm nha. Dạ, bếp nha bà, số 3 cái đổ lại. Bếp vàng. Bếp neo vàng. Xinh lắm. Bếp neo vàng. Còn 2 set nữa. Rồi bi em đang mặc nha. Bi đang mặc. Bi vàng vô đây cho Trang ơi em kìa. Trang thái bi vàng vô. Bỏ phụng luôn nè. Còn Trang ơi em bỏ phụng. Trang ơi em bỏ phụng này chị 10 nè. Có beo vàng không em? Trời ơi sao biết có beo vàng mà hỏi vậy? Có beo vàng để em tiến mặc beo vàng cho. Đi cho Dương Huyền. 135 giùm em. Dương Huyền này, Dương Huyền bi vàng luôn. Dạ, beo vàng có chị ơi, ống rộng chị Nguyễn Huệ nha. Ống rộng chị, bộ đang mặc dùng đang trang nguyên giờ rồi, ok chị đi ra nha. Bi vàng, à beo vàng nè. Bộ em mặc. Beo vàng em có nha, để em xíu em mặc cho. Bi vàng đâu đúng không? Bi vàng đây này, à beo vàng. Bếp vàng 90 Thiên Nguyễn có đơn rồi. Đây vô đơn cho Thiên Nguyễn đi. Trời ơi, vàng su su đặng bếp vàng nè. Đây nè, bếp vàng 90 là cho cái chị su su đặng với Thiên Nguyễn nha. Dạ, hai chị đã có bếp vàng 90 nha mấy chị. Đây, chiều mấy chị luôn. Trời ơi, biết có beo vàng hỏi 290 luôn. 290 nè. Đây đây đây. Xinh lắm. Chị chào bác thu bên em một bộ chọn lên giùm em nha. Đi vàng Nguyễn Phi vô. Nguyễn Phi hả? Rồi. Đây, mua 2 set trở lên mà mặc mấy chị ơi sướng lắm. Dạ rồi, thích quá chị. Bi đang đang mặc 60kg nhưng mà cái cao 1m55-58 nha Hoa Thanh nha. 1m55 trở lên là vừa trở đeo, đeo vàng kinh khủng. Beo vàng đẹp kinh khủng luôn mấy nàng. Bi vàng cho dồn đơn cho đủ thanh loa là 3 bộ với chị á. Thanh loa là 3 bộ rồi đó. Nhưng 135 ngàn nha, bi vàng là 135 ngàn nha. Ôi, nhưng hàng em nó rồi, vải không đẹp. Bi vàng cho Tuyền Xương nè. Vải không đẹp em trang tặng nha. Đây beo vàng nha, hồi nãy là beo nâu đúng không mấy chị? Bây giờ là Tuyền Xương là Nguyễn Xương đúng không? Mấy chị đi mua vô khác. Hello Châu Lê Ngọc, trời ơi. Hello Châu Lê Ngọc nha, Tuyền Xương cho lại số ngoại cho chị Tuyền Xương ơi. Mấy chị đi chỗ khác là không bao giờ có giá này. Bi đang mặc 135 cho Nguyễn Lan nè. Rồi đưa giùm em bộ này đi, beo vàng. Đang đi trắng cho chị Xuân xuống đặng dùng đơn. Bi đang mặc 135 cho Nguyễn Lan, đang đi trắng cho Xuân xuống đặng vậy rồi. Mấy chị chốt bên mới giùm em nha. Bên mới á, mấy chị chốt bên mới là dễ chốt lắm. Vì bên đó là lượt view nó thấp hơn bên đây nhiều nha. Hôm nay Trang Lan có 2 máy thôi. Rồi, beo vàng Nguyễn Lan. Chữ Lan mà. Chị kêu beo vàng. Đây đây. Nguyễn thì nghĩ đâu các bạn. Cho đi. Beo vàng xinh ha. Beo vàng là đẹp dã man. Xinh này mấy chị. Ra đau đấy hả? Nghĩ đâu. Quần ống rộng giùm em nha, quần ống rộng. Xinh gì hai bộ rồi nha, bi đỏ với bi vàng đó chị. Đúng rồi. Rồi, bi vàng chốt. Dạ cái này 63 kg là hết đát rồi chị ơi. Số 3 thôi mấy chị ơi. Beo vàng dùng đơn. Rồi. Hồng móm. Cho lại số ngoài đi Hồng móm ơi. Dạ. Có số điện thoại là ai khách cửa có số điện thoại là nó không có, nãy giờ em đâu có chốt đâu, tại vì hết hàng rồi mà. Đâm hả? Đi sao mấy chị Nguyễn không? Em không thấy chị về chia sẻ bài giùm em đi. Comment không được, Vân Nguyễn ẩn comment nè. À bị ẩn comment hả? Mấy chị chia sẻ bài đi. Để... Hôm nay em mới thay trương nha. À Nguyễn Thọ. Không bấm cho lại số thì trai có quần ống nhỏ không em? Đeo vàng Trang Nguyễn. Sao ăn qua đáng cái tết người mẫu đẹp trời đáng ơi là mấy? Khen là xíu lì xì mặc ra mấy beo vàng Trang Nguyễn số vàng Trang Nguyễn nè beo vàng cho 49 kg vừa nha. Hạnh phúc còn mãi bi hả? Bi dạ rồi, okay, bi hạnh phúc còn mãi nè. Đầm Trang ơi vô cái kho lấy mấy cái đầm ra giùm đi, mấy cái đầm nó của sĩ may biết bán nó chửi không đi. Lên sơ mi ông phát đi chị Như Hiếu. Sơ mi còn nào không? Sơ mi còn em. Đó có một màu đen chiều chứ. Tủ hả? Đây sơ mi đây. Sơ mi em còn lẻ mấy chị. Dạ dạ em nhớ rồi Giang Bình nha. Đeo bài cho Hồng Chi tặng kìa. Về Hồng Chi tặng đây. Mấy chị ơi sơ mi này là hàng trong Tết, hàng bon về em bán 90 cho mấy chị nha. Hết cái lô này là em bán giá khác nha. Rồi sơ mi bi đen 90 giùm em. Còn một bộ sơ mi bi đen giùm em nha. Treo mấy cái đầm lên dùng đi. Mùi. Mấy cái mắt mua vấn rồi. Đây phục em. Mẫu đăng hình là đăng mây á chị, chắc tầm mà 2-3 ngày đó chị nha. Cái đầm đó đó hả? Rồi sơ mi ống bát nha. Phan phan ốc beo vàng. Sơ mi bi. Sơ mi bi giùm em bi trắng 90 giùm em. Hoa mai. Hoa mai nâu 90. À hoa mai nâu 90 hết rồi hồng mỏ thôi.
90 rồi bi ai tuyệt nè. Nè beo vàng. Mi đen cho mai đổ nè. Mi đen mai đổ rồi sơ mi chữ đen nha. Chữ đen 90 luôn nè. Bộ beo vàng với đôi trâu liên ngọc nè. Rồi sơ mi chữ trắng hai bộ, chữ nâu một bộ nha 90. Sơ mi chữ có trắng bộ nào ngắn tay không? Sơ mi chữ trắng hai và nâu một nha. Tay lỡ nha chị. Sơ mi bi em hết rồi nha. Sơ mi bi trắng hết rồi nha. Chữ đen hết rồi. Chữ đen nè. Sơ mi chữ như hiếu. Hả? Đâu kia? Sơ mi chữ đen. Tiên Huynh sơ mi chữ đen. Tiên Huynh nè mẹ. Tiên Huynh đây. Tuyên Xương sơ mi trắng ở đây đây. Đi đây. Sơ mi chữ trắng đây. Sơ mi chữ trắng ai vậy? Chữ đen. À chi kim chữ đen dùng đơn. Chữ đen. Tuyền Xương là sơ mi chữ trắng chứ. Đây, chữ trắng đây. Sơ mi bi trắng. Mai đa rồi, mai đổ rồi. Ừ. Bi trắng hết rồi. Như Hiếu nè, Như Hiếu lấy chữ cam đi. Rồi. Như Hiếu lấy chữ cam. Chưa có đơn. Như Hiếu ơi, chữ đen hết rồi chị. Chị lấy chữ cam đi. Rồi em còn một bi một sơ mi chữ trắng nha. Sơ mi chữ trắng này còn một. Bi trắng dùng cho Nguyễn Thị Hạnh này. Gì? Nguyễn Thị Hạnh. Sơ mi chữ trắng hả? Chữ trắng. Nè Nguyễn Thị Hạnh chỗ chứ không ngồi luôn á. Ngồi lên. Cháu đi học có beo vàng với nâu rồi nha. Cái tí hoa sơ mi bi hết rồi. Rồi sơ mi neo nâu dùm em. Sơ mi bi hết rồi nha chị ơi. Sơ mi neo nâu. Dư Hiếu ơi chị lấy chữ cam dùm em. Sơ mi nâu dùng đơn 90 cho Hương Nguyễn nè. Hương Nguyễn có đơn rồi. Rồi đây đây đây. Rồi trang qua mẫu nha. Nè Hương Nguyễn nè. Hương Nguyễn nè. Sơ mi hoa hồng cam dùng. Hết rồi. Hết rồi. Cái hoa chị đổ lại. Chữ trắng em hết rồi chị Hiếu ơi. Em còn chữ cam em hỏi cho chị nha. Chị kim neo đen. Hết rồi. Đợi xíu đó mấy chị ơi, em khui hàng bom ra em bán cho mấy chị nha. Hoa hành lang đang mặc có nha, chị lấy rồi mà. Sơ mi mi nâu Trần Huệ hết rồi. Sơ mi nâu hết rồi chị Phương Trần ơi. Hôm bi trước chị Mai đổ rồi. Dạ. À, Như Hiếu kèm số điện thoại giùm em đi chị. Rồi lên cu xì trắng nha. Như Hiếu là cái nào vậy? Cái avatar gia đình đúng không? Cái đen nó để lại. Chị nào ở bên bay này thì ở một chỗ thôi nha mấy chị nha. Rồi chốt chùm em. Chị nào mới đưa một cổ với lửa the nha. Dành giật nhau với lửa the. Phạm Thị Tuyết combo nào cổ vuông. Là sao chị? Như Hiếu là 966. Đúng rồi chị ơi. Lên bi cam. Hạnh mi bộ con nộm. Hạnh bom đi. Nè. Bộ con nộm nào 135.000 nha. Bom rất là nhiều, em thề luôn, bom rất là nhiều. Còn bộ bi cam chỗ đó thì coi là chị Hiếu. Rồi ai lấy uxi cho năng mặc nhé, 135.000 đưa giùm em nha. Như mẫu con canh năng mặc nhé. Uxi xinh chưa? Ống rộng nha. Rồi uxi ống rộng, có giùm em nè. Uxi giùm em 135.000. 135 giùm em. Gu xì đẹp lắm mấy nàng ơi. Gu xì rất là đẹp. 135.000 giùm em nha. Ai lấy cho giùm em mấy? Gu xì trắng cho Đoàn Ngọc Bé nè. Sơ mi dạ không chị Đoàn Mai Ngọc đổ bé, mình xuống. Đoàn Ngọc Bé gu xì trắng xinh lắm. Điều này hả? Dạ số 3 ký đổ lại bằng thừa. Số 3 ký Đoàn Ngọc Bé nè. Gu xì chữ trắng 135 mấy chị ơi, xinh lắm. Bộ này rất là xinh luôn. Phải đuổi giùm em nha. Mi hồn Đoàn Ngọc Bé kìa. 135 mấy chị chốt bên bay mới giùm em nha. Chơi giờ bánh bay mới giùm em luôn. Rồi trang qua mã. Đang mặc cho Nguyễn Anh Nhung. Nguyễn Anh Nhung hả? Hồi nãy mặc Fendi trắng chứ không? Hồi nãy mặc trắng hay đen vậy? Đen, mặc đen. Anh mặc trắng thì đưa Fendi trắng lên mặt. Anh Dương có không? Bộ đang thật nha. 46 ký 3 người cho chị Anh Dương ơi. Anh Dương. Để mẹ bồ rồi chút xíu. Rồi Fendi trắng này chị nào chưa có lấy nha. Rồi em lên mẫu khác, anh lên hàng bom luôn nhé. Đang mặc cho Phương Trần. Rồi ok chị. 135.000 nha. 63 ký đổ lại nhưng mà cái cao 1m6 nha mấy chị nha. Chuẩn bị săn thằng bom nha. Em lên mẫu này là mẫu cuối cùng nha. Lên thằng bom giùm em. Đầm còn mấy cái đó. Dạ
treo vừa, đừng có treo lên nhiều quá. Ôi công nhận cái này nó đẹp dã man luôn á. Hai màu nào cũng đẹp hết các chị ơi, thực sự rất là xinh luôn. Rồi phân đi trắng giùm em nha. Hai bộ sơ mi 90 hết rồi, Trương Luận ơi. Sang hàng bom đi, xíu sang hàng. Sang hàng bom đi. Em rất là nhiều hàng bom rồi, chuẩn bị lên hàng bom nha. Rồi ai lấy phân đi trắng và đen giùm em nha, chưa có. Trắng nha. Trắng với đen giùm em hai màu nha. Rồi đưa giùm em đi. Đưa giùm em lên hàng bom. Đưa cái đi đó. Ờ. Đây nè, cái này của Quân hả? Mấy cái này tôi với những người có đơn á. Kệ đi, có khách mới thì người ta biết người ta mua chứ. Rồi sang hàng bom nha. Đưa giùm em cái ghế đi, sang. Dạ cảm ơn Thọ Lan nha. Đưa giùm cái ghế ra. À cảm ơn chị Thọ Lan nhiều luôn á. Bởi vì chỉ cần chúc em sức khỏe và đừng có khách bom nhiều là được rồi. Em sợ bom lắm thật sự. Năm nay em lỗ hàng bom quá thì nhiều luôn. Lên hàng bom nha. Chỉ cần là mấy chị năm mới mấy chị đừng có bom hàng em là được rồi. Em chỉ cần mong vậy thôi là em vui lắm luôn rồi. Rồi chốt giùm em mã chữ trắng giùm em nhé, 90 giùm em, cổ vuông. Chữ trắng cổ vuông cùng ngón bát 90. Hàng bom đồng giá bán 90 hết nha. 90 giùm em. Nhưng mà nhận hàng đẹp thì nhớ sang năm mua ủng hộ giùm em. Đưa cái máy quăng trong Sony nó chốt luôn đi. Rồi chữ trắng giùm em nha, cổ vuông 90 giùm em này. Em không biết còn mấy bộ nhưng mà em like cái nào thì mấy chị lấy giùm em cái đó nha. Chữ trắng cổ vuông nha. Đổ thùy dồn đơn. Dạ cảm ơn chị Công Yến nha. Chữ trắng hoa bằng lăng hết rồi, chốt chị Đổ Thùy rồi nha. Rồi bia cổ vuông giùm em, trời ơi hàng trước Tết hàng hiếm mấy chị. 90 giùm em nha. Chữ trắng em hết rồi. Rồi quần dài nha, quần dài mấy chị ơi. Rồi cổ vuông beo giùm em nha. Quần ống bát siêu đỉnh luôn nha, siêu đỉnh giùm beo, em. Beo trời ơi. Beo 90 giùm em nha. Trời beo nâu cho Nguyễn Trang dồn kìa. Beo nâu cho Nguyễn Trang dồn. Rồi hết beo Nguyễn rồi Trang nha. Beo dồn đơn. Nguyễn Trang beo dồn đơn. Rồi Valentino giùm em cổ vuông 90 nha. Cổ vuông beo. Beo nâu 90 cho Nguyễn Trang rồi đó. Rồi Valentino Mochino giùm em nha. Mochino nha, có 2 ba bộ gì Mochino giùm em 2 ba. Không biết bao nhiêu bộ mà thấy cái gì là like cái đó thôi. 3 bộ. Bộ đang mặc cho Hiệp Hồn 135. Rồi 90 giùm em. Valentino cho Tam Vương nè. Tam Vương Valentino 90. Tam Vương đây. Nè. Phương Hoàng. Tam Vương chưa? Rồi. Phương Hoàng này. Phương Hoàng cổ vuông chữ đen. Còn một set nha. Lý Hương dùng. Lý Hương nè. Chữ đen cho Lượm Trừng. Chữ trắng là cái gì vậy? Tam Vương đi. Tam Vương nè. Láng Khương chứ. Tam Vương và Lý Hương. Bêu gì vậy? Lý Hương. Bêu gì Phan Ngọc Mai ơi, bêu gì vậy chị? Lý Hương còn ghi nữa. Không ghi rồi, tìm đi. Khổ quá à. Tam Vương bêu gì vậy sao? Rồi chốt cho Trang nha. Bi cam cổ vuông 90 giùm em nha. Bi cam. Bêu bát em hết rồi. Láng Khương với Lý Hương. Rồi cam, cam nhé. Cam cổ vuông. Mấy chị comment là bi cam cổ vuông, mấy chị comment rõ giùm em nha. Bi cam cổ vuông 90. Bi cam Như Hiếu kìa chị. Bi cam cho Như Hiếu này. Như Hiếu bỏ hỏi nãy giờ đó. Bi cam cho Như Hiếu. Ông bác. Còn có mấy chị là của ai? Tam Vương đi. Tam Vương chưa? Tiêu Hoa Hương này bảo trừ rối. Lý Hương nữa. Lý Hương rồi. Tiêu Hinh. Riêu nha, riêu cổ vuông 90. Hàng bom em bán vừa tặng. Em không nói xạo luôn, những cái này là hàng bom, hàng trong Tết. Mấy chị không nhận em vừa bán vừa tặng cho mấy chị thôi nha. 90 là em vừa bán vừa tặng cho mấy chị nha. Rồi chốt giùm em mã riêu. Cái gì vậy chị Hồng? Mấy chị comment cổ vuông em không có bán đâu nha. Chốt giùm em mã riêu là được rồi, riêu cổ vuông. Lý Hương cho lại số thoại đi chị Lý Hương ơi. Riêu cổ vuông giùm em nha, ống bát 90. Riêu cổ vuông ống bát 90. Lý Hương cho lại số thoại cho chị nha. Nè, đây nè. Riêu cổ vuông đang ơi. Rồi. Riêu cổ vuông cho Võ Văn, có số thoại không? Chị chưa có đơn, cho Thoa Đoan có đơn chưa. Rồi. Riêu kêu cho chị Kim thấy chưa? Chị Kim bao nhiêu rồi? Chị Kim bỏ bao nhiêu? Chốt cho chị cọc cạc đó. Cọc chị cạc cọc thôi. Riêu vuông có rồi nha chị Kim nè. Châu Lê Ngọc dùng đơn bộ đang mặc. Đây. Mấy chị ơi bấm theo dõi anh Ba ở dưới giùm em nhé. Đỡ Lý Hương rồi. Tiêu Hải bị cay.
chuẩn hoa đi. Rồi cổ vuông chữ cam giùm em ha. Chữ cam, cam đúc giùm em 90. Này nhỏ thôi, nói nhỏ nhỏ thôi. Chốt giùm em là chữ cam cổ vuông giùm em 1 2 3 3 sát giùm trang nha. Chốt đơn một gạo gạo đi xuống đi, đừng tự chốt nữa. Bán hàng gì đâu mà gạo 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 gì vậy? Chốt con nhựa mới nó xoay ra. Bán hàng mỗi lần mà mình cứ cái mặt cứ gạo 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 à. Hoa bằng lăng bị chữ cam, hoa bằng lăng có đơn này. Chi kim cam vuông luôn. Cam cho mai tưởng. Cam cho mai tưởng. Chi kim. Tên gì? Chi kim. Chi kim. Chi kim hoa bằng lăng. Hoa bằng lăng. Không, bên này đọc Thùy Phương với Mai Tưởng rồi. Thùy Phương rồi bằng lăng ghép rồi nha. Nghe nhung nghe nhau đọc tên nha chị ơi. Mai Tưởng đó. Mấy cái này là hàng bo mới khui ra ngoài. Đây chi kim này. 90 giùm em. Chị hoa bằng lăng thôi, chị hết cam rồi nha. Chọn một hai giùm em đi. Rồi cổ vuông giùm em hồng rút nha. Ủa xinh chưa? Hồng rút có một bộ đeo 90. Đeo bao nhiêu ký? 60 kg bình thường không chị? 60 kg là phải cao 1m58 đổ lên nha chị. Cổ vuông hồng rút giùm em 90 nha. Cổ vuông hồng rút 90 một bộ này. Cổ vuông hồng rút chữ cam em hết rồi. Xăng hàng bom là chỉ có 1-2 bộ thôi mấy chị. Nhiều nhất là 4 bộ nha. Hồng rút cổ vuông tam vương kìa. Ông bác giùm em tam vương này bỏ giùm em đi. Cái tam vương hồng rút là chị ơi. Lên nó mới nói giùm em đi. Đâu? Đó đó ờ. Rốt vuông hả? Rồi đi đi rốt vuông hay gì chị? Đi ống rộng nhé. Vuông lên là không rốt vuông đó. Tay ngắn này đi ống rộng. Nhúng ở trước xinh lắm luôn. 3 bộ giùm em 90. Ống rộng nha. Tay ngắn 60 kg cao 1m53 không vừa chị ơi. 90 giùm trang nhé. 90. Xăng thằng bom nha mấy chị ơi. Ai xăng được thì xăng. Rất là nhiều luôn. Từ đây tới chiều không hết thằng bom luôn thật sự. Mấy chị nhớ canh điện thoại em gọi bắt máy nha. Đi cho dạy cỏ với là vô văn là hết. Rồi hết phần rồi. Dạy cỏ với là vô văn là hết nha. Rồi rằng ngựa giùm em 2 bộ. 2 bộ trắng cho rằng ngựa. Dạy cỏ người trái. Vô văn này đó. Nhưng rằng ngựa cho Trang nhé. Rằng ngựa tay ngắn. Nhúng nha, nhúng ngực rất là tinh luôn nha. 2 bộ rằng ngựa. 2 trắng 1 nâu, Trang có 2 trắng và 1 nâu nha. Rồi rằng ngựa 90. Răng người 90 giùm em nha. 2 trắng 1 nâu. Hết. Còn hết rồi. Hết rồi chị ơi. Hết đi rồi chị. Bộ đang mặc Nguyễn Tuyết. Bộ đang mặc là 135.000 nha. Rồi ai lấy Trang đang cầm nha. Răng ngựa trắng và nâu. Răng ngựa cho hoa bằng lăng. Hoa bằng lăng 90. Bộ đang mặc 135.000. Nguyễn Tuyết. Xinh lắm. Răng ngựa nâu cho nâu hương, nó mẫu và xéo không, trắng hồng bạc trắng, còn màu nâu, còn trắng, còn màu trắng hả? Hết rồi, em còn màu trắng thôi, còn màu trắng. Vân Nguyễn nè, ngựa trắng. Rồi hết. Hết rồi. Đó thì chị Vân Nguyễn rồi nha. Này có một bộ thôi nhé. Quay mi không có nha chị. Sơ mi xanh giùm em, lon xanh, trời ơi xanh quá à. Răng ngựa trắng hết rồi. 90 giùm em nha. Cái này là hàng bom là Trang bán hàng tặng không nha, tặng lì xì thay vì Trang lì xì cho mấy chị, nhưng mà Trang bán hàng tặng cho mấy chị nha. Chị Thùy Phương ơi, chị bao nhiêu ký nha chị? Sơ mi riêu giùm em nha, 90. Sơ mi riêu 90, 40-62, số 3kg đổ lại ống bát. Sơ mi riêu giùm em ống bát nha. Tất cả mọi người xanh Nguyễn Phi dồn đơn. Không hết rồi chị Cẩm Hồng ơi, chị gồm em sao? Kim hoa sơ mi xanh kèm số điện thoại giùm em. Hết rồi. Chốt hàng thì nghe đi giùm đi. Rồi đồng hồ. Thủy Phương 50 kg. Đồng hồ nu, đồng hồ đen nhé. Mã nhúng giùm em. Đen với ven với là lấy bộ, lấy chị bộ đang mặc nhé thì chị cụ khỏi gọi cho đi hết rồi chị đen ơi. Đây nè. Đồng hồ rồi, chị Kim ơi. Đồng hồ nâu với đen giùm em 2 màu nha. 90 giùm em, quần ống rộng tay ngắn. Đồng hồ đen nâu với đen. Chốt giùm em đồng hồ đen nâu nha. Xanh hết rồi nha mấy chị. Đen với nâu màu nào, màu nào. Đồng hồ đen nâu giùm em 90. Đồng hồ màu nào nha? Đồng hồ đen nâu 90. Cái gì mắc mấy cái dép rồi. 90 giùm em nhé. Đồng hồ nuôi cho Ly Hương kìa. Nuôi cho Ly Hương. Và đồng hồ đen cho Vân Nguyễn. Vân Nguyễn rồi. Đừng bom giùm em nha chị nha. Đầu năm đừng bom hàng nha. Nhớ canh điện thoại cho nhân viên đồng em gọi trước. Đồng hồ đen hàng nâu hả? Nguyễn Lan hết rồi Nguyễn Lan ơi. Đồng hồ nâu, đồng hồ đen hết rồi nha mấy chị. 90. Sơ mi hết rồi. 90 giùm em. Nhanh giật nhau nhớ bắt máy. Ờ thiệt luôn á. Đã mua hàng một thả hàng bom mình đây là dành giật cho ta bắt máy nha. Chị liệu mua nâu hết rồi. Rồi răng caro vàng giùm em. Bộ đang mặc cho xì trung nè. Caro vàng 35.000 nha xì trung nha. Caro vàng 90 giùm em. Chia sẻ like mới chốt nha mấy tình yêu ơi. Chốt bên anh bay mới giùm em đi. Chốt bên anh bay mới. Rồi Vân Nguyễn ơi. Đồng
cái đằng trắng tỏ rồi nha. Thế bấm theo dõi bên mày giữ giùm em. Kim Kim ơi, đằng vàng hết rồi chị. Caro vàng giùm em 90. Đây. Vàng vàng cho Chi Kim. Chi Kim caro vàng. Rồi hoa này còn mấy rồi, ok nè chị Chi Kim. Hoa này một bộ thôi, một bộ một bông. Caro vàng với su su. Hết rồi. Còn rất là nhiều luôn chị ơi, bao một bông kinh khủng luôn. Cái này là em quay, em khui nguyên một bao tải luôn. Hôm nay một bao tải chưa khui nữa nè. Hôm nay vẫn còn một bao tải chưa khui. Em là em bán từ đây tới chiều cho mấy chị luôn nha. Ai săn được thì săn nha. Hết caro vàng rồi. Bông tất cả đồng giá bán 90 hết tùy theo mẫu nha. Rồi hoa giùm em, hoa nhúng ngực. Mỹ hương bộ đang mặc. Hoa nhúng ngực nha, hoa nhúng ngực 90 giùm em. Hoa nhúng ngực 90. Bộ đang mặc là 139.000. Mấy chị cầm nè, 135.000. Hoa đen 90 này, hoa đen 90, siêu xinh luôn. Hoa đen ngọc qua trang vô vàng hết. Hoa hoa cho vô vân nè. Hoa cho vô vân. Đây nè, vô vân đây là 90. Vô vân có hoa nha. Mỹ hương có bộ đang mặc rồi. Bộ đang mặc là set chứ không phải là. Rồi cái này 55kg đổ lại nha. 55kg đổ lại 90 giùm em. Cổ vuông ổng bán giùm em. Cổ vuông ổng bán giùm em 55kg đổ lại. Ai lấy sọc, dạ, sọc đỏ giùm em nhé. Sọc đỏ, sọc đỏ 90 giùm em. Cái này 55kg đổ lại. Chị nào 55kg đổ lại lấy bộ này cho em nha. Sọc đỏ, sọc đỏ 90 của ông bán. Sọc đỏ 90 ông bán nha. 55kg đổ lại, 55-56kg đổ lại. Hoa đen hết rồi. Bộ đang mặc trong Mỹ Hương. Rồi, chốt rồi. Em bộ đang mặc là set nha chị nha. Bộ cho đang mặc hai màu, đen và trắng. 135 ngàn. 135 ngàn nha chị nha. Sọc đỏ cho Lộc Kiệt hả? Lộc Kiệt mà sọc đỏ. Sọc đỏ hết rồi. Mấy chị comment sao quá. Lộc Kiệt rồi. Bộ em đang mặc hai màu nha, trắng và đen. Hoa đen em hết rồi nha. Rồi mã đuôi cá này 90, trời ơi ai mà được cái bộ này ha. Đồng hồ nâu giùm em, đuôi cá giùm em nha. Bộ đang mặc 61kg bao đẹp luôn. Đuôi cá giùm Trang này 90 giùm em nha. Đuôi cá xinh chưa. Cái cổ trước là như thế này nha, sau hở lưng như thế này mấy chị nha. Hở không nhiều đâu. Rồi đồng hồ, đuôi cá đồng hồ nâu 90. Lại mẫu nào đọc giá mẫu đó. Tích hoa đuôi cá. Tích ti hoa đuôi cá 90 giùm em. Sọc đỏ hết rồi. Đuôi cá hết rồi chị Kim. Đồng ơi. Đồng hồ nâu hết rồi dài cỏ. Má ơi đuôi cá bi trời ơi là trời. Đuôi cá bi giùm em nha, trời ơi xinh kinh khủng luôn. Ống rộng giùm em nha, em la từng mẫu mà em có đọc là cái quần nó như thế nào luôn nha. Đuôi cá bi nha, cái này đuôi cá bi. Đuôi cá bi ai săn được thì săn nha. Tại vì hôm nay là trang bán hàng bom nha, nó nói đuôi rồi. Đuôi cá bi nha. Đuôi cá bi giùm em. Đuôi cá bi giùm em. Mai đổ nè. Ly Trần, Ly Trần, đuôi cá bi Ly Trần đúng không? Mai đổ. Đuôi cá bi hả? Đuôi cá bi giùm em. Đuôi cá bi cho Mai đổ nè. Mai đổ. Bên đây Mai đổ trước mà. Được rồi. Có đơn rồi. Trời ơi là trời. Mắt chị ơi, cái bộ này nè mấy chị. Bi hết rồi. Răng vàng giùm em nha, răng vàng. Mẫu như mẫu beo nãy em mặc luôn. 90 giùm em nha. Một bộ siêu kinh khủng luôn. Toàn là hàng đẹp. Bộ đang mặc là ống rộng nha. Răng vàng 63kg đổ lại nha. Răng vàng 90 nha chị. Răng vàng 90 giùm em nha. Mấy chị cố gắng săn đi. Ai nhanh tay thì được nha. Vàng vàng chi kim 90. Mấy chị chốt bên bên bay này nè. Nó dễ hơn. Bên bay mà em đang ghim ở dưới đó. Em đang ghim ở dưới đó, bên bay này ít người hơn. Bên bay này nó ít người hơn cho nên mấy chị dễ, rất là dễ chốt luôn nha. Còn nuôi cá không? Đằng vàng hết rồi nha chị. Còn nuôi cá không hả? Hết rồi. Để em tìm ngân cao đằng vàng hết rồi. Rồi dơi. Trời ơi là dơi. 90 giùm em. Trời ơi. Cái này là em thông báo nha. Cái này là em không lì xì cho mấy chị đầu năm mà. Nhưng mà em bán, vừa bán hàng vừa lì xì cho mấy chị. Để mấy chị mặc hàng đẹp để mình mấy chị tiếp tục bên nhà em, mấy chị mua hàng nhà em nữa chứ không hết phải là tặng cái bao lì xì 10 ngàn 20 ngàn không có vấn đề gì hết đúng mấy chị. Vừa bán vừa tặng mấy chị. Cô Vân dơi nha, cô Vân có dơi rồi. Cây vàng dơi, trời ơi là trời, má ơi thực sự luôn. 90 mấy chị mặc rất là xứng đồng tiền luôn, nó còn rẻ. Dơi vàng giùm em dơi cho chị. Dơi vàng nha. Dơi vàng không mát. Nhận hàng không đẹp chăng không làm người luôn nha. Rồi dơi cây vàng giùm em 90. Dơi cây vàng 90, cái này vừa bán vừa tặng nha. Thề luôn, láo điếu làm chó. Dơi vàng nha, dơi vàng. Dơi vàng giùm em. Dơi vàng giùm em nha mấy chị. Dơi vàng cho Chi Kim. Chi Kim, Chi Kim mua nhiều nhớ chuyển khoản cọc giùm em nha. Trang đang mặc dài con nha chị. Dạ, Kim Trang ơi. Rồi. Em đang mặc là có hai màu luôn, màu đen với màu trắng đẹp. Cây vàng hết rồi, cái tí hoa ơi. Giờ còn bờ sách nâu nè. Rồi bờ sách nâu. Trời ơi, cổ tròn sẽ lay dưới. Ngân cao dơi vàng hết rồi. Trương Tuệ đó không thấy nè. Mất bên bay kia. Trương Tuệ hả? Trương
Tuệ, Hương Tuệ đâu thấy đâu. Rồi vừa sách và à vừa sát giùm em nhé. Củ tròn ở sau có giọt nước luôn. Xinh chưa? Rồi chín ngay giùm em. Cái tinh hoa. Vừa sắt nấu cái tinh hoa đó. Nấu hết rồi, Út Hằng ơi, hết rồi Tam Phương ơi, hết rồi Liên Hương ơi. Đỏ cao bộ đang mặc này cho em đi nè. Đỏ giùm em nha. Đỏ cao lấy bộ đang mặc. Đỏ giùm em nha, cổ tròn. Ở dưới sẽ like giùm em. Rồi, cổ tròn đỏ, hoa đỏ. Hoa đỏ giùm em chị. Dạ đỏ ơi hết rồi. Mình hai bộ trắng đen Trương Trang hai bộ em đang mặc. Thế chị ơi, chị Trang ơi vô Trang số điện thoại nha. Đây em cho một chị một con màu đen nè. Em còn mấy cái đầm thôi, cuối giờ em mới lai đầm nha. Tại vì còn có mấy xe này, đây em mới trắng này. Trương Trang đúng không? Ờ, Trương Trang. Đỏ hết rồi chị ơi. Hoa đỏ còn không? Hoa đỏ nè. Đây. Trương Trang đâu Nguyễn rồi? Nguyễn Lan á, Nguyễn Lan á. Nguyễn Lan hoa đỏ. Trương Trang đâu rồi ta? Thì Trương Trang lên số điện thoại lại giùm em nha. Hết rồi. Ngân Khánh lấy bộ đang mặc màu đen. Ngân Khánh lấy bộ đang mặc màu đen. Đây. Kim Tuyến lấy bộ đang mặc này. Đang mặc này. Xinh ha, người cho nó mặc đẹp quá trời. Hoa Nguyễn à, bộ trang mặc hai màu. Hoa Nguyễn kèm số điện thoại giùm em đi chị. 135.000 nha, bộ trang đang mặc 135.000. Việt Mỹ lấy bộ đang mặc đen, ok chị. Trương Trang này, Trương Trang đúng rồi, bộ trang đang mặc là ống rộng nha chị ơi. Trương Trang lấy bộ gì vậy? Cái Phương Vi à, hai bộ. Đi, có số ngoài nè. Đeo cái trắng. Đeo trắng. Đừng không, đứa sọc bằng sau nữa nha. À, qua đây. Con đi đặt lấy bộ đang mặc luôn. Hai bộ. Đỏ hết rồi, hoa đỏ hết rồi nha. Có chị Nguyễn Lan là hết rồi. Nhớ nha, kèm màu kèm số ngòi giùm em. Và mẫu nào Trang mẫu nào Trang sẽ đọc giá mẫu đó nha mấy chị nha. Trần Hiếu mình ơi, cái bộ đang mặc là 135.000 nha. Quần ống rộng nha Trần Hiếu. Xinh lắm, bộ trên đang mặc xinh lắm. Có sọc bạc. Size L rồi, size L vừa. Xinh lắm luôn, không ở đâu ai bán đâu. Kim Tuyến lấy màu gì chị? Đang mặc màu đen cho Châu Nhân này, đang mặc màu trắng cho Nguyễn Giang. Có bèo luôn nha, bộ trên đang mặc có bèo. Màu đen cho Thúy Hoàng. Bộ mặc bộ đen nè, 135.000. Mẹ lại ô lại cái nó đang chụp đơn đây mẹ. Trời ơi, online mà thiệt sự luôn á trời. Trần Hiếu bộ đang mặc Nguyễn Giang màu trắng nè, Châu Nhung màu đen. Rồi xong chưa, xong cái mẫu Trang chưa, để Trang lên mã hàng bom. Trương Trang trả lời dạ. Nè Châu Nhung đưa cho Nhi chốt hai máy đi. Không chín rồi. Bộ đang mặc màu trắng cho Nguyễn Giang. Mấy chị ơi, em đi đơn thứ hai bộ nhá. Mấy chị ráng mua hai bộ giùm em. Bộ đang mặc là có beo luôn nha. Beo đẹp lắm. Màu gì? Đang bận màu đen cho Châu Nhung nha. Màu đen ở phía sau. Bộ đang mặc màu đen và màu vàng cho Kim Hạnh Nguyễn nè. Rồi, Kim Hạnh Nguyễn vàng sọc lên. Lấy bộ beo đang mặc giống như bộ đang mặc á. Bộ đang ơi, beo đang mặc đã. Nè, đây bỏ tô đi đặt này. Bộ beo đang đứng ở đây nè. Beo hả? Đây beo như bộ đang mặc nè. Đây, beo bỏ vô nè. Beo xinh lắm. Beo rất là xinh luôn. Lấy hai màu cho em lần cái nào? Beo với trắng á. Đem cho trắng cho Mi. Kiếm hành cạnh hả? Gì đó có 135.000 nha. Đem văn hả? Ừ. Tự nhiên con đọc đúng mẹ hoài lại có nhận chí luôn á. Thầy chốt bên máy bay mới kìa. Con đọc đó đó chứ. Đưa bên máy bay mới ra. Con chứ không phải chứ. Đưa đây bên máy mới ra gì không? Nè lấy hai màu cho Phương Thúy Hình Nguyễn nè. Rồi có, đây rồi. Bộ đang mặc một mấy chị ơi, mã kèm số điện thoại nha. Nga Ngọc đang mặc hai màu nè. Chị bộ beo giống đang mặc Tony Đạt chưa? Rồi. Rồi. Này chị Hồng chốt đi. Quá trời em ghê lắm. Nè, đang mặc hai màu cho Nga Ngọc. Đây. Rồi beo nhá. Đang mặc cho Liễu Phạm nè. Rồi Liễu Phạm luôn. Mấy chị ơi, nghe rõ giùm em, đang đi đơn từ hai màu nha, một màu trắng không? Sĩ chuyển khoản 500 trước khi lựa trên like nha. Đang mặc cho Liễu Phạm nè. Ờ, tầm 2-3 ngày nữa chân lề phải Kim Tuyến màu đen đang mặc màu đen đi chị. Kim Tuyến. Kim Tuyến màu đen thì... Thúy Kim cho số điện thoại. Chúc Tâm bộ đang mặc là 135.000 nha. Trời ơi 135.000 nha mấy chị nhá. Có hưu xì luôn nha. Có hưu xì luôn nha. Ai lấy hưu xì thì chốt hưu xì cho cha. Nhà bộ đang mặc nè. Đang mặc đen có hưu xì luôn. Rồi xong chưa, để lên thằng Nguyễn tiếp. Nguyễn Liên bộ đang mặc màu đen cho bộ Nguyễn Liên nè. Đang mặc màu đen hả? Dạ. Túi chân chung hay là beo nè, beo cho hoa nắng này. Beo đẹp lắm. Em đây đang mặc có cặn không? Đen hết đó. Không phải nó cặn đâu. Không. Thôi chân đi đen cỏ có nên chuột đen rồi, đen rồi. Đen đến sao á? Nè beo nè. Beo. Rồi mẫu trang đang mặc nha. Mẫu trang đang mặc cũng như là ngu xì nè. Và đen này, đen còn bộ gì? Châu Nhung đâu rồi? Châu Nhung bộ ở đó. Châu Nhung lấy beo kìa. Trắng và beo. Đoan đang mặc beo nè. Chia sẻ like nha. 135.000 xinh lắm. Beo Fendi trắng và Fendi đen giùm em nha. Với là màu
vu xì thì rồi đẹp béo gì nấy thì cái mẹ đang mặc bọc ở đây đang mặc bò béo á cái đầu nhung cái này nhung còn cái này này còn một màu đen á thả màu đen á nhỏ thôi đi ơi lại con về nhỏ thôi nhỏ vô nghe nó biết sai khách comment quá trời người mà rối quá này còn một màu đen nha hết trắng rồi hết đen mấy hệt đen nữa hả có túi hết chị Hà Nhà Trang lấy đồ đen một bộ này Phương Lý Kim một bộ đang mặc màu đen này Phương Lý hình như mà xem cái bộ beo này hết đen rồi đi này hai người beo này Phương Lý Kim lấy một bộ đen này có chưa con cho một bao này có đơn bỏ bóng tím đọc cho ai kìa sumo vậy sumo đó sumo úc sumo rồi bộ đen rồi rồi hết đen rồi nè này treo tam treo đồng lên giùm em thế bên này bỏ trắng nhung còn trắng thôi nha mấy chị lấy bộ vàng xong lên cho Lộc Tiệp rồi ok sọc vàng là đủ đơn nha Lộc Tiệp nha rồi nước hoa này hoa thì lấy bộ canh đang mặc nè đây canh đang mặc này sọc vàng nước hoa hai màu nha rồi xíu chân mặc lại cho ủa sĩ không được lừa trên like nha chị ơi sửa chuyển khoảng 500 đi lừa trên like em ơi tha hồ mà lừa hai ngày đồng thanh tiền beo treo đầm lên giùm em treo cái đầm đỏ lên giùm em treo cái đầm lên giùm em 640 tới 62 63 như đổ làm được nó bộ đang mặc 135 ngàn bộ đang mặc nhá còn trắng hết đen còn trắng còn sọc vàng nhá bộ đen ha còn beo đầm ơi dây vàng hết rồi nha bỏ đen ra rồi đen chuột cái kia đen đen bánh chuột trắng này bánh táng cá chuột bộ đang mặc 135 ngàn nha rồi xong chưa lên màu lên mẫu treo 135 nha đầm vô bộ trang đang mặc còn beo thôi nha thêm một bộ beo nha chị Việt Mỹ thêm một bộ beo cho Việt Mỹ beo xanh lắm beo rất là xanh luôn beo kinh khủng đẹp kinh khủng luôn chơi à, có bộ bi cùng ông bát không chị? Bi ông bát ha, để không biết nữa chị ơi, rồi em xíu nha. Bây giờ mình rồi dơi đỏ này, hàng bom nha, lên hàng bom. Tiếp tục lên hàng bom nha. Tiếp tục lên hàng bom nha mấy chị nha. Rồi 99 ngày. Màu đen không? Màu đen không? Nè, đưa đây đi. Rồi hết đen còn trắng nha, Fendi em đang mặc còn trắng thôi. Cho lên Ngọc con kiểu hả chị? Từ nha, giờ bộ trang đang mặc 40-63 kg đổ lại một vừa sọc vàng cho Vân Bích vì mẹ còn sỏi dơi cho chị kia nè rồi sọc vàng này còn 1-2-3 tết thì lại đi đẹp nghỉ đeo đúng không em có bộ đen hết rồi chị Thiên Nguyễn em có bộ đen không nhở Thiên Nguyễn em có bộ đen không bị béo này Thiên Nguyễn có cái đơn nhưng có bộ đen không Yến Kim Đặng ơi chị lấy dơi đỏ hết rồi dơi vàng hết rồi rồi sọc vàng này như bộ trang năm mặt nhá 135 eo chị Trang á hả eo Trang nhiêu không biết Trang mới sinh em bé vậy Trang không làm sọc vàng má cái như Dương Huyền dùng đơn Dương Huyền này rồi còn hai nha còn ba Dương Huyền có cái bận trước có cần có đâu 1 2 3 ở ba căn ba ba bộ sọc vàng như bảo trang năm mặt mà sọc vàng nha như màu cho nó thêm bộ bé cho Trần Hiếu hả Trần Hiếu thêm bộ beo Trần Hiếu thêm bộ beo beo đẹp lắm beo đẹp Dương Diệu có đơn là tiệm đi Dương Diệu có đơn rồi sọc vàng còn 2-3 bộ nhé sọc vàng còn 3 chị nào đơn bộ đó là đủ đơn nha à, Trang ơi yêu em Hồ Phương Đặng sọc vàng cho số ngoại Hồ Phương Đặng máy á chị ơi Hồ Phương Đặng này sọc vàng Hồ Phương Đặng cho sumo 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 phải đi đó rồi còn beo thôi nha Hồ Phương Đặng vu xì đẹp lắm cái nàng ơi phục cơ thế gu xì rất là đẹp luôn nha chị nào lấy như mẫu đang mặc nhưng mà nó là gu xì nha gu xì trắng rất là xinh luôn ai lấy chốt thì nghe khách cụ cho lại số ngoài chị ơi beo đẹp quá à beo đẹp kinh khủng luôn Việt Mỹ nãy giờ mới có một bộ thôi đúng không chị chị nào chưa có beo lấy beo chị ơi cái này là phi size nha từ 40 kg beo rất là xinh luôn chị nào chưa có beo lấy beo ghi ngoài đem đi phan đi đi Việt Mỹ á chưa có beo lấy beo đi chứ có gì cho bộ phương tặng luôn cho lại số thoại đi chị lấy bộ sọc đi. Vàng bên đi đi sọc vàng còn bộ sau thì còn bộ ma la canh bận nha chị có lấy không lấy thì cho chị đi đoàn ngọc bé 135 gu xì hồng phương tặng có đơn rồi beo cho họ toàn ngọc bé có bộ đen không để em mua thêm Nguyễn Nguyên chốt đen cho mình chưa rồi nha chị Nguyễn Nguyên nè có hai bộ trở lên giùm em nha Thiên Nguyễn có bộ đen không Cao Thủy Đỗ Thị lấy Thiên Nguyễn có bộ đen à cứ chốt nha Thiên Nguyễn đi Thiên Nguyễn ơi có cần số điện đen lát nữa có những mấy người nữa lát nữa có những người không có mai bắt cô cho cô ơi mai đổ trắng dùng đơn đều số 3 ký cho Phan Thảo này mai đổ trắng đó không
Bộ đang mặc trắng 135 cho Mai đổ. Của em đen với đen là hai bộ ok việc nghỉ nha. Đào một bé nè, đeo chưa? Gu xì cho Tuyết Bi. Bi cho cái đơn hả? Tuyết Bi gu xì này nha. Cái đơn Mai đổ là đang mặc này có phải là gu xì mà bỏ lộ á. Rồi này nhỏ nó lại luôn. Lấy em bia cho Đinh Thanh này. Nguyễn Nguyên thêm đi đen. Hết rồi. Hết rồi chị ơi. À em có chốt cho chị rồi. Tiếp Phạm một bộ bia 63kg này. 63kg cao mét nhiều. Đi chừng có một bên mặc rồi đúng không? Các chị hỏi em có biết đâu. Bộ đang mặc luôn, ba bộ. Thêm thêm chị một beo dồn đơn cho Kim Hành Nguyễn. Rồi. Để Kim Hành Nguyễn có đơn chưa? Quay tìm đi. Ly Ngân Nguyễn có beo chưa? Chị có một beo đang mặc luôn phải không? Ly Ngân Nguyễn có beo chưa? Mấy chị mã cầm mã kèm số điện thoại mới có đơn nha. Chứ còn mà cứ có beo beo vậy em nó không có số điện thoại là em không chốt được đâu. Tiếp đi beo này. Đầm vàng ở sau lan, đầm vàng may đẹp lắm. Đầm này thì may còn sót lại meo. Kim Hành Nguyễn à. Chứ mua hàng mà không có số điện thoại làm sao mà chân chốt cho mấy chị được. Dùng đơn meo vô. Khổ lắm, mấy nàng ơi, rất là khổ. Rất là xinh luôn nha. Đang mặc này, dùng đơn này, cái đang mặc á. Nhà đi nghĩ là đang mặc. Đầm thì nhà em là 55-56kg đổ lại. Đeo cho Tuyền Phạm 58kg cho vừa nha. Phạm ơi, 58kg cao 1m6 thì ok dùm em nha. Đầm rất là đẹp luôn. Đầm của sơ mi đời xíu nữa em mặc cho nha. Chung, có một quay, quay, quay cái đơn ly trừng có bộ beo chưa? Đầm caro vàng rất là đẹp. 160 nha, 160. Mấy chị mua ở ngoài ít chút phải 200 mấy. Mắc mắc cái đầm mà đầm rất là nhiều mẫu luôn. Cái đấy là sỉ may nhưng mà còn sót lại một bộ. Beo cho Ngân Nguyễn lên màu khác đi. Rồi rồi ok, đợi trang xíu nha. Quay quay đơn đi, trường có beo không? Ai lấy beo là chốt beo nha, cho còn số là ít nha. Beo rất là xinh luôn. Beo nè, mặc đầm với chị rồi đợi xíu đi. Đợi xíu mặc đầm. Tuyết Bi beo. Chị khách cũ hôm nay mua ngoài không được. Hồng Phương Đặng tội nghiệp chưa? Beo cho chị dọn đơn Tuyết Bi rồi. Tuyết Bi mới có một bộ cho mấy. Đầm vàng cho Lộc Kiệt không có số điện thoại, à không có avatar gì hết trơn hả? Mặc đầm với chị rồi đợi xíu nước nha. Nước hoa trắng cho Thùy Đặng dồn đơn kìa. Nước hoa trắng với nước hoa đen 135 ngàn nha. Đợi trang xíu đi, hôm nay nhiều hàng lắm. Đầm, treo đầm lên giùm em nha. Rồi. Nước hoa trắng với nước dạ, hoa đen. Dạ như Lý Trần có bộ ấy rồi đó chị. Nước hoa trắng, nước hoa đen hai màu. Thùy Đặng có đơn được cô với nó có. Nước hoa trắng với nước hoa đen. Beo cho Na Ngọc đúng không? Rồi. Con bộ beo đi mẹ. Beo Na Ngọc này. Nước hoa trắng cho Nguyễn Bon Bóp có đơn rồi. Bon Bóp đây. Màu trắng. Nước hoa trắng cho Nguyễn Bon Bóp. Cái tiền hoa nước hoa đen. Hoa Ngọc Mai beo vàng có đơn chưa? Hoa Ngọc Mai. Hoa Ngọc Mai. Trời ơi, sao mất gì đâu mà nó hớt ra quá trời. Wow. Các một đợt đấy đợt sữa nhé, bỏ cái bồn này lại. Bình vỏ nước hoa trắng nè. Này để em đưa sữa với nó lên. Đấy kia nó chủ Vương Mang. Bỏ chứ có Thùy Đặng chứ. Đang mặc và đeo 52 Chưa được cho em chụp. Nè, nước hoa trắng nè. Cho bình vỏ. Cho em bộ Fendi với bộ beo với. Tuyền Xuân có được một bộ trắng mi đó chị. Vương Phạm. Nước hoa đen cho Trần Thanh Tiền đâu rồi. Em đi về kia đây thì có tặng à. Hả? Fendi với lại beo 135 ngàn. Nó còn đơn mà vô nữa. Cái đơn Trân Thanh Tiên vô nữa mua đen này, có đen. Rồi đặt cái tiền hả? Trân Thanh Tiên có đơn rồi. Đang mặc dồn đơn cho Úc Simo. Nước hoa trắng cho Tuyết Bi. Cho em bộ Fendi nữa. Tuyết Bi đâu, nước hoa trắng. Ê, cùng đi đây. Nước hoa trắng. Phan Ngọc Mai là đấy, beo beo. Phan Ngọc Mai. Có đơn Phan Ngọc Mai không? Phan Ngọc Mai. Lý Trân cái này con là cỏ bộ gì hết. Còn beo chưa? Rồi. Sao Phan Ngọc Mai đâu? Nước hoa trắng đen giùm em nhé. Chị nào chưa có lấy nha. Trang Nguyễn dồn đơn màu đen nè. Nước hoa đen nè. Đây Trang Nguyễn đây. Chị nào chưa có nước hoa thì lấy nước hoa nha. 135 ngàn. Bên Hồng Diễm ơi, chị lấy bộ gì chị? Nước hoa đen nè mẹ. Nhiều lắm, hôm nay nhiều hàng lắm, cứ từ từ nha. Đợi em một xíu. Rồi lên tiếp tục hàng gì đây, hàng bom nha. Cái hàng sau chị nào chưa có nha, nước hoa là có beo luôn nha. Đầm đỏ Tuyền Xương, đầm đỏ Tuyền Xương. Cảm ơn nha chị Hương nè. Huỳnh Hồng Diễm ơi, chị lấy bộ gì vậy chị? Đầm đỏ này hả? Bộ chị mặc.
Tiền xương lấy đầm đỏ này đúng không? Tìm ra chưa? Đầm đỏ này 58 kg đổ lại nha. Cần bao tiền tìm ra như thế? 160 thì tiền xương nè. Tiền xương đây nè. Tiền xương cái này là sỉ đầm me mà còn có một bộ một xét thôi. Tiền xương lấy đầm đỏ 160 Huy đang ở chứ. Đầm vàng con rô trung đơn với pha ngọc mai, đầm vàng ca rô. Huy đang bỏ bộ chi có kia. 160 Cậu đã từng từng thông tin. Có một Huy đang á. 160 đầm vàng ca rô cho chị không, pha ngọc mai là đơn nào vậy? Hả? Pha ngọc mai là đơn nào hả? Bộ phen thì cho Huyền Trân này. Có pha rồi, có Huyền Trân nào? Huyền Trân ơi, nước hoa trắng cho Bích Trâm. Pha ngọc mai đâu rồi chị Hồng? Pha ngọc mai à? Ờ. Rồi chú. Nè, đưa mấy cái bìu trắng bỏ đây đi. Đưa ra chỉ pha ngọc mai thôi. Này nước hoa trắng nè. Pha ngọc mai. Vừa nha. Từ từ rồi cho chị Hồng. Đầm hồng cho chị Huỳnh Hồng Diễm. Thúy Kiều đầm vàng co ro chung đơn với pha ngọc mai đâu rồi? Thúy Kiều chung đơn pha ngọc mai dưới ngoài là pha ngọc mai này. À, đầm hồng cho Huỳnh Hồng Diễm nè. Từ từ. Nguyễn Hồng lấy chị hai bộ trắng và đen. Đen em hết rồi. Bộ Fendi Huyền Trân ok. Nước láng phao là gì đây? Nước hoa đen hồng thấm nguyện ok. Của em mặc. Nước hoa đen em mặc thử qua ok để em mặc nước hoa đen nha. Lấy cho em bộ đầm hồng đi. Đời đầm trước. Bông 60kg vừa không? Đồ xíu đi. Ông Hồi chị ơi. Cao 1m53 thì không có vừa đâu nè. Nam đi thật nè. Đây rồi. Tìm đơn ai vậy? Tìm Phan Ngọc Mai. Tìm Phan Ngọc Mai. Phan Ngọc Mai để hẳn cỏ. Bỏ bây giờ chị nhỏ thử. Phan Ngọc Mai có đơn hôm nay không? Thêm Ngân Khánh thì một bé dùng nó như Ngân Khánh kìa. À cái một bé phụ vương đó này em đâu có chú chị đâu. Em chú người khác mà. Hay là em cứ đặt bên này. Rồi nước hoa là kiểu như vậy nha. Mấy chị lấy mấy 53 không vừa. Mấy chị lấy beo nhúng thì lấy giùm em mã beo nhúng Ngân nha. Ngân Khánh thêm bộ beo. Beo nhúng hay là beo dài? Thêm bộ beo tìm đi Ngân Khánh. Beo dài đúng không? Ngân Khánh hả? Beo đằng sau là mà beo có hai beo nha. Beo đây là beo nhúng này. Như mẫu nước hoa. Mày. Một bộ nước xả đơn ra hết nha. Mẫu em đang mặc nha. Đợi em xíu lên đầm nha. Mẫu em đang mặc là có beo này. Nước hoa đen này. Nước hoa trắng này. Và beo. Và caro và chấm bi. Với là beo vàng nâu nha. Em đang mặc là beo nâu. Mấy chị nào lấy beo nâu nhúng thì là vàng caro đâu. Đầm vàng caro đâu. Pha ngọc mai. Pha ngọc mai hả? Pha ngọc mai có đơn chưa ta? Pha ngọc mai ơi, đơn của em đâu rồi? Cái đơn cổ buông đêm này chốt cho ai đâu phải chốt cho Pha ngọc mai đâu. Pha ngọc mai cũng có Pha ngọc mai ở đây luôn. Con này đạt một beo nhúng dồn đơn. Beo nhúng đầm vàng cho chị đây nè. Beo nhúng nâu vàng nha. Mỹ Hương beo vàng dồn. Mỹ Hương beo vàng này. Đây nó mặc là beo nâu. Con này đạt beo nâu. Beo nâu beo vàng nha. Nước hoa đen, nước hoa trắng rồi đó. Đây. Nè, Mỹ Hương beo vàng kìa đeo. Cho em bộ beo nâu. Con này đạt. Rồi cho mặc bằng beo cho nha. Beo vàng beo nâu nè. Việt Vi vàng nè. Beo vàng như chị. Beo nâu. Beo nâu như. Mấy mấy cái này cũng có chụp hình hết rồi đúng không? Nâu đang mặc thêm là nâu. Beo này chứ chụp hình mà. Chụp hình nâu nè. Tôi đã. Bi bi cho Hồng Thâm Quyền mới vô nè. 58 kg đổ lại nha. Đầm nhà trang là 58 kg đổ lại thôi. Bi cho Hồng Thâm Quyền. 160 nha. Bi hả? Beo nâu em có chưa? Châu Lê Ngọc. Đây nè. Rồi đầm beo nha. Châu Lê Ngọc á. Đây Châu Lê Ngọc đây. Ai ai hỏi đầm nâu đây, đầm beo đây. Rồi béo rồi. Béo cái dài như Ngân Khánh rồi, ok. Đây Thành Hiền, Châu Lê Ngọc béo nâu. Rồi. Rồi kéo lên cho em. Nguyễn Nguyên béo béo nhúng nâu dùng đơn. Nguyễn Nguyên không sợ là béo. Đây béo nhúng nè. Béo nhúng nâu nè. Đây đây đây. Kéo lên cho em. Có đơn nha Nguyễn Nguyên. 58 kg đổ lại mặt đầm nhà em thôi nha mấy chị ơi. Dùng đơn béo vào cho Mai Tưởng. Kitty Kitty Thoa Fendi béo. Fendi với béo. Mai Tưởng đây. Mai Tưởng Thảo Hoa. Thảo Hoa. Thảo Hoa trắng đen. Được hết đẹp đấy hả? À. Thảo Phạm nước hoa trắng với đen 135 ngàn đó. Mai Tường gai. Mai Tường béo vàng. À. Fan gì béo. Trắng đen. Trắng đen luôn. Được hóa trắng đen nhưng cho chị Nguyễn Hồng ấy. Trắng đen Nguyễn Hồng nè. Nước hoa trắng thêm bộ nước hoa trắng đen luôn. 1.6 nha mấy chị ơi. Đen hai bộ đúng không? Đầm nhá. Hai bộ trắng béo. Đầm này chắc có hai màu thôi nha. Này bi kem mới là beo giùm em nhá. 160 ngàn nghe, 160. Beo nhúng nâu cho chị. Năm nay trong may đầm rất là nhiều nha. Beo nhúng nâu hả? Cái này là sỉ đầm may còn hướng băng bộ thôi. Rồi đầm beo mới là bi kem nhá. Đầm beo bi kem 160 còn đầm có túi. Beo đầm hồng lên cho chị. Đầm beo cho Mai Tưởng. Đầm beo cho Mai Tưởng. Đầm beo Mai Tưởng nha. Đồ ra biết.
lúc đây. Đầm hồng này chị ơi có bút ngực luôn nha. Đầm nước hoa đen cho mình bỏ nè. Cho con nước hoa đen đi. Rất là cần chở con bái thương. Con để làm gì? Đầm beo đây từ từ. Đây đầm hồng cho ai vậy? Có túi nha. Đầm tất cả nhà em đều cùng có túi. Toàn có túi hết cho mấy chị nha. Đầm beo hết rồi. Hết rồi, cái mái tường đó mà. Một bộ à. Còn đầm hồng thôi. Đầm hồng nè. Đầm hồng đó. Đầm beo hết rồi. Đầm hồng ai lấy đầm hồng? Đầm hồng Huỳnh Hồng Diễm. Ai? Huỳnh Hồng Diễm. Huỳnh Hồng Diễm lấy bao cái nào hồng hả hồng? Huỳnh Hồng Diễm lấy bộ này đúng không? Xích này đúng không? Nè. Chấm bi 160 cho Trung Thị Thanh Tâm. Chấm bi. Đầm bi. Chấm bi kem nè. Chấm bi hoa chịu đúng không kìa? Ờ đúng rồi 160. Với mẫu chân ăn mặc 160 nha. Đúng ok nha. Nè 160. Đầm beo hết rồi. Đầm beo hết rồi em đang may. Đầm beo hết rồi chị. Em đang may. Liễu Phạm nó bông hoa gì hết rồi. Liễu Phạm ơi, Liễu Phạm lựa cho đủ đơn nha. Rồi em còn cái đầm xanh nha. Đầm hoa xanh. Đầm hoa xanh 1260. Mấy chị mua ít nhất phải 320 nha. Ít nhất phải 320. Hoa xanh em còn một set nè. Một cái. Đầm hết rồi. 160. Vải mango luôn mấy chị ơi. Vải mango luôn nha. Đầm vàng cho Huỳnh Hồng Diễm. Đầm vàng là bi vàng. Bi vàng đúng không chị? Đầm beo hết rồi cho Lê Ngọc ơi. Bi vàng. Em lấy đầm hoa đỏ hả? Đầm hoa đỏ đây. 160. Đầm beo ngắn dùng đơn hết rồi. Đầm hoa xanh cho Ly Trần đây nè. Ly Trần Nguyễn Nguyên ơi hết đầm beo là không chốt cho chị nha. Lý Trần là Lý Trần này. Đây Lý Trần này rồi. Đầm vàng Huỳnh Hồng Diễm. Đầm vàng, bi vàng, xinh lắm. Đầm hoa xanh cho Lý Trần, em lấy đầm hoa đỏ đâu? Nè, trời xinh lắm. Bé đầm hoa đỏ là cái mẫu đó hả? Cô Vân có đơn rồi. Cô Vân. Cô Vân á, ừ. Cô Vân đầm hoa đỏ. Đẹp chưa? Nguyễn Hồng có nước hoa trắng đen rồi. Xinh lắm cái đầm này rất là xinh. Rồi ok, bi vàng cho Lộc Diệp hết rồi nha. Riêng Vô Vân hả? Vô Vân. Rồi hết đầm hết chị. Hoa sứ. Chẳng hết đầm đeo đâu hết rồi nha. Cái đầm nha, đời mai mốt mua lấy nha. Em đang may đó, em đang may. Đầm nhà em là siêu xinh nhưng mà em nói lại luôn nha, đầm nhà em là 58kg đổ lại thôi mấy chị nha. 58kg đổ lại. Cầm hết đầm, đời vài ngày nữa đi. Không, mình cứ vài ngày nữa nha mấy chị nha. Vài ngày nữa giùm em. Đầm hoa đỏ hết rồi. Có số lượng luôn. Vài ngày này nó có số lượng rất là nhiều. Rồi à, từ để em qua mẫu khác nha. Em hết. Không còn một cái đầm nào luôn á. Còn một cái beo xanh ở trong tủ á. Hồi tết mới may xong chưa mặc. Lấy bán cho mấy chị đi. Đầm beo em hết rồi. Đợi vài hôm nữa đi mấy chị ơi. Đầm hoa đỏ em hết luôn. Tiếc lắm. Mấy chị mua đầm ở chị ít chứ phải mà 200 mấy đó. Cái bí như chị nó không phải đâu. Có một bí như gì. Bí này hả? Bí này cho chị nào lá? Không phải. Bi hả? Dạ phía sau là bộ nha chị. Bi này chị nào lấy nè, em còn bi này nha, bi kem. Bi kem 1.6 mà. Má nào hỏi đó. Bi kem nha, bi kem. Bi kem nhà ai lấy nè, bi kem như mẫu trang đăng mặt nha, mà 1.6. Đây đầm beo xanh này, hồi tết đẹp. Hồi tết xỉ em may mà em lấy em chưa mặc luôn. Bộ này kem, bi kem cho ai chuột nè, 1.6 nè. Đầm beo cao bi kem. Sáu. Rồi để mặc cái đầm beo này. Rồi Ngân Cao ơi, chị có bi kem nha. Nó phải đi bao đẹp. Đầm xanh cho Hồng Thắm Nguyễn có đơn rồi á. Hồng Thắm Nguyễn hả? Có đơn rồi. Để em mặc đầm xanh này cho chị Quang mở ra giùm em. Hồng Thắm Nguyễn có đơn rồi. Thảo nước hoa trắng đen có rồi nha. Hồng Thắm Nguyễn có bi đen rồi nha. Đầm đi lên nhạc luôn đi. Đưa cái của cháu lên Ngọc không? Không, cái của tôi rồi. Rồi kéo lên giùm em đi. Đem xanh của Hồng Thắm Nguyễn đây có đơn hay rồi nè. Không cho Hồng Thắm Nguyễn này chị may tưởng thôi. Huỳnh Hồng Diễm ơi hết bi kem rồi chị. Hết bi kem. Mấy chị ơi ráng đời giùm em nhá. Một tuần nữa thôi là tha hồ mấy chị lấy mặt. Em đầm beo sao không đọc tên. Đầm beo chút chị đầm may tưởng đầu tiên rồi. Đầm này ai lấy nha? Đầm beo này ai lấy? Hồng, Hồng Thắm Nguyễn. Hồng Thắm Nguyễn hả? Lấy beo xanh. Hồng Thắm Nguyễn lấy beo xanh. Đơn đẹp quá đẹp luôn á trời. Lấy đầm bi kem dùng đâu em hết rồi. Đợi vài hôm nữa nha. Đợi hồi về hôm em may rất là nhiều luôn. Xinh lắm. Mấy chị mua ít nhất phải 300 mấy rồi chân. Rồi chân thay mẫu chân mặc. Nam Vi Thạch ơi mấy mẫu bên em chị không có vừa bộ nào đâu. Bộ sau 57kg. Eo 73 vừa nha, mong 98 vừa nha Lê Thị Kim Thủy ơi. Bao nhiêu? Một bộ em xả ra hết đó chị ơi. Một bộ em không có bán nha. Chị yêu nào nãy giờ một bộ vậy? Đọc tên lên. Hết rồi. Trời ơi trời. Cô tôi mua hai giày mà. Có một giày nữa. Giày bỏ ra đây nó giày này. Mở ra.
bộ tháo ra đi để em bán cho khách khác. Trời ơi, hàng không có bán không bán gì em á. Quá trời. Tôi đây ba muốn những cái thủ á. Tầm mấy thôn nữa mua nha mấy chị ơi. Tầm để em đang may nha. Tầm để em đang may. Bộ trắng đen. Hả? Giờ lấy một nó một bộ nó cho một chọn thêm rồi, miếng nhá, màu trắng không bán đâu. Đây nước hoa đen này chị nào yêu cầu mặc thì trang mặc cho này hai màu nha. Đầm xanh hết rồi, Huỳnh Hồng Diệu này. Này hỏi chị Lê Thị Kim Thúy lấy gì bộ sau có còn bộ đen này chủ đơn cho chị Lê Thị Kim Thúy đi hai bộ. Lê Thị Kim Thúy lấy bộ sau là bộ vàng á. Chị Thúy ơi lấy bộ vàng lại còn bộ đen nữa. Fendi đen còn bộ này. Loan Huỳnh thêm nước hoa đen. Trời. Loan Huỳnh. Loan Huỳnh. Loan Huỳnh như có đơn. Nè chị ơi. Fendi đen nè cho chị đang nào đây? Một bộ chị Hồng. Đi Fendi đen cho chị nào. Fendi đen là giống như cái mẫu vàng chị lấy luôn không? Để cho đủ đơn hai bộ. Fendi đen này đang hiếm hàng nha. Bộ trắng đen 135 nha. Lê Thị Kim Thúy màu đen luôn. Màu đen là hai bộ đen. Ồ đen nó mà không lấy thì thôi. Đen nó đẹp mà. Này đen về vàng nè. Chị Bích nước hoa đen dùng đơn. Yến Kim Đặng nước hoa đen. Yến Kim Đặng ơi chị lấy bộ Fendi nữa đúng không chị? Chị Bích nước hoa đen dùng. Gì? Yến Kim Đặng Fendi đen. Nước hoa à đuôi kem đang mặc. Nhúng hoa đen trắng, nhúng hoa đen trắng là hai màu hả chị Trinh Nguyễn hả? Đúng rồi hai màu cho chị. Hai màu cho Trinh Nguyễn. Đen bộ nước hoa đen. Đen cho Phan Ngọc Mai. Phan Ngọc Mai này. Phan Ngọc Mai. Ủa Phan Ngọc Mai nãy chưa chốt lại từ đâu? Hết luôn rồi hả? Má ơi. Fendi đen hết. Lấy đen cho Châu Lê Ngọc. Kem rồi còn bộ Châu Lê Ngọc này. Còn một bộ Châu Lê Ngọc. Cho em bộ Fendi đen. Xả những người bộ đi em đi rồi. Để bây giờ em xả đơn những người bộ ra xong rồi tiếp tục em bán hàng bom nha. Lê 62 ký vừa chị, eo 62 ký bao la nha. Mấy người ở như cái tủ này. Trang Phạm nước hoa đen. Hết rồi chị ơi. Nè đừng có đen thế. Nè. Đấy này chị giờ đưa lên bên này không? Rồi sáng bộ ra đi tiếp tục em lấy đen lại. Có phải thì đen không cho em nha. Chị Bích nước hoa đen này. Được không? Còn bộ nước hoa đen đi. Lúc nãy chị chốt cho chị cái đầm bi 16 có đọc tên nói em thấy chưa? Trời ơi nó chị ơi ok không? Chị nào chị không trả lời. Là Trung Thị Thanh Tâm. Là chị ơi ok đúng ok nha. Thôi để vài bữa mua cho chị nha. Về vài bữa mua nha. Nói là chị ơi đúng chưa? Để ok không thấy đâu không? Không lấy cho chị mình. Nước hoa đen trắng có. Chị Bích. Có chị không Bích em cao không? Cao Phi Đỗ Thị bộ đen trắng. Đấy nó chị nước hồng có hai nước hoa đen nước hoa trắng. Đừng xả chị nha chị mua thêm Liễu Phạm. Dạ. Liễu Phạm. Hai bộ mới đi đâu? Cao Phi Đỗ Thị Liễu Phạm tặng công với bạn đi vào đen xong Liễu Phạm đừng có xả đơn chị ra nha. Rồi mẫu em đang mặc có bích này cho em đi cho ai nè chị nào chưa có đây đi chị Bích nước hoa đen là 135.000 chứ không phải 90 chị ơi mãi đang mặc có bi vàng chị nào chưa có lấy bi vàng cho em dạ hai bộ rồi chị Bích ơi là 135.000 không lấy 90 đâu nha đừng xả của em nghe để em Thúy Hoàng chị hai bộ phải không bây giờ mấy chị hỏi vậy ông hồi em liễu hoa không có đi luôn cho Lê Thị Kim Thúy nước hoa đen trắng cho chị Nguyễn nè, Lê Thị Kim bi luôn Lê Thị Kim Thúy bi hơi thì đẹp luôn thề luôn bi hơi thì đẹp mấy chị không lấy bi lại Lê Thị Kim Thúy dùng đơn nè Lê Thị Kim Thúy dùng đơn Lê thêm bộ nước hoa đen chung đơn với bi vàng chung kiểu hôm qua em chốt tin nhắn Thương Lê Lê Thị Kim Thúy nữa không thôi vậy ơi chị có hai cái đồng hai bộ đó bi vàng cho Lê Kim Thúy hai bộ nhiêu hai bộ như là hai bộ nào chị ơi lấy ba bộ cao phi đổ thị kèm số điện thoại gì lại giùm em đi chị rồi bi xong chưa chị vừa Phần Lan Phần Lan dùng chị... đơn đây là đây chị vừa bi vàng gì là ra rồi Lê Kim Thúy vừa rồi mà. Phần Lan bi vàng dùng đơn thì nữa chị 16 xả vậy em mặc bi vàng cho cô anh nhá rồi lên hàng bom nha thanh tiền bi vàng dùng đơn kìa thanh tiền đây Phương Lê nè Phương Lê lấy cái gì 598 vừa 135.000 nhá đi vàng Huỳnh Lan đi vàng này Nguyễn Thảo L này Huỳnh Lan đi vàng này có cục mái nè bộ trắng phía sau xem kìa xanh đi bi vàng với bộ đen mặc cho dầu ngọc bi vàng với là bộ nước hoa đen á cho chị Kim Loan cho chị đây dầu ngọc này hai bộ cho thuốc hoa chị ơi còn nước hoa đen không còn bộ nước xào kìa bi vàng à, có một đít mua bên đây Châu Ngọc lấy hai bộ cho thuốc ngoại nha. Dạ, à, Châu Lê Ngọc lấy bộ Fendi chữ màu đen. Này này. Chữ không hoa lấy này. Nước hoa đen nha chị. Châu Lê Ngọc. Đây. Không lấy nước hoa đen lấy Fendi đen thôi. Xả ra đây nước hoa đen đang cần. Bừng von hả? 135.000 nha Châu Ngọc nha. 135.000 một bộ nha. Rồi bi vàng ai chưa có lấy nè. Rồi xong chưa? Em đến hàng bom nha.
hàng bon chung Tết nha, rất là nhiều luôn. Rồi xong chưa, xong chưa? Xem đi kìa, thiếu thiếu lấy kìa. Có đơn đâu chú ghi. Rồi. Gọi tao đưa cho họ. Cho lên một bộ đi. Beo như vậy có beo. Bộ bi vàng cho Tony đạt hết, vẫn còn bi vàng còn đi nào lấy giùm em đó. Này em có beo mà, hồi nãy em đưa rồi đó, hai màu đó, beo vàng beo nâu đó. Đáng lẽ mới mặc lại. Chào Ngọc có chốt không? Chốt cho số điện thoại nha. Đi giùm em bộ phân đi. Phân đi chậm thôi. Chữ trắng lần sau nè. Để em còn bộ nè. Để em còn bộ nè. Hai bộ nè. Xe còn hai. 135, ba phân đi đây đẹp lắm. Này dòng ngọc này hai bộ nè. Ủa sao mình nhận thấy hai beo luôn hả? Để em mặc phân đi đen cho nha. Bi vàng cho chị Nguyễn Thảo nè. Con thải bi vàng cho Nguyễn Thảo. Trời ơi, Nguyễn Thảo mới thả ra. Một bộ sạch ra hết nha, một bộ hai ba. Thử lắm chị ơi. Bộ đi đẹp, bộ đi đẹp, hai mau mà. Để nè, cái đơn còn một sọc vàng mới xả ra kìa. Nè, vàng, thôi em mặc một lần này không mặc nữa đâu nha, em lên thằng bom nha. Sọc vàng hả? Sọc vàng hả? Sọc kim yến. Em mặc một lần này nữa thôi, em không mặc nữa nha. Em lên thằng bom đó chị ơi, bom nhiều lắm, em bán cho hết thằng bom trong năm. Đeo sao là vải mango á chị? Tất cả nhà em đều toàn vải mango hết. Không mặc nữa. Đen còn hết rồi. Đen này còn hai bộ này. Hồ Thị Ngọc Anh. Rồi màu em đang mặc hai màu nha, đen với trắng. Đen trắng hai màu. Vải nhiều lắm chị. Fendi đen ghi đúng quốc pháp nha. Fendi đen và Fendi trắng nha, hai màu. Một bộ nước hoa đen. Đây. Nước hoa đen cho. Hoa sứ. Mấy chị ơi nhìn hàng đi mà mặc. Nhà em là bao giá toàn. Hoa sứ trắng hoa ơi, phải mua hai bộ trở lên giùm em nha. 130 mấy ngàn là không có giá đâu. Đen cho chị Hồ Thị Ngọc Thanh này. Rồi, lấy bộ Fendi đen, Châu Lê Ngọc rồi. Châu Lê Ngọc rồi. Bỏ rồi chị ơi. Rồi, bộ em nó mặc nhé, trắng với đen. Rồi. Còn sọc vàng một bộ đó, ai lấy đi. Ông anh có đem đi. Em lấy cho Út Sumo. Út Sumo lấy cho em phải đi. Thế gì đen còn không? Hết rồi. Còn trắng mà. Bi vàng cho chị Kim Loan. Kim Loan. Một bộ kim vàng. Bi vàng dồn đơn cho chị Nguyễn Giang. Nguyễn Giang luôn chị. Đấy Nguyễn Giang đây. Nguyễn Giang bi vàng kìa. Bộ em nó mặc có đen nha. Nước hoa đen hết rồi. Kim Loan đây. À nước hoa đen còn đúng không? Ủa. Út Sumo ơi, chị có Fendi đen rồi. Nước hoa cái đen cho Hồng Thắng Nguyễn kìa. Hân Lý đen, Kim Hân Lý Kim đó chưa? Hân Lý Kim có đơn chưa? Fendi trắng hồn Ngọc Thanh. Đây Fendi trắng đây. Trắng cho Thanh Nguyễn Thắng Nguyễn Thắng mới vô Ngọc. Hai bộ em mới đi đơn như vậy nha. Một bộ em mới đi đơn. Fendi trắng có đơn nè. Này nước hoa đen còn xét nè. Hồ Thị Ngọc Thanh đâu? Như Lan Phan Fendi trắng có rồi. Rồi lên thằng bom nha. Hồ Thị Ngọc Thanh không ghi chưa ta? Con chưa lên thằng bom mấy chị ơi. Fendi trắng. Đây. Fendi trắng. Là này có Fendi đen rồi đó. Đây cái đủ đơn một bên này, con kẻ cho một bộ vào đó. Rồi xong rồi lòng ra. Xong chưa mấy chị ơi, để em lên thằng bom nha. Hồ Thị Ngọc Thanh là có Fendi trắng, Fendi trắng, Fendi đen. Em thêm bộ nón beo với. Rồi xong chưa để lên con hai chữ nè. Cho em bộ beo. Beo hả? Béo bộ này hả? À? Béo béo nhũng với béo béo dơ. Chị à, hoa sứ trắng hoa chị. Bộ trắng, bộ trắng đeo bộ đang mặc hoa hồng. Bộ trắng đeo bộ đang mặc là cái gì vậy? Bộ trắng đeo là bộ em đang mặc là lấy một bộ em đang mặc thôi đúng không? Lấy là một bộ thôi đúng không? Fendi trắng 135 nha. Em đang mặc là Fendi trắng. Sọc vàng thầy con gái cho em bộ trắng giữa Fendi. Béo đủ đơn chị à, béo đúng không? Béo. À là Gucci. Gucci. Đây. Gucci cho tình yêu nào này. Nước hoa đen 60kg cho Như Lan Phan này. Đây, đồng đơn này 60kg người nha. Đem một đeo nhũng cái gì ạ? Đeo nhũng à. Đeo nhũng nó không biết nữa không? Không. Đây, Như Lan Phan. Huyền Trần, Huyền Trần. Lấy bộ này nè cho đủ đơn. Đây là Huyền Trần cái nè. Huyền Trần này Gucci nè. Rồi, qua đây. Bên em còn ít nha. Rồi, đủ đơn. Nhân em đi thằng. Có hoa đen kìa. Nước hoa đen hả? Hoa đen hết rồi. Hết rồi. Còn trắng thôi. Nước hoa em còn trắng thôi nha. Đây beo đây chị ơi. Có được hơn Lý Kim đi. Beo đây chợ beo mà không lấy là sai lầm nha, beo đừng hết thôi. Là bên này bán. Rồi nước hoa em còn trắng nha, nước hoa trắng còn. Nước hoa trắng. Nắng nha. Rồi lên bom. Không Lý Kim ơi, hình như bộ Fendi Gucci lấy cho Lê Thị Kim Thúy có đơn kìa. Không, Gucci. Lê Thị Kim Thúy. Có đơn rồi. Lê Thị Kim Thúy. Lê Kim Thúy có nhảy không? Không. Rồi sang hàng bom nha.
cho chị quay hoa đen hết rồi, rồi lên bom đi. Rồi rồi lên bom. Bom nhiều lắm tao, bây giờ chốt cả đời rồi, thật sự. Rồi qua mẫu nha. Em mới vô bill salon nhuộm 135 ngàn nha. Chị lấy gu xì dạ rồi, ok chị. Rồi lên thằng bom nha. Hai bộ trên giá nha, em không biết cả hai bộ nào đâu. Bộ nào trên giá vậy? Tự nhiên hai bộ trên giá. Chị ơi, trên giá em cho nhiều lắm chị. Dạ vừa chị, số 2 ký mặc vừa nha. Số 2 ký mặc vừa, mặc đẹp. Số 2 ký mặc đẹp nữa là thằng khác. Bộ đang mặc sáng cái lê hồng nè. Lê hồng trắng. Lê trắng nè. Rồi dơi nha. Rồi lấy băng họ bỏ qua bên kia cái cũ. Dơi chữ đen, cái này có kèm áo ống nha. Bộ này có kèm áo ống. Áo ống ở đâu mất tiêu rồi. Ê. Bỏ lên. À đây. Cho chị hai bộ phân bì. Hân lý kim hai bộ này đúng không? Mấy chị xíu là có nhân viên quà chốt đơn nhưng bây giờ đơn rất là nhiều, bây giờ em không thể nào mà em kiểm đơn em chị được. Mã hoa vàng là gì vậy? Trắng và đen đó. Bộ đang mặc 60 ký vừa nha. Hân lý kim. Trắng và đen đó chừng nhớ. Này đúng không? Hết đen nha. Cứ chốt rồi mấy chị, xíu là có những đen người Phạm Tiên dồn kìa, có đơn rồi đó. Phạm Tiên 90 này. Này có kèm ống này, 90. Rồi Dior. Dior Dior 90 nha. Dior Dior 90 giùm em. Dior Dior 90. Phạm Tiên 2 bộ rồi. Dơi Dior 90 giùm em nha. Quần ống rồng giùm em nha. Bộ đang mặc là 135 nha. Quần ống rồng giùm em. Lấy băng thọ vô nó không hả? Rồi, okay. Đây, rồi Dior 90 dơi. Mấy đơn bộ bên thọ bên thọ lên 90 giùm em nha. Dơi 90 cái này thằng bom nha. Thằng bom trong năm. Bây giờ còn một bộ thôi cho nên báo vừa bán bằng tặng nha mấy chị. Giữ lời hứa. Đó hôm nay là nó lấy hành lấy thằng bom là vừa bán vừa tặng cho mấy chị. À mẫu của ông Lê có chị Dior cho Lê Ngọc chính đây. Ông Lê cứ săn đi, nhiều lắm, cứ săn thằng bom này rất là nhiều mẫu. Đang mặc cho Nguyễn Thị Hồng Thủy hả? Nguyễn Thị Hồng Thủy màu đang mặc. Đi cái sọc vàng nó bằng bộ hả? Đưa đây, đưa đây. Sọc vàng Maracan em còn 2 bộ nha. Nếu khoảng 90 hết rồi. Đây sọc vàng Maracan em còn 2 set. Lê lấy nằm một bộ thôi nha. Rồi hai set giùm em nha. Sọc vàng Maracan còn 2 set. Đang mặc cho Nguyễn Thị Hồng Thủy nè. Đây. 135 ngàn nha Thủy ơi. Thủy ơi lấy thêm một beo hoặc sọc vàng này nặng đi, đẹp lắm, đẹp kinh khủng. 135 ngàn giùm em. Rồi ai lấy sọc vàng chốt giùm Trang sọc vàng nha, còn 2 set thôi. Dồn đơn đang mặc cho Úc Hằng. Rồi Hằng cũng cho buổi xả trong ngày. Úc Hằng ơi, hồi à. Mã sọc vàng. Lưu Hoàng Khánh Hân. Chồng sọc vàng dùng đơn. Lưu Hoàng Khánh Hân có đơn chưa? Này 253. Lần sau đó. Kim Hoa Nguyệt má thả đam tiêu rồi. Mẹ bỏ đây lấy vô cho bãi sợ bánh ra chụp cái mỡ 24. Yến Trần. Rồi cho đây nặng bom nha. Yến Trần hồi nãy chị có bộ nào chứ chị? Dạ ok. Úc Hằng ơi, có chị hồi nãy bộ gì vậy? Rồi chốt giùm em mã này nha. Trang đưa dùng cái móc máy lạnh đi Trang. Móc máy lạnh không? Ô bà cô đi ghi fan đi đen đi. Ừ. Ủa mà mày làm. Bộ đang mặc còn nha. Bán xà kìa. Đây này trên đây này Trang. Bộ đang mặc còn, còn beo với gu xì. Với là fan đi trắng nha. Bộ đang cầm lấy cho chị Lê Thị Kim Thúy kìa. Này Lê Kỳ Kim Thúy này. Lê Kỳ Kim Thúy bên hông nè. Rồi mua lên giùm em nha chị ơi. 4 ký nhỏ lắm chị ơi, mua về phải bóp nha. Dạ, chai điểu em thấy chị nha. Tại vì chắc hàng giao không kịp nó trả về rồi. 90. Mấy cái này hàng bom nha, hàng bom về em bán 90 vừa bán vừa tặng cho mấy chị hàng trong năm nha. Rồi neo vàng 90 giùm em, tay ngắn với ngực. Bộ sọc vàng và bộ em đang mặc. Tổng cộng là bao nhiêu rồi, cái lan lưu này, hai bộ này. Rồi, neo vàng 90. Mà đã cánh đi. Rồi. Neo vàng 90 giùm em nhá. Thấy vậy xíu nữa có mấy má quẩn mất phone thì xả ra, lai lại mệt lắm. Nè, vàng cánh này là hai bộ. Bộ em đang mặc có beo luôn nha, ai lấy beo thì chốt beo giùm em. Dạ, số 3 cái đổ lại nha chị. Lấy bộ chân đang mặc Nguyễn Linh, lấy bộ chân đang mặc. Bé neo vàng dùng đơn nha Ngọc Linh. Vàng cho Lê Thị Kim Thúy này. Còn không? Lê Thị Kim Thúy. Còn không? Huỳnh Ngọc Hân. Huỳnh Ngọc Hân rồi hết nha.
Lê thì kim thủy hơn không bỏ luôn này. Trang phạm đeo vàng hết rồi chị. Ni ơi lấy bộ đang mặc trên đeo vàng hết rồi. Rồi. Nhớ vàng hết rồi. Nguyễn Linh, Nguyễn Linh. Gu xì dồn đơn, Hồ Thị Ngọc Thanh lấy gu xì dồn đơn. Mã em đang mặc nha, em còn màu trắng, màu gu xì và beo nha. Vàng em hết. Beo. Nha vàng hết rồi. Gu xì. Với là Fendi trắng nha, ba màu. Fendi em hết rồi. Xếp tỉnh đồng giá 35, thành phố Hồ Chí Minh 20 đến 25. Bộ em đang mặc có là gu Fendi trắng và là beo. Với là Gucci nha, hàng này hàng đầu năm em mới về xong. 135 ngàn giùm em nha. Xong vàng hết rồi, bộ đang mặc cho Nga đổ này. Bộ đang mặc cho Nga đổ. Mấy chị mua một bộ xong mua hai bộ, nhưng một bộ xong đi ra mất cả. Bây giờ giùm em nha, lấy bia mặc đi, trời bia xinh lắm. Đang mặc 75kg không vừa. Số 3kg đổ lại thôi nha mấy chị ơi. Nga bộ đang mặc. Rồi, bộ em đang mặc có beo Gucci nha. Gucci. Với là Fendi trắng nha. Dồn đơn beo với Gucci, Diễm Tuyên. Dạ dạ. Diễm Tuyên có beo với Gucci. 135 nhà xinh lắm. Beo với Gucci này, beo Gucci Diễm Tuyên mới vô này. Beo Yến Trần thêm beo. Yến Trần thêm beo. Bộ đang mặc. Bộ đang mặc beo. Long Thành, Long Thành con trai không bán nha. Con trai em không bán đâu. Đừng có vô khám. Đừng có vô chọc quẹo nha. Rồi lên cái gì đây, lên thằng bom tiếp tục nha. Trong kho bom nhiều quá. Cô Lâm một bộ đang mặc 58kg. Bao đẹp. Xong rồi như cô Lâm lại một bộ. Đẹp lắm, 58kg bao đẹp lắm á chị ơi. Bê cho Xuân Thanh. Bê cho Xuân Thanh kìa. Nguyên Trang số thoại một bộ. Hoài em này. Coi bộ trắng là sao. Cô Lâm ơi, hồi nãy chị lấy bộ gì vậy chị? Trắng là nước hoa. Đang thảm đeo dồn luôn. Chị ơi trắng nào á chị? Trắng nước hoa. Trắng nước hoa là trắng như em đang mặc là Gucci này hả? Trắng nào? Trắng này trắng nhúng. Đẹp lắm. Bộ này rất là đẹp. Em có đăng hình nha mấy chị. Gucci với Beckham nè. Đây. Gucci với Beckham. Beckham năm nay nè. Đây nè. Gucci dồn đơn Beckham. Diễm Tuyên không có đầm beo nha. Đầm nè chị Hồng. Diễm Tuyên không có đầm beo nha. Mấy chị ơi, muốn đầm thì vài bữa nữa nha. Em may rất là nhiều đầm luôn. Mấy chị cứ thông cảm nha. Diễm Tuyên là có một bộ beo tay dài với là một bộ Gucci tay dài nha Diễm Tuyên ơi. Đầm rất là nhiều. Xuân Thanh lấy beo nè. Xuân Thanh lấy beo. Xong cho em lên hàng bây là hàng bom nhé. Trời ơi hôm nay cho mớ like luôn rồi mấy chị vô quá trời luôn. Cho coi bộ sọc đen. Bộ vàng sọc đen em hết rồi nha. Em hết. Ba lê canh em hết rồi nha. Bộ vàng em hết rồi nha. Trắng nước hoa cho Nga đổ. À, chị ơi cho em coi lại một bộ nước hoa giá 135 ngàn nha. Đây nước hoa đẹp lắm. Thu Lâm. Lâm hết rồi. Trời hôm nay là gần bay, hôm nay là bay gần 500 bộ. Cho Mạnh Đoan hả? Rồi, dạ rồi ok chị Mạnh Đoan nha. Hôm nay là bay gần 500 bộ hàng mới luôn á, sọc vàng dùng đơn hết rồi nha. Ok sọc vàng nha chị. Đây nước hoa này. Có không? Mã xinh lắm, nước hoa rất là xinh. Ok Mạnh Đoan có sọc vàng tay dài nha. Tay ngắn thì sang thằng bom dùng em nha, bom nhiều lắm. Không, đi đi. Tất cả các đơn như cái quay được. Rồi ai lấy nước hoa chốt dùng em. Cứ ghi ngoài đi, có mấy má quậy không bắt phone cho coi sao cho tôi chỉ tin ghế chứ. Cứ ghi ở ngoài đi, có mấy má quậy không bắt phone. Rồi, chốt hàng bom nha. Sọc vàng hết rồi nha. Đơn Phan Ngọc Mai có chưa mấy bộ rồi ạ? Trắng Mai nước à? Trắng nước hoa cho Quyên đổ. Chưa có đơn. Đó, bắt con này mua chỉ bật cho máy. Lấy em bộ nước hoa màu nào chị? Cổ Lợi Huệ, lấy bộ nước hoa màu trắng. Màu trắng thì làm gì có màu đen không hỏi lần nào. Ôi trời ơi. Nước hoa cho Đặng Mỹ Châu nè. Nước hoa cho Đặng Mỹ Châu xinh lắm. Cái bộ đó có beo nữa. Mã đó có beo luôn. Beo với là bi vàng nha. Mấy chị lấy cho đủ đơn. Nguyễn xem tay ngắn đi chị. Nguyễn đổ trắng nước hoa. Rồi, okay. Có beo nè. Beo vàng và beo nâu nha. Với là bi. Đó mã nước hoa là có beo vàng nha. Với là bi vàng với là beo nâu. Chị nào lấy thì chốt giùm em nha. Ba bộ. Ba mẫu lấy cho đủ đơn nha mấy chị. Xinh lắm. Ủa Nguyễn Linh ơi. Của chị là hai bộ nào chứ Linh? Học Diễm Lương Thị. Nguyễn Linh là của chị hai bộ nào vậy? Mấy chị bấm theo giờ bánh bay mới giùm em nha. Nhiều lúc Học Diễm Lương Thị ơi, hồi nãy chị có lấy bộ nào nữa không chị? Nhiều lúc em mất bánh bay thì mình có bánh bay khác mình coi nha. Giống như là cái xưởng may đồ bộ trang tài em mất toi rồi. Bộ chị đang mặc em lấy beo Phan Ngọc Mai, bộ chị đang mặc em lấy beo. Đó là hai bộ, con này là một bộ Phan Ngọc Mai không có đầm nha. Ít bữa nước may quay đầm nha. Ít bữa nó lấy đầm khác nha. Đầm chị may rất là nhiều luôn đời. Vài bữa nó đi. Phan Ngọc Mai Liễu Phạm lấy beo vàng cho Liễu Phạm kia thiệt. Beo nâu cho Nguyễn Phạm. Chị ơi, hai cái mẫu đó hết rồi em đâu có
lấy em bộ beo lưng đi chị ơi. Beo gì vậy? Beo nâu này. Liễu, Liễu Phạm đi thao. Đi đây này, đi này. Liễu Phạm đeo vào dùng đơn. Rồi. Liễu Phạm chưa? Rồi rồi. Mẫu em đang mặc đeo dùng đơn. Bà, tay ngắn là. Như Lan Phan đeo đang mặc dùng đơn này. Có đơn rồi đó, Như Lan Phan có đơn rồi. Đây đúng không? Như Lan Phan có đơn rồi. Thì Như Lan Phan này lấy đeo đang mặc dùng đơn. Như Lan Phan hai bộ rồi. Như Lan Phan hai bộ rồi. Mấy chị đợi em xíu nha. Mẫu em đang mặc tại vì mấy chị mua hàng này rất là nhiều. Bộ vàng tay ngắn, bộ vàng tay ngắn là bộ đeo vàng đó Nguyễn Linh. Đúng rồi đó. Rồi lên hàng bom nha. Đeo vàng thôi rồi. Chốt em hai sơ mi. Như Lan Phan có đơn rồi, để là Thiên Anh tìm được. Bây giờ không biết đâu. Em biết có đơn rồi. Rồi lên bom nha. Rồi tạm ngưng hàng này nhé. Có mấy chị ơi. Đầm vàng có rô nãy với bút phí nhiều cô gì vậy, em còn màu trắng thôi nha. Với bộ đang bực hen đi. Vâng Lý Kim ơi, bây giờ chị chốt là chị đặt bên em những bộ gì? Chị đọc lại giùm em để em chốt hàng nha. 135.000. Ngọc Diễm Lương Thị ơi, em còn bộ nước hoa màu trắng thôi nha. Chị có lấy nước hoa màu trắng không em chốt cho chị? Đầm vàng này Facebook cho biết chiều trước cái đây. Dạ, nhưng mà chị không có tìm thấy. Nhưng mà chị không có tìm thấy Facebook của em á. Đầm chợ đầm là tha hồ, khoảng một tuần nữa thôi đầm tha hồ mặc luôn. Không, nha, bây giờ cứ tạm mua đồ bộ trước đi, đầm là phải một tuần nữa là tha hồ, chợ đầm là tha hồ luôn. Em may tới mấy ngàn hàng đầm luôn á. Rồi lên hàng bom nha. Rồi má ơi bộ này xinh nè. Rồi đồng hồ cổ vuông nha, đồng hồ đen cổ vuông của nón bát nha 90. Đồng hồ đen cổ vuông nha 90 giùm em cùng ống bát 62 3. Có tay ngắn không em? Tay ngắn cứ sang hàng bom đi chị ơi. Bây giờ là Tết nhất mấy. Tết nhất là xong cái là bom về một nùi đây nè. Em bán hết cho những mẫu lẻ nha. Em bán hết cái mẫu lẻ xong rồi mai mốt về em mới lên hàng mới nha. Những cái bộ này là lô mới nè, lô mới về luôn nha. Được 500 bộ em bán hết trong vòng trưa nay rồi, không còn bộ nào luôn nha. Bộ này em trưa nay là em bán đồng hồ đen, đeo tay dài. Ý chân đồng hồ đen nè. Lý Hương nè, còn đơn một bộ thôi, đọc một người thôi, làm gì có hai ba người. Lý Hương không có à, hình nào có tao phải số điện thoại gì đâu biết. Lý Hương kèm số điện thoại giùm em đi chị. Đồng hồ đen hết rồi. Hương Lý Kim Fendi đen, nước hoa đen, đeo tay dài. Rồi rồi ok. Ok chị. Chốt cho chị đeo tay dài nè. Rồi thôi tạm ngưng như gì nha, em lên thằng bom. Có đi đeo tay dài rồi. Đi nè. Fendi đen. Đen. Với nước hoa đen. Hết rồi. Cứ ghi đi, xíu có mấy má gọi không bắt phone. Rồi ok Hương Lý Kim nha. Rồi, loan vàng giùm em 90 cổ vuông 55 kg đổ lại nha. Lý Hương kèm số điện thoại giùm em đi chị. Lý Hương chưa có đơn mà chút đồng hồ đen hả? Đấy có, không mới biết nhà hỏi bán. 22280. Đừng có lợi nữa. Rồi chốt giùm em nha. Ông bát nha, cổ vuông lá vàng. Không, đang mặc không có đồng hồ đen. Nga đổ bộ đồng mặc luôn đơn chị. Rồi rồi, đứng lên. Rồi lá vàng giùm em nha. Lá vàng. Hết đồng hồ đen rồi. 90 giùm em, hàng bom là 90 cổ vuông nhé. Đồng hồ đen hết vuông rồi. Cổ vuông giùm em nhé. Cổ mà vuông. Mai Mai hồi nãy lấy bộ beo tay dài hay là bộ beo nào nữa chị? Còn một cái cổ vuông giùm em. Thảo. Rồi hết. Đây, rồi lên đưa hàng bom lên giùm em cái. 90 cho Nguyễn Thảo nè. Nguyễn Thảo không ơi. Các cổ quá. Cái này hai set đúng không? Hai set. Đồng hồ vẹt này rồi. Dưới nè. Để đó đi, để đó đi. Mở uống dịch nó xả ra. Lá vàng trang hết. Không có nha. Rồi von tay lê nha. Ngay đọc tên giùm em nha mấy chị nha. Von tay lê 90 giùm em. Bộ đang mặc 135.000. Von tay lê 90 giùm em. Hôm nay xả bom đồng giá hết. Von tay lê 90 giùm em nha. Tay lê này, hàng von nha, von cao cấp. Ai lấy von giùm em mấy chị comment là von tay lê 90 giùm em hai set này, đưa giùm em cái bì đi. Von tay lê 90. Đeo tay dài phải không? Phan Ngọc Mai là đeo tay dài. Đeo tay dài như mẫu trang đang mặc đúng không? Đeo tay dài với bộ nước hoa đen đúng không? Sọc vàng tay dài trang hết rồi. Rồi von tay lê 90. Tay lê von cho Nguyễn Thị Hạnh có đơn chưa? Nguyễn Thị Hạnh có đơn chưa? Nguyễn Thị Hạnh kìa, có đơn chứ kìa. Rồi ok. Bên này đơn của Hành đây rồi. Tay lê von Nguyễn Thị Hạnh cũng có đơn. Ai có đơn ghi dồn đơn dùng trang nha. Von tay lê cho Lan Cam này. Lan Cam phải không? Chốt như chị Lan Cam như vậy. Có số điện thoại mới chốt nha. Xong Yến. Rồi hết. Ai có số điện thoại là trang chốt nhanh lắm. Xong Yến đó. Lan Cam xong Yến. Rồi hết luôn á. Rồi vét đồng hồ đen 90. Lan Cam với xong Yến. Hết con rồi. Có số điện thoại là trang chốt lẹ lắm. Mấy chị không có số điện thoại là trang không thôi chốt được.
Rồi đồng hồ vest đồng hồ này. Vest đồng hồ đen 90 giùm em. Con Hiếu ơi con mình trẻ quá. Rồi vest đồng hồ. Vest đồng hồ con 90. Con Hiếu con mình trẻ quá. Bộ cho anh đang mặc ống rộng. Dạ bộ đang mặc ống rộng. Rồi vest đồng hồ trắng nha. À lộn đồng hồ đen lộn. Đồng hồ đen cho Trang 90. 90 đồng hồ đen 90 nha. Vest cái gì cầm em là vest đồng hồ đen. Đưa giùm em mấy cái bì đi. Vest đồng hồ đen 90. Đồng hồ đen 90 nha. Cái gì? Con Lê. Trời ơi em đọc một lần thì nhớ giùm em đi. Sao mà em đọc vui đọc lại em nhớ được. Nguyễn Thị Ngọc Quyên đồng hồ đen 90. À Liễu Phạm đồng Liễu hồ Phạm à, Liễu Phạm trước nè. Liễu Phạm trước nha. Cái chị không cảm tại vì bây giờ mà Nguyễn Thị Hằng không có bon đồng nha. Đồng hồ đen hết rồi. Đưa giùm em đi. Bon nhiều lắm tha hồ. Xăng nha, xăng từ đây tới chiều. Đồng hồ đen em hết rồi nha. Cái cục này nè. Cục này to lắm. Bỏ lên đây giùm em đi. Xíu để em xíu nữa em lấy xong. Đang mặc 59 cho Nguyễn Hòa nè. Hết rồi. Con em hết rồi nha. Con 90 hết rồi. Bộ em đang mặc năm hôm nay là trang lai đúng 500 bộ luôn, hết sạch luôn mấy chị. Giả mang thực sự luôn. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha. Trời ơi mấy chị chờ em mấy bao lâu nay đúng không? Dạ, mới lên một cái thôi là mấy chị vô ào ào luôn. Đưa giùm em đi. Đang mặc. Em hết màu đen rồi nha, trang còn màu trắng, màu trắng. Chị nào đơn bộ đó rồi đủ đơn nha. Trắng với beo thôi mấy chị, hai bộ hai màu nha. Lấy đi, mặc đẹp lắm. Chung qua hàng đầu năm chị ơi. Đầu năm hàng rất là đẹp. Đầm em hết sạch luôn, đầm thì chịu khó vài hôm nữa nha. Một tuần nữa Trang về tới mấy ngàn cái luôn. Tha hồ mà lựa nha. Mấy chị thấy không, sáng nay Trang vừa về nhập vải về có gần tới 100 triệu đó. Đó, hồi sáng Trang quay cho mấy chị coi chừng mắt luôn. Đó, cái đó là may đầm cho mấy chị luôn á. Rồi đây, răng trắng nhỏ mãi giống như mã beo đằng sau nha. Cái này hàng trong Tết Bom về bán cái này 90. Lấy bộ trang mặc. Lấy bộ trang đang mặc Nguyễn Thị Ngọc Quyên. Ok, chị có beo luôn cái gì Quyên ơi, lấy beo đi mà mặc chị. Beo cái bu xì á. Quy Bùi ơi, mấy bộ chị chọn hết rồi, bên em không chốt cho chị nha. Lấy thêm đi mặc, trời beo đẹp kinh khủng. 135 ngàn cho chị Quyên nha. Đây chị, beo này, beo với gu xì nè, xinh lắm, rất là xinh luôn. Lấy đi cho đủ đơn. Lô này em mới về. Chị Quyên lấy beo luôn đi, đẹp quá chị Quyên. Lô này em mới về nhưng mà sáng nay em bay sạch được 500 set luôn rồi đó. Mà mấy chị hiểu là nó đẹp cỡ nào, vừa đẹp vừa rẻ nó đúng không mấy chị? Răng 90 cho Hồ Phương Đặng. Hồ Phương Đặng rồi. Hồ Phương Đặng có đơn rồi. 90 cho chị đi. Hồ Phương Đặng có đơn rồi đó. Hồ Phương Đặng có đơn rồi. Vé trong hồ đen hết rồi nha. Rồi đuôi cá, chị nào hỏi đuôi cá đi. Một bộ bé nữa. Chị nào hỏi đuôi cá 90. Lấy trắng trang đang cầm trắng hết rồi nha. Trời ơi, thông cảm, bây giờ là Trang xã hàng Bom là có cái gì Trang like cái đó cho mấy chị nha. Bom rất là nhiều luôn. Bộ Trang đang mặc 62kg ok chị Hia Kim. Hia Kim lấy bộ Trang đang mặc 62kg cao mét nhiêu chị ơi? Liên Nghiễm Nhân Nguyễn lấy bộ đang mặc ok chị, kèm số điện thoại đi giùm em nha mấy chị nha. 40-63kg đổ lại. Nhớ kèm số điện thoại là có đơn nha. Liên Nghiễm Nhân Nguyễn ok, bộ đang mặc 60kg vừa nha chị ơi. Có đơn rồi, 3-4 bộ rồi. Ai có số điện thoại là Trang chốt đơn nhanh lắm, còn không có số điện thoại là Trang không chốt đơn được đâu. Đang mặc 65kg cao hai bộ là chỉ có hai bộ chị. Đây đuôi cá đây. Rồi đuôi cá CK Bell nha 90. Có đơn rồi đó. Ai lấy đuôi cá? Em rõ giùm em nha. Đuôi cá CK Bell giùm em 90 nha. Liên Nguyễn. Nhân Nguyễn lấy bộ cho đang mặc đúng không? Ok chị. Đây. Có đơn chưa? Rồi CK Bell 90. Đuôi cá cho Trần Huệ nè. Bộ chị đang mặc 55kg cho Trần Nguyễn Thị Thảo. Trần Huệ, Nguyễn Thu Thảo rồi hai bộ hết rồi bà đẹp. Đuôi cá cho Trần Huệ. Nguyễn Thu Thảo rồi sao? Đâu, Nguyễn Thu Thảo là lấy bộ đăng mặc. Trần Huệ lấy đuôi cá. Lan Cẩm đang Lan Cẩm đuôi cá. Đây Lan Cẩm này. Lan Cẩm đuôi cá, đây này Lan Cẩm đuôi cá này chụp đủ đơn. Bộ chân đang bằng 135 ngàn nha. Mấy chị ơi cứ theo dõi banh bay giùm em mới nha. Đăng mặc. Bên bay Trang đang ghim bài dưới là mấy chị bấm vô xong mấy chị theo dõi bên bay Trần Huệ nãy giờ mới có một bộ thôi nha Trần Huệ nha. 62kg 1m65 quá đẹp chị ơi. Rồi tiếp tục hàng Bom nhé. 24 tuổi trời ơi, 24 tuổi mặc được không? Hỏi vậy em không biết trả thời luôn. Chị Quý Bùi ơi, chị comment chậm quá à. Bộ đang mặc 60kg 1m58 vừa cho chị Hồng Lan Đỗ ơi. Em đứng dậy xem. Dạ đây chị. Để chị đây. Đây nó mặc xinh lắm, có túi quần luôn nha. Này lưng em siêu cao. Em không còn tí bố nhựa, ngoài lai còn nhựa đâu. Lưng siêu cao nha. Đang mặc cho Hưng Trang này. Bộ em đang mặc có beo vui vui xì nữa nha.
xinh lắm. Mà chị có sáu lừa đủ đấy. Đây có bé u gì nè chị ơi. Lừa một bộ em không đi đơn nha, ráng lừa em hai bộ 135 ngàn. Em sợ mua mấy chị hả? Mua bên nhà em hai bộ bằng mấy chị mua chỗ khác một set thôi. Vi bùi nha, Vi bùi vết tay ngắn. Liên Nguyễn Nhân Nguyễn sợ mua già hả? Sợ già thì đừng lấy thôi giùm em. Thôi em đừng đặt nha, sợ già đừng lấy giùm em nha. Thôi ơi, mình lừa mẫu khác nha. Cái đơn Liên Nguyễn Nhân Nguyễn đâu rồi? Sợ già thì lấy mẫu khác đi em. Thời gian thì lấy một khác cái kiểu Nga này. Mình quay mình mặc có hộp hay không thì mình lấy nha. Chứ bây giờ em cũng không biết tại vì em đâu biết mấy chị đâu. Em đâu có biết mặc bộ mấy chị đâu. Bộ đang mặc 50kg mặc đẹp nha chị nha. 50kg còn 1-2 bộ bao đẹp. Còn 1-2-3 bộ thôi là hết rồi. Rồi lên hàng bom nha con. Bộ bộ này là lá xanh dùm em nhé. Lá xanh 90 dùm em. Quần ống rộng cổ tiên Thảo Trần 65kg cao mấy Thảo lấy xét đang mặc kèm số điện thoại giùm em đi chị Thảo. Bộ ma canh em hết. Hết rồi chị ơi. Bộ ma canh đang hết rồi nha. Rồi lá xanh giùm em nha, 90 này. Bạn mặc rồi. Lá xanh 90 cổ tim. Một bộ beo một bộ đang mặc cho hồng xa này. Trời ơi quá 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 đẹp luôn chị ơi, beo quá xanh luôn. Một bộ beo một đang mặc bộ đang mặc. Lá xanh cho Hồ Phương nặng dồn đơn kìa, lá xanh 90 lá. Hồ Phương nặng kìa. Hồ Phương rồi lá xanh hết rồi Quý Bùi ơi. Beo này xinh chưa? Sang lắm Hồ luôn. Hồ tặng lá xanh đó. Ở đầu năm mà chăng lá bay. Lá xanh hết rồi Quý Bùi. Đầu năm mà chăng bay gần có 500 set trưa nay luôn đó chị. Giả mang. Cái này đeo dơi đúng không? Cái này còn đeo dơi hả? Rồi lên tiếp nha. Đúng không? Còn cái chị dơi đúng không? Lá xanh chăng hết. Rồi bây giờ tạm ngưng nhé, tạm ngưng hàng mới nha. Cho bộ trắng đang treo nha. Bộ trắng là bộ gì chị? Hai loại, một loại Gucci và một loại nước hoa. Gucci bộ nước hoa, chị lấy bộ tay ngắn hay tay dài đi, em hai bộ đi. Chị lấy Gucci hay là bộ nước hoa chị ơi? Nước hoa này là nhúng nha. Có cột nơm, tay lỡ. Bộ em đang mặc 60kg vừa không nhà vừa nha. Thế lá xanh chăng hết nha. Út Hằng dồn đơn bộ đăng mặt. Út Hằng dồn đơn bộ đăng mặt. Lá xanh hết rồi. Chị ơi lấy cái nước hoa này hay sao? Hai bộ nước cá có... bộ bi đen là 108k. Trang Nguyễn có trắng nước hoa không? Trắng. Lá xanh hết rồi chị. Lá xanh em hết rồi. Bộ trang đăng mặt 135. Trời ơi 2-3 ngày nữa thôi. Đăng mặt bị con ghi phải không? Em đăng mặt Nguyên, Nguyên Phan. Cái bộ đăng mặt lá xanh trang hết rồi qua mẫu luôn. Bộ đang mặc cái bộ mua xì cho Mile, đang mặc cái đồ mua xì cho Mile, đang mặc nè, bộ đang mặc nè, cái đồ mua xì nhớ hết nè, mua xì chẳng lắm rồi. Tommy chuyển trắng nha, 90 giùm em hàng bom nhé. Cố Lợi Huế ơi, nãy giờ mới chốt được một bộ cho Cố Lợi Huế nha. Nguyên Phan, Nguyên Phan lấy cái gì đây giờ? Nguyên Phan Thắng Hoa lấy... cho số điện thoại cho Thắng Nguyễn ơi. Nguyên Phan lấy bộ đăng mặc kèm số điện thoại giùm em nha. Mi Lê lấy bộ đăng mặc với bộ Gucci. Mi Lê bộ đăng mặc với bộ Gucci. Chốt rồi, chốt bộ rồi. Bộ đăng mặc hệ trôi. Chốt rồi. Rồi bộ em đăng mặc còn bộ thôi nha. Rồi qua có hàng bom nhé. Đăng mặc Nguyễn Thị Xuân Thảo lấy bộ đăng mặc. Không. Bộ em đăng mặc hết rồi, sợ luôn, dễ sợ rồi. Rồi lên hàng bom nhé. Rồi sơ mi chữ trắng giùm em. Đọc kìa sơ mi. Sơ mi chữ trắng dùm Giang nha, Lộc một Kiệt. Bộ. Tên gì? Lộc Kiệt này sơ mi chữ trắng một bộ này. Đưa lên nè, đưa lên đi. Đưa lên đi. Lộc Kiệt có đơn rồi, Tiên Hai ha, chữ trắng thôi nha chị. Cái chữ trắng rồi. Bộ đang mặc với bộ nước hoa sáng cho Út em Trần. Rồi đưa đây. Ủa Lộc Kiệt là điểm chuẩn xin chữ trắng hả? Dạ đây. Rồi 80 giùm em nha. Bộ đang mặc. 80. Cái bộ nước hoa trắng đi thêm. Cái này tay rồi, ngắn giùm em, tay ngắn dơi. Trời ơi xinh chưa, hai bộ nhé. Mấy chị cầm đây là nâu 80 kèm số hỏi giùm em hết rồi chị. Cái nâu, ống rộng giùm em nhé. Nâu, nâu 80 giùm em hai bộ, đưa giùm cái bìa đi cha. Nâu 80 hai bộ giùm em nha. Nâu 80 hai bộ giùm cha ha. Nâu 80 hai bộ, tay cánh dơi siêu xinh luôn nha. Nhớ là đang mặc rồi nha. Nguyễn Trang nâu 80 dùng cơ. Trang nâu 80 dùng. Kèm gọi là giùm em đi Quý Bùi ơi, nâu. Nâu Thanh Thúy này nâu. Chú có đơn. Quý Bùi, Quý Bùi. Quý Bùi bỏ qua. Kèm số thoại đi chốt cái gì ơi. Thắng Nguyễn nó có bộ gì em vậy? Nâu hết rồi, Cao Thị Vi nè. Hoa Văn Vàng một set. Hả? Ghi
80. Hoa băng vàng một set cho chị, xinh quá. Nguyễn Trang ơi, kèm số điện thoại lại giùm em đi chị. Nâu Trần Thanh Tiền. Hết đâu rồi. Vàng còn set nhá. Nâu còn không? Hết đâu rồi, nó xuống. Vàng vàng. Trời ơi, đẹp kinh khủng luôn. Vàng một bộ 80 giùm em. Vàng một bộ 80 giùm em nhé. Nguyễn Trang kèm số điện thoại lại giùm em nha. Vàng lan cẩm, vàng lan cẩm. Vàng cho lan cẩm. Lan cẩm hết thôi. Lan cẩm nè. Bộ chị đang mặc và hu xì 55kg cho Kim Ngọc này. À, đúng rồi, đúng rồi. Đi, lấy Kim Ngọc bộ hu xì bộ bé đang mặc. Đây này, bộ bé mặc nè. Hoa vàng vàng. Hoa vàng vàng hết. Lá cẩm cũng ghi rồi đó. Hoa vàng. Hoa vàng hết rồi. Hết rồi chị ơi. Rồi đen nha. Đen 2 set. Hoa vàng vàng hết rồi. Đen 2 set nè. Đen trắng 80 giùm em 2 bộ nha. Tay cánh dơ siêu xinh. Thề luôn, không đẹp không lấy tiền nha. Vàng em hết rồi nha, xăng nha. Rồi đen trắng giùm em 2 bộ này 80, đọc tên nha. Vàng trắng hết rồi nha. Đen trắng hết rồi chị. Đen trắng, đen trắng. Đen trắng giùm em nha 2 bộ. Đen trắng 80. Đen trắng 80 giùm em. Đang mặc Nguyễn Thu Thảo có rồi. Này đen trắng 2 bộ. Vàng này 80 hả? Đen trắng 80 giùm em nha. Đen vô như Phạm Tiên. Rồi còn set này, chốt ai chốt đi. Rồi đưa giùm em nha, cái kéo. Đen cho Vân Phạm. Đen cho Vân Phạm. Mới vô hả? Dạ đâu. Vân Phạm kèm số điện thoại giùm em nha. Vân Phạm. Rồi có rồi. Nó kèm số điện thoại đằng sau đây là cái gì? Rồi khui hàng bom này tiếp tục lên nè. Còn hàng bom lẻ bên ngoài không? Đem đi cho ai đây? Cho những người có đơn nè. Nè thì chỗ Nguyễn Thị Thu Thảo đi. Có đơn này đem 80. Quên đây, quên đây. Nguyễn Thị Thu Thảo có bộ đen 80 nha. Còn bỏ hơn rồi, không bao đồng quá rồi. Còn ghi ai mà còn ghi tôi ghi một kiểu một đồng. Rồi Von Hoa dùm em 80 nha. Nguyễn Hoa ơi, bộ đang mặc hết rồi, chị chốt mẫu khác dùm em nha. Von Hoa tiên lên. Cái này là màu vàng, màu hồng đó. Von Hoa tê lê màu hồng nha, 80 giùm em. Von Hoa tê lê 80. Mày có mấy đứa nhỏ nhỏ không? Von Hoa tê lê nhé, 80. Von Hoa tê lê. Von Hoa tê lê 80 nha. Rồi Von Hoa tay ngắn cột đơn sau nhé, 80 giùm em màu vàng. Chị comment là hoa hồng hoặc hoa vàng giùm em nha, 80. Hoa nhé, quần chúng tóc giùm em nha. 60kg đổ là mặt vừa. Kim Loan 80. Kim Loan hả? Kim Loan 80. Một vàng một hồng cho em, siêu đẹp. Màu nào, màu nào Kim Loan ơi. Màu hồng hoặc màu vàng giùm em nhé. Von hồng với hộ phương đặng nè. Siêu xinh luôn. Kim Loan ơi, còn vàng nữa không? Von hồng 80. Rồi em một hồng một vàng nha. Đưa lên giùm em một hồng một vàng. Von Hoa 80 cho Kim Loan, ok. Còn màu vàng được không? Mấy bạn đi. Chị. Rồi vest chấu. Vest chấu đen 90. Hả? Vest chấu đen 90 nhé. Từ từ để em hỏi chị Kim Loan này lấy vàng không? Để em chốt cho người khác nha. Vest chấu đen 90, hoa vàng khui hiền đào. Từ chốt cho chị Kim Loan chịu đồng ý lấy vàng không nè. Rồi vét gấu đen 90 đó, bà đi Kim Loan 80 là hết luôn rồi đó. Vét gấu đen 90. Nó mấy đứa nhỏ nhỏ thôi cha. Bộ đang mặc hết rồi. Vét gấu đen 90 giùm em. Bộ đang mặc em hết mai rồi. Mai đổi. Em còn bé. Cố Lợi Huế nè 90. Cố Lợi Huế. Cố Lợi Huế có vét gấu đen 90 nha. Rồi Cố Lợi Huế là dồn đơn là 2 bộ. Rồi sọc nâu phối ren tay ngắn giùm em 90 nha. 90. Bộ trang đang mặc có beo với là còn beo với là gu xì thôi nha, còn beo với gu xì. Rồi sọc nâu 90 giùm em quần ống nhỏ nè. Trời ơi, hàng này siêu đẹp luôn. Dạ vàng rồi, vàng Kim Loan có vàng rồi chị. Rồi ai lấy chốt giùm em sọc nâu. Sọc nâu hộp ngọc trai nha, đính hộp ngọc trai giùm em phối ren giùm em 290. Sọc nâu. Ai lấy sọc nâu chốt giùm em sọc nâu. Cái gì đấy? Đấu đen hết rồi mấy chị ơi. Sọc nâu giùm em 90. Minh Duy mới vô này, Minh sọc nó cho Mai Tưởng đi. Rồi bộ này 65kg đổ lại, bộ này em tặng Mai Tưởng.
Bộ này em tặng cho chị nào 65kg đổ lại và vừa 50.000 nha. Mai tưởng có sọc đâu 90 nha. Bộ này 50.000, 65kg đổ lại mặc vừa giùm em tặng thôi nha. Em không có bán, tặng 50 nha. Mấy chị comment là mã tặng 50 vải đuổi rất là xinh luôn. 65kg đổ lại mặc vừa giùm em, mã này siêu đẹp luôn nha. Nhận hàng đi rồi biết nha. Không phải là trang tặng mà nó xấu đâu. Tại vì 65kg là trang tặng cho những chị nào mà form hơi lớn 65kg. Rồi mã tặng 50 giùm em nha. Tặng 50 giùm em. Tặng 50 giùm em nha. Trần Thanh Tiền 50. Trần Thanh Tiền 50. Rồi hoa nhí cam giùm em. 80 giùm em. Nè bộ 50 này. Hoa nhí cam hết 80. Hết rồi, 50 hết rồi mấy chị ơi. Đó một bộ em tặng cho chị thôi. Hoa nhí cam 80 giùm em. Cam xanh. Hồng. Rồi ai lấy màu nào giúp giùm em màu đó nha. Hoa xanh, hoa hồng, hoa cam. Quần ống nhỏ giùm em nha, 58kg quay đầu một đổ về giùm em 80 giùm em. Hoa xanh, hoa hồng, hoa cam giùm em nhé, 80. Hoa xanh, hoa hồng, hoa cam. Ôi đẹp quá. Hoa xanh, cam hoa hồng. Cho Cố Lệ Huế 80. 80 giùm em, Cố Lệ Huế 80 này thiếp. Rồi màu hồng đây mấy chị. Hồng, xanh, cam giùm em nha. Tay nhắn lắm nhỏ. Đi giùm em lấy màu hồng á. Hoa cam hết rồi. Còn xanh với hồng giùm em nha. Xanh với hồng giùm em. Có mình là ai nhảy trước là chốt trước nha. Còn xanh với hồng giùm em nhé. Xanh với hồng siêu đẹp. Hai màu màu này siêu đẹp luôn nè. Hồng cho Nguyễn Thu Thảo. Hồng cho Nguyễn Thu Thảo. Hồng 80. Đây đây hồng 80 cho Nguyễn Thu Thảo nè. Rồi còn xanh nhé. Xanh đẹp lắm. Xanh. Đưa lên giùm em đi. Còn hồng Diệu có đơn chưa? Có hồng còn đúng không? Ừ. Hoa hồng cho Hương Trang nè. Hương Trang hoa hồng nè. Còn xanh thôi mấy chị ơi. Một bộ rút xì cho Quyền Phan rồi. Ok, bộ rút xì cho Quyền Phan rồi. Mai đổ có hoa hồng không? Còn bộ hoa xanh ai lấy không? Quyền Phan đủ đơn. Đen như em đang mặc đúng không? Đen như em đang mặc hả? Đen mặc nó rối. Được quá. Đen như em đang mặc hả? Mi Ái Nguyễn. Mi Ái Nguyễn hoa xanh nè. Mi Ái Nguyễn hoa xanh. Mi Ái Nguyễn có hoa xanh nha. Bộ chị đang mặc cái bộ hết rồi em ơi. Có bộ thì sao á? À có à bộ. Mi Ái Nguyễn là hoa xanh này 80. Cứ chốt đi, xíu nữa có ai gọi không bắt máy thì chốt nha, cứ cầm số điện thoại đi em ơi. Ai muốn lấy bộ trang đang mặc cứ kèm số điện thoại xíu nữa mà có nhưng có người những người mà gọi không bóc phone trang xả ra thì trang bán cho mấy chị nha. Cho bây giờ trang chịu á. Dion cho ai nè? Dion đâu tôi đây nè. Dion hồi này ai hỏi có nè. Dion 90 giùm em. Dion nhúng nha. Dion nhắn. Dion tay nhắn nhúng ngực giùm em 290 giùm em. Dion hồi nãy chị nào hỏi nè 90 giùm em nha. Có 1 bộ thôi. Dior 90 dùm Trang ha. Dior 90. Một bộ chị mặc với bộ sập đằng sau bích đen bong bóng hả? Cứ kèm số điện thoại đi em ơi. Xíu nữa chốt sao. Cứ kèm okay, số điện thoại okay, đi. Bong nha. Cứ kèm số điện thoại là có hàng. Dior chị nào lấy không? Dior chụp nha. Dior có 1 bộ thôi nha. Mi Diệu Phạm có đơn chưa? Mi Diệu Phạm. Mi Diệu Phạm có đơn chưa? Chưa có đơn thì chú chị Nguyễn Thu Thảo có mình rồi, luôn bên nè. Rồi bên bang bong bong này em chụp màn hình lại nha. Nguyễn Thu Thảo này có đơn xíu nữa có nhờ ai mà quà không mất phone. Nguyễn Thu Thảo có đơn rồi. Xíu nữa quà không mất phone thì sẵn xả ra cho bán cho chị nha. Cái hiện tại. Ừ. Nguyễn Thu Thảo có bộ đi ơn nha. Hiện tại là nó đang hết rồi nha. Nghe Dư Phạm nhưng cho số điện thoại. Ui sọc vàng có này mà không phải là bộ đằng sau. Không phải mã đằng sau đâu nha. Bộ sọc vàng này. Ê, dạ. Cho em nước sữa đi con. Ôi bông đẹp quá. Để qua sọc vàng này là gì đây? Pha cho em miếng sữa giùm em đi. Giao hết rồi Tâm ơi. Ui sọc vàng cổ vuông. Siêu đẹp luôn nha, 90. Cái này là giữ lời hứa nha. Đầu năm vừa bán vừa tặng hàng bom cho mấy chị nha. Ông bát giùm em. Tuyền xưa chín cho mấy chị, tuyền xưa khách cũ kìa. Rồi sọc vàng cổ vuông 90 giùm em nha. Đi. Sọc vàng 90. Đây 90 cho tuyền xưa khách cũ á. Sọc vàng 90 nha. 90 này. Tuyền xương khách cũ. Tuyền xương khách cũ 90. Tuyền xương khách cũ nè, sọc vàng bên bên trước nè. Em hết rồi nha. Rồi hết rồi chị. Rồi đuôi cá giùm em vải đuổi nha. À vải xốp, rồi vải đuổi nha, đuổi nha. Ống rộng cho em 63kg đổ lại mặt vừa, 65kg cũng vừa luôn. 65 trên 1m6 giùm em nha. Rồi đuôi cá màu riêu để em coi có mấy màu em bán cho mấy chị.
90 giùm em. Nó giữ lời hứa đó. Trong kho đó mấy cậu kho đó mấy nhiều lắm. Ờ, bên kho lấy giùm em. Rồi riêu tím. Ờ, đi đi đi, nước tuyền xương đây. Mẹ vô lấy trong kho lấy đuôi cá đi. Tuyền xương riêu tím giùm em mà màu xanh. Đưa giùm em cái gì nhỏ. Đưa trong kho lấy đi. Sọc vàng chăn hém. Cố lợi khét. Đuôi cá xanh lá nè. Đuôi cá xanh lá. Là cố lợi riêu đó. Đuôi cá riêu đó. Riêu. Đuôi cá 90. Ok ok ok. Đuôi cá tím với khuyên nổ rồi. Tím tím bác. Khuyên nổ đuôi cá tím 90. Đây đuôi cá tím 90. Rồi chăn bò xanh minh nhá. Mẹ cố lợi Huế nè. Xanh riêu còn thì ai lấy chút. Xám riêu riêu cái đồng hiếu đúng không? Rồi riêu lên đây đi. Bỏ lên đây. Xanh riêu còn thì ai lấy chút. Xanh cho Trần Hiếu nè. Đưa cho mẹ đi. Trần Hiếu đó. Đuôi cá tím cho Nguyên Đỗ. Rồi chốt rồi. May ra con có đơn chưa? Chưa. Đuôi cá xanh minh của chị Ngọc Quyên nè. Xanh minh này em bị hình hồng kia. Đuôi cá xám cho Mai Đỗ. Nè xám cho Mai Đỗ. Xanh minh còn không? Hết đi em mấy quần. Xanh với xám cho Mai Gia Công hết rồi. Tuyến xương. Mai Đỗ này, Mai Đỗ xám này. Tuyến xương này có không? Mai Đỗ xám hết. Không, phải đi. Tuyến xương đến đây rồi nè, tìm Mai Đỗ tiếp, tìm Mai Đỗ tìm con đi. Mai Đỗ ở dưới có nữa. Ui má ơi còn đỏ nè, một đỏ. Hết xanh rồi. Hết xanh. Còn hết xanh, hết xám rồi, còn đỏ vàng tím nha. Còn đỏ vàng tím, trời đỏ đẹp quá mấy chị ơi. Nhưng hàng mà vải không đẹp, không không đẹp em xin tặng nha. 90 giùm em. Đỏ giùm em hết, đỏ. 90 giùm. Bây giờ con ơi, hết xanh với xám rồi. Đỏ tím, đỏ tím và vàng. Đỏ tím vàng, lấy hai màu khác đi. Đi tặng ra đi. Đuôi cá xám chăn hết. Có lớn rồi. Xám đuôi cá chăn hết rồi, còn đỏ. Đỏ cho ngân cao. Đỏ cho ngân cao hết. Ngân cao, ngân cao đỏ nè. Rồi vàng. Tím cho Mỹ Hương. Đỏ tím cũng được cho Mai Gia Công rồi. Lấy vàng tím được không? Này Mỹ Hương này. Cái gì? Mỹ Hương. Mỹ Hương có đơn rồi này mẹ. Mai Gia Công lấy tím và vàng nha. Không thôi hết hàng đó. Mai Gia Công như cách cũ. Nè cho tím và vàng cho Mai Gia Công đi. Này, tím và vàng cho Mai Gia Công đi. Không lấy tím cho Mỹ Hương này có đơn rồi này. Này vàng đẹp kinh khủng chưa? Mỹ Hương rồi đơn rồi. Hết đỏ nha, cho còn hai vàng. Tím với vàng cho Mai Gia Công. Đuôi cá đỏ hết rồi, chị Nguyễn Thị Ngọc Nguyên ơi lấy vàng nha. Vàng này vàng nghệ chứ không có chối đâu. Chị lấy không luôn thôi là hết hàng. Tím Mỹ Hương không? Tím, Mỹ Hương tím kìa. Em hết Ngân đỏ. Khánh này có đơn này. Mai. Ngân Khánh, Ngân Khánh. Đuôi cá ống rồng chị ơi. Ngân Khánh là bộ tím á. Đuôi cá đỏ. Ok, là Mai Gia Công hai bộ nè. Đỏ hết. Tranh thủ mua hàng đi, mai mốt em đi làm đẹp cái nữa em nghỉ phải một tuần 10 ngày nữa. Vàng còn không? Vàng đây hai bộ. Nguyễn Thị Ngọc Quyên kìa. Nguyễn Thị Ngọc Quyên lấy vàng. Nguyễn Thị Ngọc Quyên hồi nãy là có cái màu màu xanh rồi nha. Rồi còn một vàng nha, hết luôn. Còn hết xám rồi. Còn một vàng phải không? Mai mốt cho đi làm mũ gái là hết hết like luôn. Đuôi cá Kiều Nga lấy phần nào Nga ơi? Còn một vàng. Kiều Nga lấy vàng không? Rồi cổ tròn nha. Kiều Nga lấy vàng không? Kiều Nga. Cổ tròn tay dài nhỉ. Kiều Nga lấy vàng được không? Xin chưa? Cổ tròn màu nu, hết một bộ thôi, 90. Phạm Viên Trang thấy nha. 90 giùm em nha. Rồi cổ tròn bây giờ ai lấy mua? Ai lấy mua chút mua giùm em. Kiều Nga lấy vàng được không? Rồi Kiều Nga lấy vàng nè. Ai lấy mua chút mua, mua một set thôi. Mua một set. Cổ tròn giường đơn. Bộ beo đang mặc cho Ngân Nguyễn. Rồi ok. Đây đây. Rồi đưa lên hết hàng giùm em đi. Mai mốt đi làm bụi cái là hết like nữa rồi. Nè, điền lớn lên dưới bị lên tay nặng. Cái màu đỏ nè, chờ con nè. Màu đỏ còn đúng không? Đỏ vàng nè. Còn hai đỏ một vàng, một đỏ một vàng. Thì sót nè. Đó.
dơi đỏ. Còn biết dơi hoa xinh như này. Dơi à, cá đuôi cá đỏ. Đuôi cá đỏ, một cá đỏ, đỏ một vàng. Vàng nè. Cho cái ai đây? Một đỏ một vàng cho ai? Một đỏ một vàng cho ai? Vàng cho Hưng Trang. Vàng cho Hưng Trang. Vàng cho Hưng Trang. Đỏ là chị đỏ cho ai? Từ đây coi. Đỏ nè, đuôi cá đỏ nè. Ngân Nguyễn có đơn rồi đó. Ngân Nguyễn này bỏ vô rồi đây, đưa lên, đưa hết vô. Không trang hả? Đợi. 90 thôi. Không trang vàng. Bộ trang đang mặc tạm hết rồi nha. Ngân Nguyễn có đơn chưa? Rồi lên bông tiếp. Nhanh tay nha. Bốn bộ này mà siêu đẹp luôn. Đợi. Ngân Nguyễn cho lại số phải Ngân Nguyễn ơi. Ngân Nguyễn cho lại số phải cho Ngân Nguyễn nha. Nhanh tay nha. Đuôi cá đỏ hết rồi. Bộ trang đang mặc lại số phải Ngân Nguyễn ơi. Bộ trang đang mặc tạm hết rồi mấy nè. Cho em đi nước đi chị Hồng. Ráng ít ngày nữa đi tầm biết gì xếp Ngân bộ Nguyễn, gì. Từ lưu hết luôn. Ngân Nguyễn 892 với. Cho em đỏ luôn đi, Nguyễn Thị Ngọc Nguyên cho đỏ luôn đi. Bỏ Ngọc Nguyễn Nguyên đi. Ngọc Nguyên có tội nghiệp. Ngân Nguyễn 892 phải không? Ừ. Nguyễn Thị Ngọc Nguyên nha, Nguyễn Thị Ngọc Nguyên. Đưa cái đỏ cho Ngân Nguyễn tốt đầu tiên rồi. Tốt đầu tiên hả? Thôi có gì lấy đó đi các chị nhé. Em cũng mỏi lắm. Em cũng muốn bán mà. Em muốn bán lắm. Trời ơi, mã này đẹp lắm. Rồi xanh ngọc 90 giùm em nha. Xanh ngọc 90. Dành nhau nhớ bắt máy nha mấy chị nha. Xanh ngọc 90 giùm em. Dành nhau nhớ bắt máy giùm em. Ống rộng giùm em. Hàng bom nha. Rồi ai lấy xanh ngọc 90 giùm em. Xanh ngọc 90. Mai Tưởng. Mai Tưởng xanh ngọc. Mai Tưởng xanh ngọc 90. Hết nha. Rồi, Mai Tưởng đây. Hết rồi, cho Mai Tưởng rồi chị ơi. Mai Tưởng. Rồi bi cam 90. Đây là giữ lời hứa đó. Cái nãy giờ là Trang bán 135.000 hết đó. Đây là giữ lời hứa, vừa bán vừa tặng cho mấy chị thôi. Còn cái này là giữ lời hứa là bán đầu năm tặng cho mấy chị nha. Chấm bi cho Mai Gia Công. Mai Gia Công chấm bi. Ừ, chấm bi cho Mai Gia Công á. Mai Gia Công có chấm bi nha. Cái chấm bi rồi mấy chị ơi. Rồi cổ vuông đồng hồ đỏ nha. Cổ vuông đồng hồ đỏ ông bác giùm em nha. Cổ vuông đồng hồ đỏ ông bác. Cổ vuông đồng hồ đỏ ông bác nha. Cổ vuông đồng hồ đỏ ông bác 90. Cổ vuông đồng hồ rồi. Bi cam còn nè, bi cam này nhúng. Hết rồi. Bi cam nhúng này con. Đây con bộ này. Mai đổ tìm ra chưa? Được rồi. Đây. Mai đổ là cái gì đây? Đồng hồ hả? Đồng hồ đỏ cho Mai đổ 90. Rồi bi cam nữa này. Bi cam còn hồi nãy nè. Bi cam hả? Mai đổ góc nữa luôn. Từ 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 bi cam chốt cho. Bi cam nè, bi cam chốt. Đúng không? Bi cam hồi nãy đúng không? Mày gia công rồi. Còn 10 nữa. Nguyễn Hoa đi. Nguyễn Hoa bi cam. Nguyễn Hoa có bi cam nha. Ừ, ngồi đi. Nguyễn Hoa bi cam đi. Nguyễn Hoa là một bộ đang mặc với là một bộ bi cam mà đủ đơn cho Nguyễn Hoa nha. Rồi bản đồ vàng 90. Bản đồ vàng 90 giùm em. Xóa đi, xóa cho. Bản đồ vàng 90 nha. Bản đồ vàng 90. Bi cam vô là đủ đơn đó. Bản đồ vàng 90. Ráng sang hàng bom nha mấy chị nha. Mỗi thứ có một bộ thôi. Có gì em like cái đó cho mấy chị nha. Bi cam hết rồi, đồng bản đồ. Bản đồ giùm em. Bản đồ 90. Tuy là xưa chú cho chị mà. Nga đổ đơn rồi phải không? Nga đổ. Bản đồ vàng cho Nga đổ. Nga đổ bản đồ vàng. Rồi vô đơn chị Nga đổ đi. Bản đồ vàng. Thấy ai chốt đó nha mấy chị ơi. Bây giờ ai phân vần trước là em chốt trước à. Ai phân vần trước em chốt trước nha. Rồi sơ mi ống bát sọc nâu. Bộ này mặc lên rất là trắng da luôn. Ống bát nha. Hết rồi. Ống bát sơ mi sọc nâu ống bát 90. Sơ mi sọc nâu ống bát 90 giùm em. Đi ai hỏi đi. Sơ mi ống bát. Sơ mi ống bát sọc nâu nhé. Mấy đi hành thím này. Mấy chị comment là sọc nâu cho Trang. Sọc cho Phan Ngọc Mai
kìa. Phan Ngọc Mai rồi, đưa hàng lên cho em đi. Phan Ngọc Mai sọc nè. 90. Đã có đơn rồi đó. Đưa hàng lên. Phan Ngọc Mai có cái đơn một bộ không không này. Này đơn một bộ có đây. Cổ vuông chữ vàng 90. Chị mà đăng. Sợ xong chứ. Phan Ngọc Mai. Phan Ngọc Mai là sơ mi. Cổ vuông chữ vàng nha. Cổ vuông chữ vàng. Cổ vuông chữ vàng. Ông bác nha mấy chị ơi. Ông bác giùm em nha. Cổ vuông chữ vàng 90. Cổ vuông chữ vàng 90 nha. Cổ vuông chữ vàng 90 á. Yến tròn chữ vàng này, khách cũ nè. Yến Trần cho lại số thoại Yến Trần ơi. Yến Trần cách cổ cho lại số thoại nha. Rồi cổ vuông chữ đen. Cổ vuông chữ đen cho Trang nha. Sơ mi sọc nâu Trang hết Trang đang may lại nha. Rồi sơ mi à lồn cổ vuông chữ đen. Ống bát giùm em nha. Yến Trần lấy chữ vàng cho anh ạ đây. Chị Yến cách cổ đó. Chữ đen cho Trang nha. Chữ đen. Tình yêu nào lấy chữ đen chốt giùm em chữ đen nha. Chữ đen cho Nguyễn Thu Thảo có đơn. Chữ đen Nguyễn Thu Thảo. Nguyễn Thu Thảo có chữ đen. Hết rồi. Con mình chậm quá. Ôi đẹp nè. Đồng hồ đen cổ vuông nhé 90. Dạ, đồng rồi. Hồ đen cổ muôn 90 dành nhau cho nó vui mấy chị ha. Nhưng mà thông cảm mỗi người chỉ có một bộ thôi, cho nên ai chốt trước thì chăng chốt trước nha. Mình cứ săn đi, săn bao nhiêu thì săn nhá. Rồi, chốt giùm em cổ vuông đồng hồ. Mấy chị comment là đồng hồ cổ vuông giùm em nha. Đồng hồ cổ vuông 90. Nghe nhân viên đang đọc tên là mình có đơn nha. Đồng hồ cổ. Đồng hồ đen. Bố Lợi Huế. Cổ đồng hồ đen. Đồng hồ đen cho Bố Lợi Huế. Rồi sơ mi chữ trắng chữ đen. Nguyễn Thu Thảo không lấy chữ đen hả? Không lấy chữ đen thì chốt cho người khác. Nguyễn Thu Thảo đâu rồi? Sơ mi chữ trắng chữ đen giùm em ống bát nha. 63kg đổ lại mặt vừa. Cho Nguyễn Thị Linh đi chữ đen đi. Nguyễn Thị Linh có chữ đen nha Linh ơi. Chữ đen thế nào ạ? Rồi sơ mi nhá. Sơ mi chữ trắng chữ đen giùm em hai bộ. Này Nguyễn Thị Linh có chữ đen này. Rồi sơ mi chữ trắng chữ đen hai bộ giùm em nha. Sơ mi này đẹp chưa? Ông bác giùm Trang luôn ha. Rồi mấy chị cảm thấy là sơ mi chữ trắng hoặc chữ đen giùm em nha. Sơ mi đen cho Yến Trần nè. Sơ mi đen cho Yến Trần đây. Chữ trắng cho chị Ngọc Hà Ngọc Nhi đúng không? Phải bộ này không vậy? Sơ mi chữ trắng cho Mai Đỗ kìa. Mai Đỗ. Nè. Cho Nguyễn Thi lên công bình trước. Nguyễn Thi công bình trước. Nguyễn Thi lên công bình trước chữ trắng này rồi xong rồi đến tìm Huỳnh xong rồi đến Mai Đỗ để cho Nguyễn Thi lên trước. Đây Nguyễn Thi lên đây. Đây rồi. Rồi vest Chanel nhá. Vest Chanel ống nhỏ nha. 90 giùm em luôn. Vest Chanel nhá. Thấy Phạm Quyên nha. Vest Chanel. Dạ tại vì em hết rồi chị ơi cho nên em không chốt được. Vest neo đen ống nhỏ giùm em với là vest vest gấu vàng 90 giùm em nhá. Hai bộ hai set này. Rồi vest gấu vàng với là vest Chanel đen hai bộ hai màu nha. 90 chị như nào lấy thì lấy nha. 90 Chanel đen. Phạm Quyên đang thấy nha. Chanel đen cho Cố Lợi Huế. Vest gấu cho Phương Hồng rồi ok. Phương Hồng có vest gấu nha. Phương Hồng có vest gấu là gấu vàng đúng không? Mấy chị bấm theo dòng bánh bay mới dùm em nha mấy chị đẹp nha. Bấm theo dõi bánh bay mới giùm em nhé. Bánh bay mới mà Trang đang ghi mới dưới đó mấy chị. Mất nữa thì nếu có lỡ mất bánh bay thì mình có cái bánh bay kia mình theo dõi nha. Thì vì Trang đã mất một cái bánh bay rồi. Rồi beo cổ vuông ống bát 90 nè. Ui giùm em cái quần này. Beo ống bát 90. Đúng rồi chị. Chị mất, ơi, nếu mà mất Cố Lợi Huế ơi, chị mua hàng 90 là không có VIP đâu nha, chị cũng Cố Lợi Huế nha. Cái này cổ nó. Đeo ra vậy?
Hết bèo của Phương hả? Đúng không vậy? Hết bèo nha. Bèo phải ra thôi. Không. Được không phải rồi. Vai đi không phải đâu. Cái cung nó lấy lại đâu mà. Bèo cho Phan Ngọc Mai bỏ vô. Phan Ngọc Mai đâu Mai đây. Phan Ngọc Mai bèo. Em tạm hết đầm nha, đầm tuần nữa nha mấy chị ơi. Đầm một tuần nữa nha. Rồi răng vàng 90. Dạ mấy chị có mình chậm quá à. Răng vàng 90 em đã nói rồi, bom thì chỉ có một cái hai cái thôi nha. Đâu ra nhiều mà bán cho mấy chị được. Cái này là giữ lời hứa, đầu năm bán tặng cho mấy chị chứ còn không có lời lãi gì thì luôn láo là đi làm chó luôn á. Nha, đầu năm chắc không có nói xạo đâu. Không có lời gì cái hàng bom này thề luôn nha. Đây rồi chốt giùm em mã răng 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 vàng nha, 90 giùm em. Yến trần. Yến trần răng vàng. Yến trần. Không có lời lãi gì đâu, thậm chí chẳng còn lỗ nữa thật sự luôn á. Thậm chí chẳng còn lỗ luôn á. Rồi BBR nha, BBR 85. Cái đa mặt là 105.000 nhưng mà hết rồi. BBR nha. BBR 80 giùm em nha. 2 set. 80 đi bán lỗ cũng được. 2 set thôi, chứ còn 2 set cho bán tặng cho mấy chị. Ống nhỏ giùm em nha. Burberry, mấy chị comment là BBR là được rồi, 980. 2 bộ. Còn ống nhỏ giùm em. Đa mặt hết rồi. BBR nha. BBR 80. Mai đổ 80 dồn đi. Mai đổ. Mai đổ 80. Huỳnh Hồng Diễm. Huỳnh Hồng Diễm. Mới cho số điện thoại Huỳnh Hồng Diễm thôi. Kèm số điện thoại giùm em mấy nàng ơi. Phương Hồng đi, Phương Hồng có đơn rồi nè. Ừ. Phương Hồng đi, tặng đi. Cho Phương Hồng đi có đơn rồi. Rồi BBR tay ngắn 80 luôn nha, hai set luôn nha. Ống rộng giùm em nha. Cổ tròn giùm em. Burberry 80. Mấy chị comment là sọc giùm em đi, sọc 80 nha. Hai set sọc 80, hai set. Rồi đưa giùm em quên nó đi. Sọc 80. Mấy chị comment là sọc nha, sọc 80. Đừng có ghi BBR nó mới lộ hàng. Sọc. Quan kia. Sọc 80. Nguyễn Khuyên có đơn chưa? Rồi. Nguyễn Khuyên có đơn chưa? Sọc 80 nha mấy chị ơi, ghi là sọc 80 giùm em nha. Sọc 80 cho Tiêu Nguyễn Khách Sĩ nè. Nè. Bên mua là nào? Bên trắng á. Bên mua nó mới. Ủa nước hoa trắng còn hả? Bên trắng á. Đây đây. Nước hoa trắng còn 135 là hàng mới nè. Hàng mới đầu năm. Ờ bên đây đầu sọc á. Chị nào chưa có lấy nha nước hoa. 80. Nè, vô nó chị Nguyễn Khuyên đi. Rồi. Nước hoa lô đầu năm nha. Dạ thôi, Nguyễn Khuyên vô đơn rồi. Nước hoa 135 ngàn. Tiên ơi, xíu nữa soạn sĩ đi luôn nha Tiên. Đừng bom nha, mấy chị ơi, vui chết lòng rồi, đừng chết bom. Rồi, chết rồi, bao hai bộ rồi. Rồi nước hoa giùm em nha. Nước hoa 135 này, còn set này, nãy giờ chị đang hỏi. Chị đang hỏi em tưởng hết, bây giờ còn set nha. Nước hoa 135 ngàn. Rồi nước hoa 135, tình như là lấy trước lấy giùm em. Rồi loe beo 80. Hoa dài này. Nước hoa cho ai? Sọc em hết. Nãy giờ, tại vì nãy giờ em hết hàng rồi chứ em cũng muốn chốt cho chị mà. Nước hoa còn set nha. 135. Nguyễn Thị Thu Thảo có đơn rồi. Nguyễn Thị Thu Thảo. 135 ngàn á. 135 ngàn cho Thảo nha. Thêm hai bộ vàng sâu lưng, trời có đâu ra chốt chị ơi, em hết sạch luôn. Ai. Ok. Lấy thêm đi, lấy thêm đi Tiêu ơi, lấy thêm đi Tiêu. Cha xin lỗi mấy chị nha, đầm thì khoảng tầm một tuần nữa mình vô mua giùm em. Bây giờ tạm hết rồi, đầm đó là sỉ đặt may cho nên em còn thiếu sót lại một bộ hai bộ thôi. Chứ con không có đầm nhiều nha. Nước hoa đó thêm còn đầm. Lấy 30 cho Mai đổ. Rồi Bell Von nhá, Bell Von lên. Tay lên. Mai đổ 80. Von, Von. Nghĩ ngoài 80 kìa. Von tay lên 80. Von tay lên 80 nha. Hậu nước hoa đó thế nên còn beo thôi. 135 ngàn. Beo này. Xinh chưa? Beo vàng, beo nâu với là bảo với là bi nha. Chị nào chưa có mẫu này thì lấy này, 135 ngàn. Hết sạch hàng luôn á, đầu năm không có hàng. Con tay lê Tiên Nguyễn nè. Không có hàng. Ok Tiên Nguyễn. Trang hết lô luôn. Beo này, ai lấy beo để trang mặt cho cô ấy nhá. Để trang mặt cho mấy chị cô ấy. Hết sạch lô luôn á. Beo vàng với bi, với là bi nha. Beo vàng, beo nâu với là bi. Ai lấy chốt giùm em nhé, 135 ngàn. Phong Nguyễn có đơn chưa? 135 ngàn. Xinh lắm. Được. Rồi tiếp tục hàng sóc bom nha. Chị lấy beo cổ tròn 135. Ờ, à, beo tay ngắn đó. Beo đầu nha. Là beo tay ngắn như Cố Lợi Huế kìa. Beo nâu đó. Beo tay ngắn á, ừ, Cố Lợi Huế đó.
Beo đầu nha, ok chị. Beo nó đẹp lắm chị ơi, để trang mặc cho mấy chị coi. Beo rất bộ đang mặc 35 ngàn nhưng mà hết rồi. Để mặc beo cho mấy chị coi nha. Bộ trang đang mặc hết, không còn một bộ nào luôn mấy chị. Dễ sợ thật luôn. Không, mẹ mới vô đúng không? Rồi lên hàng thử thư nha. Yeah. Mặc đi vàng đi chị Trang, đi vàng Trang mặc rồi, để mặc lại luôn nha. Đi vàng còn mấy set là hết không luôn. Mới vô nha. Đi vàng còn mấy set là hết lô luôn á. Đi vàng nhưng còn mấy set là hết lô luôn. Nước hoa màu nào ngọc đào ơi? Có đơn ngọc đào không? Màu trắng đó. Rồi. Em chọn cho chị hai bộ đồ đi, chị không bấm được. Lưu Duyên Phan Thị hả? Là rồi. Lưu Duyên Phan Thị ơi, vậy là em chốt cho chị hai bộ một bộ gì ta? Chốt chị bộ nào ta? Chốt đi, chốt cho chị đi, chốt chị bộ bi vàng này với là bộ đeo đi. Đeo nhau này được không? Hai bộ. Thôi, mẹ hỏi chị Lưu Duyên Phan thì ok á, thì chốt cho hai bộ. Chị nói là chị muốn mua nhưng mà chị không có bấm được. Sao không bấm được vậy? Vì mình nhanh quá. Chị lấy hai bộ em đang mặc nha. Bộ beo với bộ beo bi vàng nha, 135 ngàn. Thì nè, ok thì nếu thích thì bấm ok giùm em. Đẹp lắm, trời ơi. Xuất sắc lắm luôn, từ form với vải luôn á. Beo no chưa lãng quên. Cho số phải lãng quên. Tên thôi. Gì vậy chị, nó tên gì? Lưu Duyên Phan Thủy. Lưu Duyên Phan ơi, chị em lấy cho chị hai bộ này nha, 135 ngàn. Mình mua mặc đẹp thì lần sau mình mua lại nhé. Vũ Hiền bi vàng, beo vàng cho Ngọc Đào mới vô. Bi vàng Vũ Hiền. Cho số điện thoại đi, Vũ Hiền cho số điện thoại. Vũ Hiền ơi. 135 ngàn nha. Chị ơi. Beo vàng hả? Beo vàng bi vàng. À, bi vàng, beo. Bi vàng với beo nâu á, Vũ Hiền đó. À, beo nâu đang mặc. Thì bi vàng với beo nâu nè, hai bộ này. Hai bộ đi. Đó, đi chị đi. Xin lắm. Vũ Hiền cho số điện thoại. Mặc mát lắm mấy chị ơi. Bi vàng cho bộ Loan. Beo vàng với bộ đen. Nhé, ok. Bi vàng cho Loan Nguyễn. Bộ beo vàng với bộ đen nhé, ok. Bi vàng cho Loan Nguyễn này. Bi vàng Loan Nguyễn này. Bộ vàng canh hết rồi, beo nâu 56kg bao đẹp luôn cho Bùi Ngọc Lan. Mấy chị ơi, chọn hai bộ giùm em nhé, một bộ trang không có đi đơn nha. Beo nâu cho Minh Duy này. Rồi nâu với vàng nha, beo hai màu, nâu với là vàng. Nè, beo nâu nè. Beo nâu với beo vàng hai màu. Thì như là lấy chút cho mình. Lấy beo nâu nè. Mặc lên rất là tay luôn, có muốn cho mặc beo không? Có muốn cho mặc beo không em mặc cho? Hôm nay là 500 bộ hết sạch banh luôn, dễ sợ thật. Có muốn cho mặc beo không? Cho mặc cho. Cho em đi vàng nhá, phải là bộ beo vàng. Trang nha. Ở Sài Gòn nha, Trang ở Sài Gòn. Trang ở Sài Gòn nha. Hai bộ tiếp. Mấy chị bấm theo dõi anh bay mới giùm em nha. Beo bị bíp được không? Có hai bộ. Rồi ai lấy beo nâu beo vàng nữa nha. Ai muốn trang mặc beo thì trang mặc cho. Ai muốn trang mặc beo thì trang mặc cho nha. 135 ngàn xét nha. Rồi trang mặc beo cho nha. Beo hai màu nha. Beo vàng nữa, Vũ Hiền là ba bộ á. Bây giờ em một bộ beo, beo vàng, beo nâu với là beo vàng. Có beo tay dài nữa nha. Beo tay dài như maracan mặc canh còn ít lắm luôn. Đó là mua xì. Beo vàng, beo nâu. Bi vàng. Hồi nãy là rất là xôn, cái sót rất là xôn bây giờ. Kìa gì cũng chống đỏng à. Lãng quên beo nâu rồi. Beo nâu cho Bùi Ngọc Lan này. Rồi cho mặc beo nâu với beo vàng nha. Mình hết lô luôn á. Nè, beo nâu này đi. Bi vàng Loan Nguyễn rồi. Beo nâu này 135 ngàn nha mấy chị ơi. Hàng okay. Này là 135 ngàn nha. Hàng đồng 5 ngàn. Dạ, 135 ngàn số 3 kg lại. Beo nâu tay dài nha chị Minh Duy. Rồi, Vũ Hiền ba bộ rồi. Cái đơn Minh Duy đâu rồi, cho mượn được cái đơn Minh Duy đi. Minh Duy beo nâu tay dài là miếng mỏng con canh đó. Ừ. Trời ơi, con đã lắm nè mấy chị. Cái đơn Minh Duy đâu rồi? Nhà Trang may lưng siêu cao luôn. Có đơn đấy hả? Đơn buộc, có bị ghi đi. Đây, cái buộc này, Minh Duy nè. Minh Duy á, vàng á, beo vàng tay dài á. Mấy chị mua nhà em hai bộ. Dài, bằng mấy chị mua chỗ khác một bộ thôi, thật sự luôn. Kiểm tra hàng mà vải không đẹp Trang tặng luôn á. Trên sao thiết, ồ cho đỡ lộn. Shop ơi, nãy giờ đặt hàng có tên em không được shop. Cao Phi Đỗ Thị, Cao Phi Đỗ Thị có đơn không ta? Bên nào tay dài đó. Em con bộ lên thấy. Bỏ vô đi nè, Minh Duy tay dài đó. Minh Duy mới một bộ thôi nha, Minh Duy. Bi bàn cho Lan Lan, lãng quên nè. Rồi mã này cho còn beo nha.
Mã này thanh đồng beo với là bi vàng. Bộ đang mặc có rồi. Beo nâu nè, bi vàng với là lê 80 là ống rộng. Bi vàng à, bi à, beo vàng với beo nâu với bi vàng nha. Dạ rồi rồi, ok. Ô, ok chị Tiên Thái nè. Beo nâu cho Thanh Tri Thanh nè. Lên nâu cái nào đó. 135.000 nha. Xong chưa lên thằng Minh Duy lựa theo cho đủ đơn nha. Beo nâu cho Lan Nguyễn có đơn rồi kìa. Không nên bán nữa không hay là mai bán với chị bông này, bông quá trời luôn, bây giờ căng mệt quá. Ngày bên đây cho Thanh Chi Thanh này. Để mai bán với anh mốt bán, nhưng bây giờ đơn quá tải rồi. Bây giờ đang làm biến khui. Anh Huỳnh là beo nâu với beo vàng là cho con hai bộ đi. Beo nâu là cho anh Huỳnh. Rất là đông khách nhưng mà bây giờ rất là mệt rồi. Lo mệt. Beo nâu. Lo mệt. Đi đây, lo mệt đi đi. Đó, phải không? Tay ngắn đó nha. Ai, tay ngắn. Còn một bộ tay dai hả? Hết rồi, đi ra hết rồi. Rồi lên chữ thư nha. Lên chữ thư. Nè, bên nó cho vàng này. Đâu mất mất gì cơ. Để nó đi ban tùy. Trương Khánh beo vàng 135. Tại vì trên dưới là có đi chơi. Trương Khánh beo vàng 135. Beo vàng Trương Khánh này. Rồi vô anh 90. Thằng bom nha. Hoa. Cái này là có cục nơ này tầng tầng rất là xinh luôn. Bây giờ làm biến mặt cái bộ này quá có mặt không mấy chị. Chưa. Thì Linh hình như được mà hai bộ Linh ơi. Hai bộ Linh. Để chắc mặc bộ này cho nhé. Được hai bộ. Để chắc mặc bộ hàng bom này cho mấy chị. Bom này bom nhiều lắm. Bom nó sệt đó. Hình như là hai bộ Nguyễn Thị Linh nói hai bộ. Theo giờ bên bay nhà em nha. Ở nhà em mà hàng chưa đẹp luôn. Không mua là hối hận lắm. Mấy chị bấm xem theo dõi bên đây mới nha. Mẹ khi mà có mất thì mấy chị có cái bên đây mấy chị mua hàng nha. Em thì mất mấy cái rồi đó, mới tạo lại. Quải thật luôn. Rất là ổn luôn. Bán hàng mà cũng không yên mấy chị. Cứ mất hoài. Bên đây mà cứ mất hoài luôn rồi. Hàng này hàng hút lơ nha. Cái bộ này là hàng lưu của chị là có bộ nào vậy? Bộ này là hàng hút cơ nha mấy chị ơi. Bộ này là 55kg đổ lại thôi nha. Chị nào mà 55kg thì hãy chọn cho em nhé. Lan lưu ơi, cũng có chị bộ nào? Còn mà trên 55kg thì đừng có chọn mình ra nha. Rồi em bộ beo tay dài luôn nha. Ngọc Đào là bộ beo tay dài. Beo tay dài là bộ như con ma la canh đằng sau. Beo tay dài mới là một bộ beo nâu á. Đây đó. Ngọc Đào cho lại số ngoại nha Ngọc Đào ơi. Rồi chốt cho Trang bộ hot girl này nha, 90 giùm em. Bộ này bom về mấy bộ vậy? Bom về 5 bộ. Không, beo vàng. Beo vàng, beo vàng đó. Beo vàng, này tay này. Xuân hỏa như Ngọc Đào nha. Hai tầng nha, vàng áo Barbidon. Lê Hương này, trong tầng năm tới giờ, giờ tìm được mình rồi nè. Lưng cao nha. Lê Hương á. Rồi, đó, biến điểm á thí. Cái này là có bèo ở dưới like luôn nha. Con cho Trần Huệ 90 giùm em, hàng hot girl 55kg thôi nha. Nhớ giùm Trang là bộ này 55kg thôi. Như 55 90 90 Hồ Hồ Phương nặng dồn đơn 90 giùm em nha. 90 giùm Trang ha. Hot girl Nguyễn Quyên này, hot girl Nguyễn Quyên dồn đơn có đơn đó. Nguyễn Quyên này Hồ Hồ Phương nặng chứ. Hồ Phương nặng. Còn ai nữa? 90 giùm Trang nha. Nguyễn Quyên bên kia kìa. Đây được đen á. Hàng hot girl này còn mẫu gì nữa không? Nguyễn giùm em cái đen. Hoa cám. Đây hàng con ha. Rồi còn hai bộ hai màu. Thu Hiền nào mới vô cho số ngoài. Thu Hiền nào ơi. Mấy số 1 hết bên. Con cho Châu Lê Ngọc kìa. Dùng lên Châu Lê Ngọc. Châu Lê Ngọc đỡ luôn. Đưa dùng cái sạc đi. Mấy số 1 hết bên con mua dùng đi. 90 nha, 90. Con hai bộ trái này. Đi, đưa dùng sạc con mua dùng đi. Đó, Châu Lê Ngọc vàng hả? Cái này mới sạc luôn á. Chút nữa. Mấy chị đợi Giang xíu nha. Mấy trăm bị hết bên. Mày được nghỉ học á. À khách cũ nhưng mà cho số điện thoại. Thu Hiền vào bộ hot girl 90 này cho số điện thoại. Rồi hot girl chẳng có là beo. Beo với là hoa. Hot girl beo với là hoa. Dạ rồi. Hot girl đang mặc rồi chị. Hot girl cho đang mặc có một còn một hoa và beo. Cái này là vải von nha. Bộ này là vải von. Rồi hot girl beo. Tình yêu nào lấy hot girl beo. Với là hot girl hoa. Cam. Cho chị coi bộ trắng đằng sau đi.
trắng là như mẫu của Mara canh mặt đó chị, y chang mẫu luôn nhưng mà nó là gu xì nha. Von Bell Châu Ngọc Lê. Châu Lê Ngọc có đơn rồi đó. Châu Lê Ngọc là 90. Rồi còn hoa nhá, hoa cam, hot girl hoa cam. Hot girl, này hàng bom này chị, em lăn lên hàng bom mà. Vừa bán vừa tặng 90 nha. Rồi hot girl hoa cam nha. Hot girl hoa cam. Đeo nè. Rồi hết nha. Rồi muốn mua chứ. Hot girl. Nó nói là rồi. Khó khăn hả? Biết tìm lại cái bút của em. Vậy hả? Thôi vậy. Rồi chắc qua mẫu tặng nha. Mẫu cái gì em đó. Tuyền dịch, tuyền dịch. Tặng rồi mở lấy. Rồi bộ này em còn mấy set? 5 set rồi hết lô luôn. Trinh Trần Thu mới vô hoa cam này, cho số thoại cho Trinh Trần Thu ơi. Bên hàng bom muốn chút xíu rồi. Cô hoa cam cho Hương Nguyễn có đơn rồi. Ừ, Hương Nguyễn đi. Hương Nguyễn có đơn rồi đó. Nãy giờ lấy lộn nha. Không, còn ghi hết đó. Đưa dài hết à. Dài không còn ghi giới rồi, bên đi không ghi. Hết rồi. Hương Nguyễn có đơn rồi đó. Hương Nguyễn là bị đẹp tin vô đơn Hương Nguyễn đi. Rồi, có ghi này mở ra. Còn hàng gì không? Còn đây hàng lẻ con đi con ghi không à? Rồi cho lên hàng tặng nha. Ghi hàng con nhưng hàng ghi. Rồi bây giờ còn đông mà đang mệt quá à. Bây giờ còn rất là đông, chị đang xem luôn mà đang rất là mệt. Hot girl, hoa cam đổi loe giùm em. Không, chốt cho người khác rồi chị. Chốt chị ơi. Ừ, trời ơi, hàng đầu năm đừng đổi xã giùm em nha. Vui lòng đừng đổi xã giùm Trang ha. Chị Trang mới làm mặt hả? Chị nhìn đẹp ghê. Chị mới tiêm filler em ơi. Còn mũi chưa có làm, mũi chuẩn bị đi làm. Chưa có làm mũi. Hiền đào, Trang mũi beo ra. Mới tiêm thôi. Đó. Beo này là beo gì mà đẹp quá vậy? Mới tiêm filler cầm nè. Với hai bên. Thấy bữa trước là Tết, trong Tết là nồng quá trời nồng luôn. Dạ bộ đó mặc 135.000 đó Hương ơi. Nồng quá. Mới tiêm filler thôi chưa có làm gì hết. Dạ bộ trang đang bằng 135.000 nha. Ôi beo này đâu ra vậy? Hàng bom hả? Có mấy bộ? Đây mấy là beo này beo gì đây? Không, beo nhúng. Kiểm tra giùm em đi. Beo nhúng hay là beo gì đây? Có một bộ beo cổ hồ rồi đó, con nó mới nhúng hết. Nó mới nhúng mày được ghi đó. Rồi beo cổ tròn nha, đẹp lắm. 90 giùm em nha. Beo này rất là đẹp luôn. Trời ơi, mẫu này Trang đang may lại này. 90 giùm em, cổ vòm như thế này này, xinh lắm. Ai lấy beo giùm em nha. Beo 90 mấy chị comment là beo 90 giùm em nha. Beo 90. À mũi vẫn chưa có làm nha. Hồng thấm cho beo cổ tròn, hồng thấm. Đây, có đơn rồi. 90 giùm em. Con này đi nhúng này. Mệt. Dạ em like từ khi 1 giờ kém tới giờ đó mấy chị. Là bao nhiêu tiếng mấy chị ha? 3 tiếng rưỡi đúng không? 3 tiếng rưỡi rồi đó. Rất là mệt. Beo chăng hết rồi nha. Rồi beo này, beo nhún nha. Beo này là có từng tầng tiếp ly với là từng đó. Cái này là có tiếp giữa eo nha, 90 giùm em luôn. Cái này ống nhỏ nha. Mấy chị comment là beo tầng 90 giùm em. Bá bộ đưa giùm em đi. Beo tầng 90 ba set. Beo tầng 90 bộ ống nhỏ nha. Ống nhỏ nha. Bộ này Trang mặc đang cầm là ống nhỏ 90. Beo tầng 90 ba set thôi nha. Dương Diễm đeo nhúng. Cho số hỏi Dương Diễm beo ơi. Beo nhúng là 90. Beo tầng như Phủ Hiền có được nè. Phủ Hiền này 90. Bộ Phủ Hiền đi. Beo cổ tròn nhanh hết rồi. Beo tầng cho Loan Nguyễn. Loan Nguyễn có được rồi nè. Loan Nguyễn. Đeo cổ tròn thế này không? Không, đeo cổ tròn hết rồi. Đó là đeo tầng. Loan Nguyễn có đơn rồi đó. Loan Nguyễn đeo tầng luôn. Đè đeo tầng cho chị và Vũ Hiền, Loan Nguyễn với Nguyễn Thu Thảo rồi hết. Đấy, con bố nè. Còn không? Minh Duy á. Ê, Minh Duy nè. Minh Duy. Minh Duy đeo tầng. Chưa, em chưa có làm mũi mà. Đã làm mũi đâu. Trời ơi, mấy chị chuẩn bị. Trời ơi, làm đẹp là cái đó là tế nhị mà mấy chị hỏi là chân quê lắm nha. Chưa có làm mũi. Mình biết gì nữa mình... Chưa có làm mũi. Ba phải ăn tiệc xong rồi đẹp ra. Ăn tiệc nhưng có phân lòng đẹp ra. Chân chưa có làm gì hết. Con đeo tiền xương đi bỏ vô.
vì năm nay là năm hàng nhưng nên Trang chưa có đồ dao kéo tới. Rồi cái này là hàng Hocker. Cái này là 55kg đổ lại nha. 55kg đổ lại. Này em bán tặng cho mấy chị này. Bộ này tinh lắm. Có thể mặc vô được không? Cái này 3 bộ này mình mặc có mấy chị ơi. Có 3 bộ à. Rất là nặng mặc luôn. Vô anh ngoan cột nơ đằng trước nha. Tay dài 55kg đổ lại mặc vừa cho Trang ha. Bộ này em bán tặng cho mấy chị 70 ngàn nha. 70. 70 beo từng hai bộ có đâu ra chị? 3. Này beo từng cột nơn trước nha. Bộ này hàng Hocker 55kg đổ lại thôi nha. 70 ngàn giùm em chị nào 70. 73 bộ. Bộ này em đang may lại bán giá 135 ngàn nha. Cái này hàng bom về. Quần chính tất giùm em quần. Cái này hàng năm đổ lại. Rồi 70 em 55kg đổ lại beo cột nơ. Để em hai bộ tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư nào. Con beo cho Thu Hiền nào kìa. Này 70 này. Còn hai bộ thôi nha. 55kg thôi nha. Ai mà đã từng mua hàng của anh đeo cột nơ là mấy chị sẽ biết. Hồ Phương Đặng luôn nè. Đẹp lắm. Đây, Hồ Phương Đặng này ghi 70 rất này. Rất là đẹp. Bịch này, bịch này. 70. Tặng 70 cho Nguyễn Thương. Đang tặng chứ có đơn rồi. 55kg thôi nha. Đang tặng có đơn nè. Đây đi luôn. Đây, đưa giùm em mấy cái bộ này đi. 70 bán cho mấy chị. Đây, đây, đây. Nhè như giấy. Bộ này nhè như giấy luôn, thề luôn. Bộ này không đẹp, không đồng người thôi để chăn mặc vô luôn nha. 70 ngàn nha. Cái này là nhẹ lắm. Cái này là chất liệu vải Hawaii. Mấy chị đừng có sợ nó mỏng nha. Không hề mỏng. Cái bộ này chất liệu nó hay quay là nó như vậy để chăn mặc cho. Sáu xét thôi nha. Sáu xét thôi 70 ngàn nha, hoa bắt đỏ. À, 70 ngàn nha. Cái này là quần chín tất quần lửng nha, cái gì nha, mặc ở nhà xinh lắm. Mặc ở nhà hay là mình đi chơi cũng được. Quần chín tất nha, mặc siêu mát. Cái này là lắm cầm mình cũng vậy. Đó, hồi đó 70 đó. Vậy à. Lắm. Này hàng Hocker nhá, hàng Mignon. Quần lửng nha mấy chị ơi, bộ này quần lửng nha. Bạc đi rồi biết nha, chuyển hàng thoải mái luôn. 55kg đổ lại cho Trang nha. Lá cầm cổ Lê Huệ được không? Chị mới lá cầm cổ Lê Huệ. Quên lá cầm. Ơi lá cầm. Lá cầm thôi, cổ Lê Huệ như cô béo nữa. Có cần đọc lại không? Cần. Mệt ghê á. Cô Huyên đau bỏ thôi nè. Nguyên nào là 1, lắm cầm là 2. Ông nè, Minh Duy. 55kg đổ lại quần chính tất giùm em nhé. Quần chính tất. Rồi 70 ngàn. Béo này nè, có một dạng cái ai dạng. Rồi đưa giùm em bộ này mấy set giùm em á. 5, 6. Rồi 6 set nha. Nguyên nào chứ. Hoa băng đỏ 6 set chứ. Đang cầm. Rồi. Hoa băng đỏ cho Nguyễn Thị Ngọc Quyên này. Nguyễn Thị Ngọc Quyên. Hoa băng đỏ 70. Nè, Nguyễn Thị Ngọc Quyên có đơn rồi nè. Có túi đồng hoàng nha. Tất cả mỗi nhà em đều còn có túi. Nguyễn Quyên dồn đơn kìa thiệt. Hawaii Nguyễn Quyên này. 70 ngàn cho Nguyễn Quyên này. Xinh lắm, bộ này xinh lắm. Bố em bộ đang mặc 70. Bố em đang mặc này. Thanh đi thanh rồi đúng không? Rồi ok. Rồi. Ngọc Nguyên bên nữa. Ủa Nguyên đây. Ngọc Hà, Ngọc Nhi này. Hoa văn đỏ cho Dương Đặng rồi hết rồi nha. Này. Rồi em còn nâu 3 set. Ngân Khánh nè. Đây Ngân Khánh đây. Còn không? Hết. Hô Phương Đặng ăn mặc. Không, cho bên đây cho Hương Dương. À Dương Diễm. Chốt cho Dương Diễm mà. Rồi Dương Diễm đang mặc. Rồi còn nâu nhé, trang nét đỏ. Ờ chị ơi lấy. Chị Hồng Phương Đằng ơi lấy nâu được không? Trang nét đỏ rồi. Lấy nâu nha. Nâu cũng đẹp lắm này, nâu mặc lên sang lắm. 70, trang còn có 3 thôi. Nâu em hết rồi. Ai chưa có đỏ thì lấy nâu giùm Trang nhé. Đây chính tất nha, 55kg đổ lại 70. Mặc siêu mát luôn. Loan ơi lấy thề nâu luôn. Đi hết đỏ rồi. Nhưng hà mà vải không đẹp. Với là mặt nó nhè lắm á chị. Mặc vô người rất là thích luôn. Nâu cho Hồ Phương Đặng kìa. Nâu cho Hồ Phương Đặng. Ngân Khánh có đơn chưa? Rồi bỏ đơn nè, cho Hồ Hiền đây. Ngân Khánh có đơn chưa? Rồi hết rồi nha. Không, con có. Nâu Ngân Khánh, Hồ Phương Đặng, Vũ Hiền. Rồi. Con xinh ha, bộ này xinh quá à. Để Trang đứng sang Trang ơi, mua hoài hết tiền quá mẫu Kim xinh. Trời ơi chị Quyên ơi, 2-3 ngày nữa em về mấy lô lận. Đâu đây Ngọc nấu 2 5 bộ. Ngàn hàng. Không xinh không lấy tiền. Xinh lắm, mẫu này rất là đẹp. Bây giờ đơn mà không có chỗ đứng luôn. Xinh chưa này. Quần 100, mong 100 mặc cũng thoải mái nha. Rồi cho lên mẫu khác nha. Rồi Trang lên mã beo này nữa là nghỉ nha. Rồi đỏ rồi.
cho Lê Ngọc hai bộ. Thôi Lê Ngọc đeo này nữa nghỉ đi mẹ. Đi qua đi. Nâu rồi cho ai nữa nè. Nè cho Lê Ngọc hai bộ 70 nè. Nè cho Lê Ngọc hai bộ nè. Ờ, Ngọc 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 Đào đây đúng rồi, mẫu này ở chỗ khác bán trên 100. Trang dùng đơn này. Trang nó điêu là chết liền luôn á. Những cái mẫu này mấy chị mua chỗ khác trên 100 mấy luôn, thật luôn thề luôn. Mít trăm nè. Bởi vậy mất Facebook hoài là nó như vậy đó mấy chị. Mít trăm nè. Bán rẻ quá mất Facebook hoài là như vậy đó. Kim loan nè. Kim loan nữa đủ đó. À, nguyên không được một một mẫu đầm nào luôn hả? Kim loan nè. Trời ơi, uổng dữ vậy. Đầm 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 vài bữa nữa nha, đang may. Tha hồ mà lựa nhé. Rồi beo này, beo 80. Beo rút rút dây hai bên nha, 80. Ba bộ thôi nha. Beo rút dây hai bên 30. Chị ơi, nãy giờ em có bộ nào không? Trời ơi, Nguyễn Phương ơi. Không không bộ nào luôn hả? Mai mốt xăng nha. Mai mốt mua xăng nha. Mai mốt mua xăng nhiều hàng lắm. Hôm nay mình không mua được thì mình bấm theo dõi anh May. Mình mua nha. Beo 80 cho Dương Diễm này. Rút hai bên. Beo cho Vũ Hiền. Vũ Hiền này, đây 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 Vũ Hiền đây. Rồi còn bộ thôi nha. Còn bộ beo này. Có ai xả đồ để cho Nguyễn Như beo 80 rồi hết nha. Đi cho em đi. Rồi ba bộ ba set tê loe nha. Xem nãy giờ không mua được bộ nào Phạm Nguyên cầu nghiệp cứ giờ thôi ngày mai đi ha. Ngày mai ngày mốt giờ mình lên mình xăng được không? Bây giờ trong mệt có thời gian không có mai được nữa. Em có beo vàng 135 không chị? Trương Khánh em có beo vàng. Có nha. Thêm đi nè, bộ nãy giờ nè. Có nè. Rửa đi Khánh ơi. Rửa đi thôi gì xả đơn ra đó, một bộ trang không có dao. Đầm đầm chiều khó nha, đầm chiều khó vài bữa nữa nha giùm em nhé. Đầm chiều khó vài bữa nữa. Trang bán có 100. Beo đi Kim Loan. Mẫu trên Facebook Trang may cho chị xinh quá. À cái mẫu đầm cánh tiên á hả? Xếp mẹ là trắng lẻ bây giờ. Cái mẫu đầm cánh tiên đúng không? Cánh tiên đó cho Đăng May. Ừ, cho Đăng May đó. Không, Nguyễn Lương, không. Kim Loan của cái này cũng Nguyễn Lương rồi. Rồi, cái này là cái này tặng cuối giờ nha. Tặng cuối giờ. Rồi, rồi, cái thứ gì nào? Ba mẫu này nữa là cắt like, không có like nữa, hết like nổi rồi. Thông cảm. Mình chưa mua được, ngày mai mình mua giùm em nha. Đây, bom rất là nhiều, bom còn hơn cả ngừng cái bao tải luôn á. Bộ mặt hết rồi. Đây, Gucci Tây Loe 50. Bu xì tây loe 50. Cái này là mã tặng nha, mấy chị cầm đây là mã tặng 50. Dương Diễm rồi. Cái này là mã tặng thôi. Cái này là thay vì em tặng lì xì cho mấy chị, bao lì xì 50. Nó không có chất lượng bằng hàng tặng để cho mấy chị mặc đúng không? Rồi hoa tặng 50. Hoa tặng 50 cho Thanh Thanh Tri Phan. Cái gì? Thanh Tri Thanh. Thanh Tri Thanh có đơn chưa? Tặng cho những người nào có đơn thôi nha. Thu Hiền Đào tặng cho một hoa 50 đi. Ngài Ben, Ngài Ben như khách cũ đúng không? Ngài Ben như khách cũ hả? Phạm Nguyên mã tặng đeo 50 rồi hết nha. Phạm gì? Phạm Nguyên. Có đơn đâu tặng. Phạm Nguyên nói chốt nãy giờ không được bộ nào đó. Cứ tặng Kim Loan nè. Thôi tặng cho Phạm Nguyên đi. Chứ nữa ngày mai bà mua thêm 50 ngàn như mẫu cho đăng mặt nhá. Mà đeo vô anh hoa. Rồi thôi nghỉ like nha, ngày mai chăng like là tiếp nha mấy chị nha. Bây giờ đuối quá rồi không like nổi nó luôn á. Ngày mai đi, ngày mai hoặc ngày mốt gì đi, cứ canh điện thoại bật chế độ thông báo. Cái mẫu Fendi cái tiên đâu rồi đó, cái đầm mai chị Hồng, đầm bi cánh tiên đó hả? Trang đang may nha, bây giờ Trang không có bán được thì Trang đưa xưởng cho nó may, chứ Trang không có đi đâu này á. Mai tặng chị Phạm Nguyên sau đi này, tặng cho người khác đi. À rồi thôi, bye bye mấy chị nha. Chị ơi, còn một bấm mã tặng này chốt tặng cho chị. Chị nào ra ngày mai nhé, ngày mai Quyên mua lại nha Quyên. Này còn bom rất là nhiều luôn đây này, cho mấy chị coi. Mai lừa tiếp không nha, đơn ngày nào đơn đi ngày đó tặng cho chị. Tại vì chưa chắc ngày mai đang đã like. Thanh có đơn rồi nè. Thanh Chi Thanh có đơn rồi đó. Bom nhiều lắm, nhưng ngày mai xăng tiếp nha, ngày mốt ngày mai gì đó. Mốt ngày mai gì, cứ bật chế độ thông báo là Trang lên thì mấy chị sẽ nhận được thông báo. Thanh Chi Thanh là có một bộ má tặng 50 nha. Rồi bye bye mấy chị đẹp nha. Tặng là không có được trả về nha, trời ơi tặng còn trả về cho tôi chết á. Bye bye nha, bye bye mấy chị đẹp. Để đó, đi Thanh đi.